Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 266. Chỉ là, kiếp nạn nhưng thủy chung không có lần nữa hạ xuống, thần uyên vậy dần dần bị mọi người quên lãng, sau đó, chúng ta chỉ có thể tự tìm thiên tư ngang dọc yêu nghiệt. Thì ra là như vậy. Diệp thần gật đầu một cái. Như thế tới một cái, rất nhiều chuyện liền nói xuôi được, như vì sao cứu đi Cố Tuyền và Chu Uyên người tựa hồ thực lực cực mạnh, lại không chịu lộ mặt. Thần uyên quy củ, chính là tùy tiện không được nhúng tay thế sự. Thần uyên chi chủ nói, Diệp thần, người có thể biết, thời đại thượng cổ, vậy kiếp nạn hạ xuống trước có dấu hiệu gì? Diệp thần lần nữa lắc đầu một cái. Thần uyên chi chủ sắc mặt, bỗng nhiên ảm đạm một phần nói, thiên đạo xảy ra chuyện. Diệp thần nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt. Thiên đạo xảy ra chuyện. Hôm nay, vực ngoại thiên đạo không phải mơ hồ xảy ra vấn đề sao? Thần uyên chi chủ nói, không sai, lần này thiên đạo vấn đề, ý tứ là trước, những cái kia đã từng thiếu chút nữa mất đi liền nhân tộc thậm chí còn toàn bộ vực ngoại kiếp nạn, rất có thể liền muốn kéo nhau trở lại. Mà năm đó những cái kia thần uyên yêu nghiệt, từng lưu lại một câu răn dạy. Nếu như kiếp nạn lại đến, chỉ có một thần nhân có thể dẫn vạn tộc, chiến thắng cái này trường kiếp nạn. Hắn nhìn Diệp thần, trong mắt chỗ sâu, tựa hồ có ngọn lửa đang nhảy nhót, nói ta thần uyên tồn tại như vậy nhiều năm, cuối cùng sứ mạng chính là vì khai thác ra tên này thần nhân. Diệp thần, người có thể chính là chúng ta một mực đang tìm tên kia thần nhân. Luân hồi huyết mạch, cho dù đặt ở thời đại hồng hoang, cũng là đủ để làm người có được gọi là thần người cao nhất huyết mạch à. Diệp thần nghe vậy, thần sắc biến đổi. Nhìn thần uyên chi chủ, hai tròng mắt bên trong ẩn hiện vẻ kiêng kỵ. Luân hồi huyết mạch, là hắn lớn nhất một trong những bí mật, lại là bị phát hiện. Thần uyên chi chủ thấy vậy, mỉm cười nói, người yên tâm, lão phu không có ác ý, luân hồi huyết mạch cũng không phải muốn cướp đi là có thể cướp đi. Bất quá, bây giờ ngươi thực lực vẫn là quá yếu, sợ rằng còn không có tư cách gánh nổi thần nhân tên. Diệp thần ngược lại không quan tâm cái này cái gọi là gọi, hắn càng quan tâm lần này tới mục đích, hắn thần sắc trầm xuống, nói Chu Uyên và Cố Tuyền đâu. Thần uyên chi chủ nghe vậy cười một tiếng nói, được, Chu Uyên và Cố Tuyền ngươi nếu như muốn mang đi tùy thời đều có thể, bất quá, ta đề nghị ngươi tạm thời để cho bọn họ ở lại thần uyên bên trong, cũng coi là ở sắp tới đại kiếp bên trong, gia tăng một phần tự vệ thực lực, còn có một việc. Thần uyên chi chủ nói, Huyền Linh Châu ở trên mình ngươi chứ? Giờ phút này, Diệp thần đột nhiên có một loại mình ở lão này trước mặt chính là một không mặc quần áo tiểu tử, bí mật gì đều bị thấy hết à. Liền Huyền Linh Châu chuyện, hắn đều biết. Gặp Diệp thần yên lặng, thần uyên chi chủ cười ha ha một tiếng nói, chớ khẩn trương, ta sở dĩ nhắc tới Huyền Linh Châu, là muốn trợ giúp ngươi nắm nó trong tay. Cái gì? Diệp thần nghe vậy, mặt hiện vẻ vui mừng. Huyền Linh Châu, chính là Huyền Yêu Lão Tổ lưu lại chí bảo. Ban đầu, Huyền Yêu Lão Tổ từng nói, muốn vận dụng Huyền Linh Châu, tu vi ít nhất phải đột phá đến còn thật cảnh bên trên. Dĩ nhiên, Diệp Thần thực lực cùng tu vi không thể lẽ thường cân nhắc. Hôm nay, Diệp Thần thực lực đã đạt đến yêu cầu nhất định, theo lý thuyết, mới có thể miễn cưỡng vận dụng cái này Huyền Linh Châu liền mới là. Có thể, trước đây không lâu, hắn thử một lần sau đó vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Vậy thần uyên chi chủ tựa như nhìn thấu Diệp thần tâm tư vậy, mỉm cười nói, Diệp thần, thực lực không phải vạn năng, cái này Huyền Linh Châu, bình thường mà nói, chỉ có tu vi đạt tới còn thật cảnh một cái giai đoạn, mới có thể thi triển, người thực lực mặc dù không tệ, có thể, cái này cuối cùng chỉ là tổng hợp chiến lực, cũng không phải là nói, người ở mọi phương diện cũng có thể nghiền ép những cường giả kia. Ví dụ như, linh lực. Linh lực của ngươi chất lượng vượt xa vậy còn thật thậm chí là quá thật tồn tại, có thể, số lượng đâu. Vậy thì chưa chắc như vậy. Trong chốc lát, Diệp thần mặt lộ một vẻ bừng tỉnh, khó trách hắn không cách nào vận dụng Huyền Linh Châu. Diệp thần không khỏi phải hỏi nói, chẳng lẽ, ta chỉ có đến khi đột phá tu vi đến khi đó, mới có thể vận dụng phương này chí bảo. Đến khi hắn đột phá tu vi đến cái đó cấp bậc thực lực, phỏng đoán đã sớm vượt xa thái chân cảnh tồn tại, thậm chí, cũng đã sớm không có ở đây vực ngoại, hôm nay, đại kiếp đem, như vậy không khỏi có chút đã quá muộn. Thần uyên chi chủ cười nói, đối với người bình thường mà nói, quả thật như vậy, có thể, đối với người ngược lại là có một cái mưu lợi phương pháp. À, Diệp thần ánh mắt sáng lên, hứng thú. Thần uyên chi chủ cổ tay lộn một cái,
đem một quả tản ra thương cổ hơi thở ngọc giản cầm trong tay nói, ngọc giản này bên trong, ghi lại, chính là một loại năng lượng chuyển hóa bí thuật. Cái này bí thuật, cho dù ở Hồng Hoang lúc đó, cũng là uy chấn huyền chiến cao nhất thần công, hiệu quả liền đem lực lượng tạm thời đổi thành là linh lực, hoặc là đem linh lực tạm thời đổi thành làm lực tính. Kỳ danh là huyền thể hóa linh thần thông. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt cuồng tránh, cho dù hắn hết sức áp chế, trên mặt còn chưa do hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Hắn hôm nay đã nắm giữ hồn thể đổi thành. Nếu như, lại có cái này huyền thể hóa linh thần thông, như vậy, lực lượng, thần hồn, linh lực, ba loại năng lượng tới giữa, liền có thể lẫn nhau đổi thành à. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, nếu như hắn cần thi triển hồn kỹ, liền có thể đem lực lượng cùng linh lực cũng đổi thành là hồn lực. Như vậy thứ nhất, thực lực đem sẽ sinh ra biến chất. Thần Uyên Chi chủ tựa như nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, cười nói, đừng cao hứng được quá sớm, tu luyện cái này huyền thể hóa linh thần thông, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhiều năm qua như vậy, trừ thời đại thượng cổ, vậy chàng tai nạn bên trong có một tên thần Uyên Thiên mới tu luyện thành công ngoài ra, lại cũng không một người, luyện thành môn thần thông này. Thậm chí, không ít người, còn đang tu luyện bên trong bỏ mình. Thái hư tư chất, người hẳn rất rõ ràng, có thể cho dù là hắn cũng không cách nào luyện thành huyền thể hóa linh thần thông, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc cũng là không khỏi ngưng trọng một phần, nhưng, vẫn mở miệng nói, vãn bối, nguyện ý thử một lần. Thần Uyên Chi chủ trong mắt, hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng, mạnh mẽ đi nữa tư chất, nếu như tâm tính không được, cuối cùng, cũng chỉ sẽ mẫn nhiên đám người. Chỉ có Diệp Thần cái loại này, nguyện ý vĩnh leo cao đỉnh, không ngừng đột phá người, mới có thể đem mình tiềm lực, phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn gật đầu một cái nói, được, hôm nay, ngươi nghỉ ngơi một ngày, đem người điều chỉnh đến trạng thái tột cùng, sáng sớm ngày mai, lại tới tìm ta, ngoài điện, Giang Hân đã ở chờ ngươi, nàng sẽ thay ngươi an bài xong chỗ ở. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, liền thối lui ra khỏi đại điện. Quả nhiên, tên kia kim mâu cô gái đang chờ ở nơi đó. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần rất nhanh liền đi tới một tòa đẹp và tĩnh mịch gác lửng trước. Tiến vào gác lửng sau đó, Diệp Thần, không nói hai lời, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, đem người bên trong còn sót lại thương thế, từng cái tu bổ, hơn nữa, hấp thu linh khí, củng cố tu vi. Ban đầu, tiến vào cái này thần uyên, Diệp Thần còn không có quá chú ý, giờ phút này, bất ngờ phát hiện, nơi này linh khí quá tinh thuần. Diệp Thần nguyên bản một mực rất kỳ quái, Táng Thiên Hải bên trong rõ ràng không có nguyên linh núi, vì sao Táng Thiên Hải võ đạo hội lớn mạnh như vậy, thậm chí, vượt qua năm lớn thiên điện. Sau đó, thông qua Lâu Vũ Tiêu hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Đó chính là, Táng Thiên Hải đáy biển dưới có một loại đặc thù quặng mỏ. Cái này quặng mỏ bên trong, sản xuất linh thạch cũng là có nguyên linh khí, cùng đạo tinh hiệu quả cơ bản giống nhau. Nói cách khác, Táng Thiên Hải võ giả không hề thiếu đạo tinh. Đặc biệt, là bên trong biển. Mà giờ khắc này, Diệp Thần có thể khẳng định, hiện tại mình tránh vị tại một cái đặc thù quặng mỏ ngay phía trên à. Vậy tu luyện hiệu quả, thật là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần đã là tinh thần sảng khoái, tu vi hoàn toàn củng cố, thậm chí có một phần tinh tiến. Nói không chừng, ở năm phương chiến loạn mở trước, có hy vọng đột phá. Lúc này, Diệp Thần thì có chút không kịp chờ đợi đứng lên, hướng vậy đại điện đi tới. Trong điện, Thần Uyên Chi chủ đã chờ ở chỗ này. Diệp Thần hỏi, tiền bối, cái này huyền thể hóa linh thần thông, kết quả phải làm thế nào tu luyện? Thần Uyên Chi chủ cười nói, cái này thần thông cần ở một cái chỗ đặc thù mới có thể luyện thành, hiện tại, ta liền muốn mang ngươi ra biển. Ra biển, Diệp Thần cả kinh, không đợi hắn làm ra phản ứng, vậy Thần Uyên Chi chủ đã xuất hiện ở trước người của hắn, tiện tay liền đem Diệp Thần cánh tay nắm ở trong tay. Diệp Thần theo bản năng vùng vẫy một tí, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Một khắc sau, Thần Uyên Chi chủ bước chân đạp một cái, ầm một tiếng vang thật lớn. Cả người chính là giống như tên lửa vậy, ngay tức thì vọt ra khỏi đại điện, hướng trên mặt biển, cực nhanh ra. Một cái hô hấp thời gian, Thần Uyên Chi chủ liền dẫn Diệp Thần, xuất hiện ở trên mặt biển. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn như khá là chật vật, đầu có chút choáng váng, Thần Uyên Chi chủ tốc độ chân thực quá nhanh, lấy hắn thể chất, đều có chút không có thói quen. Đây là,
thần uyên chi chủ đột nhiên bay lên trời, hướng một cái hướng khác, phi độn đi. Diệp thần thấy vậy sửng sốt một chút, không khỏi phải hỏi nói, tiền bối, cái này táng thiên hải, không thì không cách nào bay trên trời sao? Thần uyên chi chủ cười nói, đó là đối với các ngươi mà nói, đối với ta có thể không giống nhau, thực lực đạt tới tầng thứ nhất định, rất nhiều hạn chế, đều đưa không có hiệu quả. Còn nữa, không muốn cứ tiền bối dài, tiền bối ngắn, ta vốn tên là, phục họ Âu Dương, tên một chữ một cái xám chữ, ngươi liền kêu ta Hôi lão đi. Chỉ gặp, Hôi lão mang Diệp thần, thân hình một cái chấp động, liền hướng táng thiên hải chỗ sâu gió chỉ điện chí đi. Hai tiếng sau đó, Hôi lão liền dẫn Diệp thần ở một tòa núp ở bên trong biển cực sâu dài đất không người trên đảo, rơi xuống thân hình. Ở Diệp thần trước mặt, xuất hiện là một phiến ao đầm. Cái này ao đầm, phơi bày màu xanh nhạt, tản ra một loại khó hiểu hơi thở, đúng là làm Diệp thần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Diệp thần không khỏi hỏi, đây là... Hôi lão nói, đây là Tử Linh Triều. Tử Linh Triều. Hôi lão nói, Tử Linh Triều, là một loại vô cùng là đặc thù ao đầm, chỉ cần trong cơ thể của ngươi có một tia linh khí, liền sẽ không ngừng chìm xuống, bị Tử Linh Triều chiếm đoạt sức sống. Cho dù là ta, rơi vào trong đó, dựa vào chính mình lực lượng vậy tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Đồng thời, Tử Linh Triều cũng là duy nhất có thể tu luyện huyền thể hóa linh thần thông địa phương. Diệp thần nghe vậy, con người có giúp một cái nói cách khác cái này huyền thể hóa linh thần thông, không luyện được, chính là chết. Hôi lão nói, không, nếu là thật đang nguy hiểm lúc đó, ta có thể xuất thủ cứu ngươi, nhưng, huyền thể hóa linh thần thông, lần đầu tiên tu luyện thất bại, phía sau liền cơ hồ không thể nào luyện thành, đây cũng là tại sao, nhiều người như vậy không cách nào luyện thành cái này thần thông nguyên nhân. Hiện tại, người vẫn là dự định thử một lần sao? Diệp thần không chút do dự gật đầu nói, không tệ. Hôi lão mặt lộ vẻ tán thưởng, ngay sau đó, đem ngọc giản kia ném cho Diệp thần nói, đem thần thông hoàn toàn hiểu sau đó, nói cho ta. Lúc này, Diệp thần liền bắt đầu hiểu cái này huyền thể hóa linh thần thông. Tu hành không năm tháng. Một ngày này, Diệp thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bạo tránh nhìn về phía ngồi ở một bên Hôi lão nói, Hôi lão, ta đã đem cái này thần thông hiểu xong. Hôi lão mặt hiện một vẻ kinh ngạc, nhiều năm qua như vậy, hiểu cái này thần thông nhanh nhất cũng tổn hao vào nửa năm thời gian, mà Diệp thần, chỉ tốn mấy ngày. Lúc này, hắn mỉm cười nói, chuẩn bị xong chưa? Diệp thần nhìn vậy Tử Linh Triều, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, một khắc sau, chính là thân hình động một cái, trực tiếp bước chân vào vậy trong Tử Linh Triều. Hắn hai chân, phương một không có vào vậy màu xanh vũng bùn dưới. Toàn bộ Tử Linh Triều liền tựa như đột nhiên sống lại vậy, triều bùn không ngừng ngọa nguậy, một cổ cực kỳ to lớn hấp lực, ngay tức thì từ Tử Linh Triều phần đáy bộc phát ra, đem Diệp thần thân thể hướng phía dưới kéo đi. Diệp thần sắc mặt biến đổi, ngay tại lúc này, hắn bén nhạy thần niệm bắt được, cái này hấp lực bùng nổ đồng thời, Tử Linh Triều bên trong cũng là xuất hiện một cổ năng lượng đặc thù. Điều này có thể tính, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Diệp thần rất rõ ràng. Điều này có thể tính chính là tu luyện huyền thể hóa linh thần thông nhất định năng lượng. Lúc này, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền thể hóa linh thần thông, đem linh lực dần dần chuyển hóa thành thân xác lực. Đồng thời, ở hắn vận chuyển huyền thể hóa linh thần thông lúc đó, một cổ lực lượng từ trong cơ thể nộ xông ra lại là kháng cự vậy ao đầm bên trong hạ kéo lực. Bất quá, dù vậy, Diệp thần thân thể vẫn là đang chậm rãi trầm xuống. Đây là một chàng cùng thời gian thi đấu chạy trò chơi. Diệp thần muốn trong người trước khi chết, đem huyền thể hóa linh thần thông hoàn toàn luyện thành. Liền liền Hôi lão, giờ phút này cũng là có chút khẩn trương. Diệp thần ngưng tụ toàn bức tinh thần, một chút nào, cũng không dám buông lỏng, điên cuồng tu luyện vậy huyền thể hóa linh thần thông, cắn nuốt ao đầm bên trong năng lượng đặc thù, đồng thời, theo thân thể của hắn hạ vùi lấp, hắn sức sống cũng bị Tử Linh Triều điên cuồng cắn nuốt. Đột nhiên tới giữa, tu luyện bên trong Diệp thần, trong mắt lóe lên một chút hiểu ra vẻ. Hắn nhìn dưới người Tử Linh Triều, ánh mắt cuồng tránh, trên gương mặt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ. Một khắc sau, hắn lại là trực tiếp ngưng vận chuyển huyền thể hóa linh thần thông, cả người, bá rồi một tiếng liền bị vậy Tử Linh Triều cắn nuốt hơn nửa, chỉ còn lại nửa người trên còn lộ ở bên ngoài. Hôi lão sắc mặt biến đổi nói, thằng nhóc, tập trung tinh thần. Không muốn buông lỏng chút nào.
Diệp Thần ánh mắt lóe lên chỉ chốc lát sau, nhưng là đột nhiên ngẩng đầu một cái, đối với Hôi lão nói, Hôi lão, ta biết như thế nào luyện thành cái này huyền thể hóa linh thần thông, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Hôi lão nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, lập tức hỏi, chuyện gì? Diệp Thần nghiêm túc nói, ta hiện tại muốn mặc cho mình chìm vào ao đầm, mời yên tâm, ở ta kêu lên trước, bất luận phát sinh cái gì, cũng không nên ra tay cứu ta. Hôi lão sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị nói gì, có thể, Diệp Thần lại là ngay tức thì buông tha chống cự, liền bị vậy ao đầm hoàn toàn chiếm đoạt. Thằng nhóc thúi này, cho dù là Hôi lão cái này cùng trầm ổn vô cùng tồn tại, thấy một màn này, đều là không nhịn được mắng một tiếng. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì à? Lấy sinh mạng của mình ra đùa. Hắn nhưng mà gánh vác vực ngoại tương lai à? Một ngày sau, đứng ở Tử Linh Triều bên cạnh Hôi lão, sắc mặt đã là một phiến trầm ngưng. Hôm nay, Diệp Thần đầu lâu đã hoàn toàn không nhìn thấy, ao đầm bên trong xuất hiện một đạo hạ bùi lấp dấu vết, Diệp Thần thân thể đã hoàn toàn bị đẩy vào ao đầm chỗ sâu. Loại thời điểm này, sức sống tiêu hao tốc độ là vô cùng kinh khủng. Cũng chính là Diệp Thần, sinh mệnh lực hơn người, nếu không, có thể đã sớm bỏ mạng ở cái này trong Tử Linh Triều. Nhưng, dù vậy, Hôi lão cũng là nhiều lần không nhịn được nghĩ phải ra tay đem Diệp Thần cứu ra. Có thể, mỗi một lần, hắn bên tai cũng sẽ nhớ tới Diệp Thần bị ao đầm nuốt mất trước nói. Hôi lão than nhẹ một tiếng, mới vừa nâng tay lên, lại buông xuống. Giờ phút này, Tử Linh Triều phần đáy. Diệp Thần cả người bị vô số xanh bùn chèn ép, có thể xanh bùn phía dưới, một cặp tròng mắt nhưng là toát ra vô cùng chói mắt thần mang. Hắn cả người máu thịt, vô cùng khô đét, cả người uyển như thây khô, có thể vậy khô đét bắp thịt bên trong, vừa tựa hồ tràn đầy minh mông lực lượng. Ba tiếng sau đó, đứng ở Tử Linh Triều bên cạnh Hôi lão, sắc mặt đã vô cùng khó khăn xem, hắn đem linh lực bơm vào đến thanh âm bên trong, quát to, Diệp tiểu tử, ngươi không có sao chứ? Lại không ra được, lão phu, có thể muốn ra tay à? Diệp Thần quá trọng yếu, cho không được chút nào sơ suất. Cái này huyền thể hóa linh thần thông tuy tốt, nhưng cũng không đáng giá được Diệp Thần cầm mệnh đi liều mạng à? Hôi lão, mặc dù thưởng thức Diệp Thần ý chí lực, bính kính, nhưng, mọi việc đều có một độ. Nếu như sớm biết, Diệp Thần lại hợp lại đến như vậy trình độ, hắn tuyệt sẽ không cầm ra cái này bản huyền thể hóa linh thần thông. Giờ phút này, Hôi lão rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn cả người vô biên linh lực một thịnh, toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng muốn ở hơi thở này dưới tan vỡ, thời khắc này Hôi lão giống như thần minh, giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có băng thiên liệt địa uy năng. Hắn ngưng mắt nhìn vậy phiến Tử Linh Triều, mặc dù, hắn rơi vào trong Tử Linh Triều quả thật không cách nào tránh thoát được, nhưng, hắn nhưng có biện pháp, làm cho cả Tử Linh Triều ngay tức thì bốc hơi. Hôi lão thần niệm. Ngay tức thì phong tỏa Tử Linh Triều, trước, những quyết định kia muốn tu luyện môn thần thông này thiên kiêu chết ở chỗ này, hắn vậy không chút nào bốc hơi Tử Linh Triều ý tưởng, dẫu sao, không có Tử Linh Triều, cái này nghịch thiên thần thông là vĩnh viễn không thể nào có người luyện thành. Nhưng, hiện tại, cho dù giá phải trả là vĩnh viễn mất đi huyền thể hóa linh thần thông, Hôi lão cũng phải cứu ra Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần có thể đối mặt vạn khư. Diệp Thần ở hắn xem ra là có khả năng nhất trở thành vậy thần nhân tồn tại. Nói tóm lại, Diệp Thần quá trọng yếu. Ngay tại Hôi lão quyết định xuất thủ một khắc trước, đột nhiên tới giữa, toàn bộ Tử Linh Triều cũng gần như sôi trào lên. Hôi lão thấy vậy, hơi sững sờ, ra tay không khỏi chậm một phần, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ vậy thanh bích sắc triều bùn bên trong, phóng lên cao. Thân hình trên không trung, một cái lộn chính là rơi ở trên mặt đất. Hôi lão hướng bóng người kia nhìn, không khỏi con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp, xuất hiện ở trước mặt hắn, bất ngờ là một cái cực kỳ thê thảm thân thể. Máu thịt cơ hồ hoàn toàn không có. Mà người này, chính là Diệp Thần. Diệp Thần rơi trên mặt đất, thở hổn hển, mới vừa tình huống quả thật vô cùng là hung hiểm. Nếu không phải hắn ở một khắc cuối cùng, đem huyền thể hóa linh thần thông luyện thành, cầm linh khí hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng. Ao đầm không cách nào lại chiếm đoạt sinh mệnh lực của mình mà nói, sợ rằng đều có vĩnh viễn ở lại ao đầm dưới đáy khả năng. Mà Hôi lão chính là mặt đầy vẻ vui mừng địa đạo, Diệp tiểu tử, ngươi thành công. Nếu như Diệp Thần không có luyện thành vậy huyền thể hóa linh thần thông, là tuyệt không thể nào dựa vào mình lực lượng từ ao đầm bên trong lao ra.
Diệp Thần miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Trong nháy mắt, Hôi lão ánh mắt cũng sáng, nhìn Diệp Thần thật là giống như nhìn bảo như nhau. Vô số năm qua, rất nhiều thiên kiêu đều không cách nào làm được chuyện, Diệp Thần làm được à? Đây không phải là thần nhân, cái gì là thần nhân? Bất quá, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần, người mới vừa tại sao phải đi sâu vào ao đầm phần đáy? Cứ như vậy, không phải tăng thêm nguy hiểm sao? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, cái này ao đầm phần đáy, nhìn như nguy hiểm, nhưng, trên thực tế so với ở ao đầm phần trên kiên trì sống sót cơ hội lớn hơn được hơn. Cái gì? Hôi lão cả kinh nói, cái này, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần con người bên trong, thoáng qua một món tinh mang nói, rất đơn giản, hiệu suất. Ở ao đầm phần đáy, nhìn như ngươi tổn thất sinh cơ tốc độ tăng nhanh, có thể, trên thực tế ngươi hấp thu ao đầm bên trong năng lực đặc thù tốc độ cũng là đại phúc tăng trưởng. Thậm chí, vượt qua hấp thu sinh mệnh lực tốc độ tăng trưởng. Thông qua ở ao đầm bên trong, thay đổi vị trí tiến hành dò xét, ta nhận ra được, ao đầm phần đáy rất có thể mới là thích hợp nhất tu luyện huyền thể hóa linh thần thông địa phương. Ở ao đầm phần trên kiên trì, nhìn như để cho mình sống được lâu hơn, an toàn hơn, trên thực tế chậm chạp tử vong thôi. Nhìn như nguy hiểm nhất ao đầm phần đáy, ngược lại hiệu suất càng cao. Hôi lão nghe vậy, nhìn Diệp Thần bộc phát hài lòng đứng lên. Một điểm này, thật ra thì không khó phát hiện, nhưng vì cái gì trước khi thiên kiêu không có người nào thử nghiệm tiến vào ao đầm phần đáy. Cuối cùng là sợ, là luống cuống, không có làm ra lạnh nhất yên tĩnh phán đoán. Mà Diệp Thần, liền tâm tính đều là tốt nhất chọn. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là lộ ra một nụ cười, hắn hôm nay đã luyện thành huyền thể hóa linh thần thông cửa này khoáng thế tuyệt kỹ. Chỉ bất quá cụ thể như thế nào sử dụng còn muốn thăm dò. Lúc này, Diệp Thần hít sâu một hơi, hóa linh thần thông vận chuyển, cơ thể đồng hồ bên trên ngay tức thì lóe lên lau một cái phiền phức màu đen đường vân. Cái này màu đen đường vân lóe lên ngay tức thì, Diệp Thần trong cơ thể thái nhất linh khí lại là rối rít dung nhập vào vậy đường vân bên trong. Trong chốc lát Diệp Thần lực lượng, ngay tức thì bạo tăng. Cảm thụ vậy dâng trào vô cùng thân xác lực, thời khắc này Diệp Thần thậm chí có một loại có thể cái tay chống lên đúng phiến bầu trời ảo giác. Đột nhiên, hắn pháp quyết biến đổi, trên mình đường vân đổ quay lại, cuồn cuộn thân xác lực, bị vậy đường vân hấp thu, rồi sau đó, đường vân bên trong lại là đem một cổ vô cùng tinh thuần thái nhất linh khí bơm vào đến Diệp Thần trong đan điền. Diệp Thần trên mặt hiện lên lau một cái khó mà đè nén vẻ mừng rỡ như điên, thành công. Cái này hóa linh thần thông lực lượng coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là, Hôi lão mở miệng nói, Diệp tiểu tử, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, đem người điều chỉnh xong, nếu ngươi đã luyện thành hóa linh thần thông, ngày mai liền thử nắm trong tay vậy huyền linh châu đi. Hắn trong mắt, hiện lên nhao nhao muốn thử ý, chỉ là cái này huyền thể hóa linh thần thông liền để cho hắn thực lực cường đại mấy phần. Nếu như đem cái này thần thông vận dụng thuần thục, sẽ đạt tới cái gì bước? Hơn nữa huyền linh châu đâu? Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần chính là một hồi hưng phấn. Cùng lúc đó, Bắc Cực, một khối trong tiểu thế giới. Nơi này không có gió lạnh, ngược lại bốn mùa như xuân. Diệp Lăng Thiên ngưng mắt nhìn trước mặt bích họa, thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng. Mấy ngày nay, hắn đi khắp cái này thế giới nhỏ. Duy nhất phát hiện chính là cái này bích họa. Đúng như Diệp Thần mẫu thân mà nói, hoa hạ linh khí dị biến, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Diệp Lăng Thiên vậy coi là kiến thức rộng, đi theo điện chủ lại là biết được rất nhiều bí mật, nhưng lần này bí mật như một đôi bàn tay, đối với hoa hạ ra tay, hắn mới liệu chưa kịp. Hắn rất rõ ràng, tiếp theo ngày, điện chủ tình cảnh càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Giang Nữ Dung đi tới. Ngưng mắt nhìn bích họa, mở miệng nói, Lăng Thiên, có một số việc, chúng ta không có cách nào chạm đến. Chúng ta cuối cùng là người phàm, cuối cùng là chúng sinh. Nhưng lịch sử tiến trình bên trong, chung quy sẽ có người đứng ra, ngăn cản tại tất cả thân người trước, gánh vác vốn không thuộc về sứ mạng của hắn. Cho dù ta biết thần nhi là luân hồi chi chủ chuyển thế, nhưng ở một cái mẫu thân trong mắt, hắn chính là một đứa nhỏ. Cuối cùng là khổ ta đứa nhỏ. Cảm khái rất nhiều, Giang Nữ Dung con người đột nhiên thay đổi là kiên nghị, gần từng chữ, Lăng Thiên, nếu vật kia không cách nào liên lạc với thần nhi, vậy cũng chỉ có thể chọn lựa nhất cực đoan phương án. Cái gì?
Diệp Lăng Thiên thần sắc ngẩn ra, có loại dự cảm bất tường. Nhưng mà, Giang Nữ Dung không nói gì nữa, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt bích họa. Bích họa bên trên có một hàng chữ, Chu Diệt Vạn Khư, Luân Hồi Đương Lập. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thiên Điện. Ở dưới Thiên Điện, có một phe núi thần dưới, không biết biết bao sâu xa chỗ, mơ hồ có một đạo sông dài, dòng nước chảy tới giữa, vô số đất đá đống xây trên đó, mơ hồ còn có từng viên màu đen phù văn, ở đó đất đá tới giữa lóng lánh. Phù văn kia tản ra, là che giấu quy luật lực. Cho dù là tu vi quá thật, thần niệm động triệt thiên địa vạn vật chí cường, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện cái này nhánh sông lớn tồn tại. Đất này để dòng sông cạnh, hai bên trên vách đá, từng viên tản ra vàng rực thiên nhiên đá quý, khảm nạm trong đó, mà ở ánh sáng ánh chiếu hạ, vậy sông lớn vậy lộ ra diện mạo vốn có. Nếu là có người lầm vào nơi đây, tất nhiên, sẽ sợ hãi vạn phần. Điều này sông lớn, nơi nào là thông thường xuống sông nước? Rõ ràng, là một cái màu máu sông dài à. Trong phảng phất, ở huyết sắc kia sông dài bên trong, bất ngờ, còn ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Giờ phút này, vậy ngồi xếp bằng ở sông máu bên trong bóng người, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt màu bất ngờ là đối với không thuộc về mình màu máu mắt dọc. Hơn nữa, cái này nam tử quanh thân tản ra hơi thở cũng là vô cùng tà dị. Bỗng nhiên, một cổ dâng trào hấp lực bỗng nhiên từ hắn bên trong đan điền, bộc phát ra, cuồn cuộn nước sông lại là rối rít tràn vào nam tử này trong đan điền. Chàng trai cặp mắt bên trong thoáng qua vẻ mừng như điên vẻ, ngửa mặt lên trời cười dài nói, ha ha ha, không nghĩ tới, bất ngờ thức tỉnh viễn cổ trí nhớ, lại còn thật để cho ta tìm được một cái tổ vu thi thể chỗ chỗ. Tổ vu thi thể bên trong máu tươi chảy, hóa thành con sông máu này, hôm nay, sông máu đã bị ta chiếm đoạt sạch sẽ, ta thực lực, cũng là bạo tăng. Bây giờ ta, liền Đông Hoàng Trung cũng có thể thao túng tự nhiên chứ. Người này, bất ngờ chính là Đông Hoàng Thiên Điện Đế Quân, Đông Hoàng Vong Cơ. Đông Hoàng Vong Cơ từ khô kiệt sông máu bên trong, chậm rãi đứng dậy, hướng đỉnh đầu nhìn. Nháy mắt tức thì, đúng ngôi thần sơn đều là kịch liệt lay động, vô số đất đá vỡ rơi xuống, mấy đạo độn quang từ Đông Hoàng Thiên Điện bên trong bay ra, đi tới cái này núi thần chung quanh. Độn quang thu lại, hiện ra mấy đạo thân ảnh, bất ngờ là Đông Hoàng Thiên Điện mấy tên trưởng lão. Bọn họ giờ phút này, cũng là một bộ kinh nghi bất định thần sắc, nhìn trước mặt không ngừng hỏng mất núi thần. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đụng nát vô số đất đá, từ núi thần bên trong phóng lên cao. Bỗng nhiên, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở bao phủ mảnh thiên điện này, một đám Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử đang cảm thụ đến hơi thở này ngay tức thì, đều là không nhịn được, khẽ run mặt lộ vô cùng là sợ hãi thần sắc. Liền liền vậy mấy tên thái chân cảnh trưởng lão, sắc mặt cũng mơ hồ có chút trắng bệch. Trong đó một tên ông già, khó có thể tin lẩm bẩm nói, hơi thở này, kết quả là ai? Đối phương thực lực ở mấy lớn thiên điện bên trong, đều là cao cấp tồn tại à? Mấy tên trưởng lão thần sắc như thường, trong cơ thể linh khí mơ hồ chuyển động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, như lâm đại địch vậy nhìn về phía người kia ảnh lúc đó, mấy người nhưng là không khỏi được hơi sững sờ. Bọn họ trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, theo sau chính là rối rít mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Người trước mắt, nhìn như, một bộ người tuổi trẻ hình dáng, tướng mạo anh tuấn. Dung mạo kia mặc dù trẻ không thiếu, nhưng, chính là Đông Hoàng Vong Cơ à. Bọn họ tuyệt sẽ không nhận sai. Lúc này, đám người liền đối với thanh niên này thi lễ một cái nói, gặp qua đế quân. Trước đoạn thời gian, đế quân đột nhiên lấy bế quan làm tên, từ thiên điện bên trong biến mất, những trưởng lão này, trên thực tế, lo lắng không thôi, không nghĩ tới. Hiện tại Đông Hoàng Vong Cơ một lần thuộc về, chính là thực lực bạo tăng. Cái này là chuyện vui, thiên đại chuyện vui à. Nếu như, hứa trưởng lão cùng vạn trưởng lão không có mất tích nói, Đông Hoàng Thiên Điện toàn thể thực lực còn sẽ tăng lên nữa một tầng thứ đi. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt, lại là có chút phai nhạt xuống. Đông Hoàng Vong Cơ giờ phút này hăm hở, khẽ mỉm cười nói các vị miễn lễ. Hắn ánh mắt quét qua mọi người tại đây. Nhưng là có chút bất ngờ nói, hứa trưởng lão cùng vạn trưởng lão, không có tới sao. Đây là, một tên Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, có chút do dự mở miệng nói, đế quân, hứa trưởng lão cùng vạn trưởng lão, đã mất tích một đoạn thời gian. Cái gì, Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, cho tới nay đều là hắn tâm phúc, hơn nữa, nếu là không có bất ngờ, hắn hai người chúng ta lần này cần phải đã đột phá mới là. Như vậy, đối với Đông Hoàng Thiên Điện giá trị thì đứng sau mình à. Có thể lại mất tích. Lúc này, Đông Hoàng Vong Cơ chính là thân hình động một cái, hướng Thiên Điện đi. Rất nhanh, Đông Hoàng Vong Cơ cùng một đám trưởng lão liền đi tới Đông Hoàng Thiên Điện mệnh đường trước. Mạng này đường bên trong, điểm đếm ly linh đèn, mà linh đèn bên trong, thiêu đốt chính là Thiên Điện các trưởng lão mệnh lửa. Đông Hoàng Vong Cơ ánh mắt mơ hồ có chút ngưng trọng, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, hướng về phía mệnh đường, vung tay lên. Trong lệnh bài, bắn ra một đạo ánh sáng, một khắc sau, mệnh đường cửa ngay tức thì mở ra. Đám người lập tức bước vào mệnh đường bên trong. Bọn họ ánh mắt, rơi vào vậy một ly ly linh đèn dưới, ngay tức thì con người co rúc lại, cho dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, giờ phút này, vẫn không khỏi mặt hiện vẻ kinh hãi. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang mệnh lửa, hôm nay đã tắt. Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt chính là hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt, chớp động bạo ngược thần sắc. Cảm nhận được liền Đông Hoàng Vong Cơ, giờ phút này tản ra hơi thở, liền tất cả trưởng lão đều là hơi biến sắc mặt, mơ hồ lui về phía sau nửa bước, hôm nay, tức giận Đông Hoàng Vong Cơ, để cho bọn họ có một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên, Đông Hoàng Vong Cơ nhìn về phía một tên trưởng lão hỏi, người có thể biết, Hứa trưởng lão cùng Vạn trưởng lão sau khi xuất quan, kết quả đi nơi nào, làm cái gì? Người trưởng lão kia trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, hai vị trưởng lão này, tựa hồ đi táng thiên hải, còn như làm gì? Có lẽ, cùng cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, có liên quan. Diệp Thần cái này hai chữ, rơi vào Đông Hoàng Vong Cơ trong tai sau đó, hắn mặt mũi chính là dữ tợn một phần. Đông Hoàng Vong Cơ cặp mắt huyết quang chớp mắt, cười lạnh nói, được, lại là cái này đáng chết tiểu phế vật, ha ha. Muốn không được bao lâu, ta nhất định phải đem phế vật này, hoàn toàn từ thế gian xóa bỏ. Dương Chân Vực, Huyền Vân Quan. Đây cũng là Thái Huyền Trận Môn ở Dương Chân Vực tuyển chọn thiên tài đệ tử phi thăng thiên nhân vực địa phương. Bởi vì là thiên đạo vấn đề, gần đây Nguyệt Hồn Vực và Dương Chân Vực gần đây ngược lại là xuất hiện không thiếu thiên tài đệ tử. Rất nhiều thiên tài đệ tử đều bị thiên nhân vực thế lực lớn cùng với thiên điện hấp thu. Thái Huyền Trận Môn mặc dù ở thiên nhân vực không mạnh, nhưng đối với Dương Chân Vực thiên tài mà nói, ngược lại là một cái chỗ đi. Dưới màn đêm Huyền Vân Quan yên tĩnh không tiếng động, ở ánh trăng thấm nhuần dưới, lộ vẻ được đặc biệt là lạ yên lặng. Đông! Một tiếng nặng nề trống chung tiếng chậm rãi vang lên, ở nơi này hắc ám bên trong kích động ra, tiếng chuông tràn ngập ra, Huyền Vân Quan các đệ tử cũng sớm đã thói quen liền cái này trống chung tiếng. Trước mắt chính gặp Huyền Vân Quan chọn phái môn nhân phi thăng thiên nhân vực Thái Huyền Trận Môn lúc đó, mới tới chính xác đệ tử đều ở tại Huyền Vân Quan bên trong, bọn họ đi qua võ đạo, thiên phú, huyết mạch, thần thông cùng một ít hàng khảo hạch, cuối cùng xác định tư chất, đưa lên Thái Huyền Trận Môn. Một khối đại trận, ở nơi này trong hư không bao phủ Huyền Vân Quan. Khổng lồ kia đại trận, tựa như trấn áp thiên địa khí số, chung quanh có từng tầng một đại biểu tai nạn phù văn. Vô cùng vô tận hỗn độn khí không ngừng biến hóa. Đây là không lâu trước, thiên nhân vực Thái Huyền Trận Môn trận đạo cường giả bày ra. Lại có thiên nhân vực đại trận bảo vệ. Một đám bóng người màu đen, chậm rãi ép tới gần Huyền Vân Quan, ở đó đổ sộ trận trước mặt, mơ hồ có chút lo âu. Huyền môn cửu kiếp trận mà thôi. Huyền môn cửu kiếp trận, có 9 tầng kiếp nạn, thiên địa thủy hỏa, lôi điện phong vũ, còn có một tầng kêu hồn kiếp. Có thể gây tổn thương cho hại người thần hồn. Người nói chuyện quanh thân bao phủ ở hắc ám bên trong, trán bên trên che một khối màu đen mặt nạ phiến, đem hình dáng che giấu ở phía sau. Người tới đây, ta chỉ người phá vỡ trận này. Mang mặt nạ hắc y nhân hướng đầu lĩnh kia màu đen bóng người nói. Nam mặt nạ đem trận pháp này kỳ môn tinh vị, khí cơ lưu chuyển, độn giáp biến hóa, cát hung chuyển đổi vân. Vân các loại diệu pháp. Cũng toàn bộ truyền thụ cho màu đen bóng người. Bất ngờ đối với đại trận này, hắn lại như cùng lấy đồ trong túi vậy quen thuộc, hiển nhiên cái này nam mặt nạ lại và Huyền Vân Quan có muôn hình vạn trạng liên hệ. Màu đen bóng người vừa vào núi, cả tòa huyền môn cửu kiếp trận, liền điên cuồng chấn động đứng lên. Hỗn độn khí lưu, không ngừng biến hóa, biến thành thiên không, đại địa, liệt diễm, hồng thủy, lôi đỉnh vân. Vân kinh người khí tượng, từ bốn phương tám hướng đánh tới.
tựa như một kiện kiện nghịch thiên pháp bảo, muốn sống sờ sờ giết chết người. Hô hô hô, lửa lớn hung mãnh, trận pháp bên trong, trước nhất vào tới màu đen kia bóng người trước mặt, là vô số ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, phơi bày ra một đóa đóa như ý hình dáng, di thiên thiêu hủy, uy lực to lớn. Gặp lửa đạp khảm vị, tiêu tai báo bình an. Màu đen bóng người trong lòng thấp giọng nhớ tới đã từng Thái Huyền Trận Hoàng truyền thụ cho pháp quyết, trên đất phân biệt sáng tỏ bát quái khảm vị phương hướng. Trước mắt vô số ngọn lửa, là huyền môn cửu kiếp bên trong thiên hỏa kiếp, nhiệt độ cực cao, như thái dương chân hỏa, đủ để đem người đốt thành cho tẫn. Gặp phải cái loại này thiên hỏa kiếp, có thể bước vào bát quái khảm vị, tiêu tai tránh lửa. Bát quái bên trong, khảm thuộc thủy, chính là khắc chế ngọn lửa ý. Thật may màu đen bóng người đạt được nam mặt nạ truyền thụ, biết vạn biến không rời kỳ tông đạo lý, vô luận cái này cướp trận làm sao biến hóa, hắn từ đầu đến cuối tuân theo tương sanh tương khắc đạo lý, gặp hỏa tẩu thủy vị, gặp điện tị sơn hạ, đụng phải bạch cốt, khô lâu, ma thần vân. Vân quỷ, thì mặc niệm kiêng nguyền rủa, có thể phá rõ ràng hết thảy tà lệ. Cái này lên núi đường hữu kinh vô hiểm, mặc dù mỗi một bước đều tràn đầy huyền môn đại kiếp, nhưng cũng xảo diệu tránh, cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Lúc này, đã cách Huyền Vân Quan đã một bước xa. Người nào, lại dám xông vào ta Huyền Vân Quan? Một cái ông già chống một cây tàn phá cây nặng, lúc này đứng ở đạo quan cửa. Đoạn thời gian này là Thái Huyền Trận Môn trăm năm khó khăn được một gặp thu học trò cơ hội, có duyên cũng sớm đã bái sơn môn, lúc này đêm hạ xuống lúc tới phá trận, nhất định có mưu đồ khác. Ha ha! Chính là Huyền Vân Quan, chẳng qua là Thái Huyền Trận Môn một cái thu học trò chút thôi, còn dùng xông vào sao? Nam mặt nạ ngông cuồng cười một tiếng, trường bào màu đen theo gió nâng lên, trường bào dưới, lại là quyển dưỡng vô số ác quỷ. Quỷ kia mị bóng người qua lại ở ông già một mắt chung quanh, âm phong từng cơn, gào thét liền liền. Quỷ đạo thuật pháp, ngươi là Thái Huyền Trận Hoàng đệ tử. Ông già thần sắc ngẩn ra, giơ cao cây nạng tiến hành chống cự. Nếp nhăn trên mặt chen chúc chung một chỗ, vẻ mặt dị thường khẩn trương, một tiếng cười chói tai từ hắn trong miệng phát ra, thời gian đầu tiên cho Huyền Vân Quan ở giữa đạo đồng truyền tin tức. Ngày hôm nay, Huyền Vân Quan người, một cái vậy không trốn thoát. Nam mặt nạ âm u kinh khủng bóng người, ở đó một đám quỷ mị bên trong lộ vẻ được phá lệ dữ tợn phách lối. Vô số ác quỷ tựa như ùn ùn kéo đến vậy cuốn tới, cơ hồ đem toàn bộ Huyền Vân Sơn che đậy trời đất tối sầm. Thông báo thiên nhân vực Thái Huyền Trận Môn. Vô số ác quỷ gặm ăn hướng ông già, hắn quanh thân phân bố hắc khí, hiển nhiên đã không có sức xoay chuyển trời đất, dùng hết cuối cùng một chút khí huyết, lớn tiếng kêu to nói. Nam mặt nạ mắt thấy cái này ông già mất toàn bộ sức sống, đáy mắt yên tĩnh một phiến, không có chút nào gợn sóng phập phồng, đối với hắn mà nói, còn sống những năm này, chính là vì làm chứng ngày hôm nay, làm chứng cái này Thái Huyền Trận Môn từng điểm ở trong tay hắn diệt tuyệt. Bẩm báo hành tôn, còn sót lại cái này một cái người sống. Màu đen bóng người lúc này giống như quỷ mị như nhau, qua lại ở mỗi cái thiền điện bên trong, đem những cái kia đạo đồng, từng cái chém chết tại trong giấc mộng. Một cái tuổi gần 8 tuổi tả hữu tiểu đạo đồng, đang nơm nớp lo sợ bị đẩy tới nam mặt nạ trước người. Tiểu đạo đồng hiển nhiên đối với lần này lúc phát sinh thời gian mờ mịt rốt nát, một tấm trắng tinh trên mặt, dính đầy máu tanh. Ha ha! Nam mặt nạ như có thâm ý nhìn về phía cái này tiểu đạo đồng. Đi cho Thái Huyền Trận Môn báo tin, nói cho bọn họ, trong 3 ngày, ta tất đổ sát hắn cả nhà. Tiểu đạo đồng ngây ngô ngây tại chỗ, những lời này hắn nghe hiểu, mạng hắn thật giống như vậy gìn giữ xuống. Chỉ là, hắn không biết làm sao cho Thái Huyền Trận Môn báo tin à. Một đời không bằng một đời, đáng đời diệt môn. Nam mặt nạ mắng, trong tay kết ra một cái phù ấn. Đánh vào trung tâm tháp lò bên trên, một tấm to lớn truyền tống trận pháp chợt xuất hiện. Đứng ở nơi đó, tiểu đạo đồng nhanh chóng đứng ở trận pháp bên trong, một tia sáng trắng lóe lên, thoáng qua tới giữa kéo một đạo gió xoáy, đạo đồng đã tại chỗ biến mất. Hành tôn, chúng ta cần gì phải hơn này một lần hành động, để cho bọn họ có đề phòng. Màu đen bóng người bên trong người cầm đầu trên mặt hiện đầy nghi ngờ, nếu tôn giả biết phi thăng tới thiên nhân vực phương pháp. Cần gì phải còn muốn lưu cái này đồng đi trước truyền âm, cho bọn họ cơ hội đâu. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được, biết rõ tử vong sắp xỉ, cũng không lực xoay chuyển trời đất, đối với bọn họ những thứ này đạo sĩ thúi mà nói, càng khó chịu hơn sao.
Nam mặt nạ âm lãnh nụ cười, tràn ngập ra, ở nơi này ác quỷ đầy trời trong không khí, càng lộ vẻ được giống như là tới từ địa ngục ác linh, âm u kinh khủng, không thể thêm. Màu đen bóng người vậy hiển nhiên có chút sợ hãi rụt người một cái, hành tôn vui giận vô thường, trời xanh tính dễ giết, như vậy giọng, để cho hắn vậy giống như rơi xuống thân ở hầm băng bên trong. Không biết qua bao lâu, đạo đồng phát hiện mình lại đi tới Thái Huyền trận môn trước. Đã trễ thế này, ngươi làm sao có thể một thân một mình phi thăng? Canh giữ ở Thái Huyền trận môn cửa đệ tử, mắt thấy truyền tống trận lại lóe lên, một tên tiểu đạo đồng lại xuất hiện ở trong đó, có chút nghi ngờ tiến lên hỏi. Đợi bọn họ đi lên trước, nhưng phát hiện vậy tiểu đạo đồng mặt đầy máu tươi, run lẩy bẩy cơ hồ không đứng nổi. Sư huynh, các sư phó cũng, đều chết hết. Cái gì, ngươi nói là Thái Huyền trận môn xảy ra chuyện? Hai cái thủ trận đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đây là một cọc cực lớn sự việc, vội vàng phát ra tín hiệu tìm giữ núi đệ tử tới mang cái này đồng đi trận môn bên trong. Người đàn ông kia, hắn nói, ba ngày muốn giết Thái Huyền trận môn. Tiểu đạo đồng hung hãn nuốt ngụm nước miếng, mới dám đem lời này hoàn chỉnh nói ra. To gan cuồng đồ. Thái Huyền trận môn một vị trưởng lão, lớn tiếng xì một tiếng, trong tay một chuôi to lớn cái búa nổi lên. Ta đây muốn xem, là cái nào không sợ chết dám đến ta Thái Huyền trận môn quấy rối. Ngươi vẫn là gấp như vậy nóng nảy. Một vị khác mặc huyền sắc trường bào, tay cầm một chuôi màu trắng phù trần, nhìn qua thâm trầm nội liếm ông già, có chút bất đắc dĩ oán giận nói, cái này đã là lúc nào rồi, còn chỉ biết cái này sao bạo lực. Ngươi lại cùng ta nói, sư thúc như thế nào, ngươi có từng thấy sơn môn đại trận có biến hóa? Chúng ta từng đi dương chân vực củng cố trận pháp, chiếu lý mà nói, người bình thường căn bản không cách nào bước vào mới đúng. Tiểu đạo đồng trên mặt hiện đầy buồn bã vẻ, sư phụ chết ta. Ta không có nghe được động tĩnh gì. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều lộ ra giật mình diễn cảm, mấy chục ngàn năm qua, vô số cánh cửa tông phái cũng từng đánh Thái Huyền trận môn chủ ý, nhưng không một không có ở đây sơn môn đại trận trên sát vũ mà về. Huyền Vân quan trận pháp, mặc dù không bằng Thái Huyền trận môn, nhưng vậy chưa đến nỗi dễ như trở bàn tay bị người phá hỏng mới đúng. Bàn về trận pháp chi đạo, Thái Huyền trận môn cũng không thua một ít thiên điện thế lực. Nguyên bản xung động trưởng lão lúc này vậy tìm về một chút lý trí, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía huyền sắc trường bào trưởng lão. Chẳng lẽ hôm nay, chúng ta Thái Huyền trận môn thật sự có đại kiếp khó khăn? Huyền sắc trường bào trưởng lão sắc mặt âm trầm không chừng, hồi lâu không có mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì. Linh hư, người dẫn dưới quyền môn nhân, đều là tụ tập ở độn giáp tinh linh chỗ. Ô Huyền, người dẫn thủ hạ ngươi môn nhân, toàn bộ trấn thủ đạo thứ hai sơn môn. Huyền sắc trường bào trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Ta sẽ mang ta dưới quyền môn nhân, toàn bộ trấn thủ đạo thứ nhất sơn môn. Nếu như ta một khi thất thủ, lập tức thông qua độn giáp tinh linh cho trưởng giáo tôn sư Diệp Thần Phi Tín truyền thư, để cho hắn mang đi Diệp Lạc Nhi, cùng với ta Thái Huyền trận môn sau cùng tinh hỏa huyết mạch. Ý nói. Linh hư thủ hạ môn nhân sẽ là bọn họ Thái Huyền trận môn người sau cùng tinh hỏa huyết mạch. Thật đến như thế nghiêm trọng trình độ sao? Tên là Ô Huyền nóng nảy trưởng lão, lúc này không nhịn được hỏi, liền địch nhân mặt cũng không có gặp qua, cũng đã an bài cuối cùng tuyệt lộ. Người bố cục như vậy, há chẳng phải là khen người khác chí khí, diệt mình uy phong. Hừ, Huyền sắc trường bào trưởng lão cánh mũi hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Ô Huyền than phiền. Hy vọng ta suy đoán là sai. Ô Huyền mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là dẫn môn nhân ngự kiếm trấn thủ đạo thứ hai sơn môn. Sư phụ, là người nào, để cho ngài như thế sợ hãi? Huyền sắc trường bào trưởng lão ghế thủ lãnh đệ tử, lúc này một thanh trường kiếm cầm ở trong tay, ánh mắt lấp lánh có thần, hiển nhiên đối với này chiến chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một bộ lăm le thái độ. Có lẽ sẽ là hắn, Khô Minh Huyền giả. Khô Minh Huyền giả là ai? Đệ tử tuổi tác còn thấp, hiển nhiên không biết chuyện xưa. Huyền sắc trường bào trưởng lão ánh mắt buồn bã có chút rất nhiều hợi sắc, người cảm thấy hôm nay ta cái này Thái Huyền trận môn người thủ tịch trưởng lão Dương Hề đạo nhân vị trí có cao hay không? Đệ tử kia hiển nhiên bị cái này hoàn toàn trái ngược vấn đề khó khăn, tạm thời lại không biết sư phụ lời ấy ý nghĩa ở chỗ nào, chỉ có thể theo bản năng gật đầu một cái, lại có bao nhiêu người muốn phi thăng thiên nhân vực. Mà Thái Huyền trận môn thủ tịch trưởng lão,
lại là bao nhiêu người cuối cùng cả đời theo đuổi. Ừ, thủ tịch trưởng lão ánh mắt xù dài sâu xa, ung dung thở dài một hơi, nếu quả thật là người kia, năm đó, hắn thiếu chút nữa chính là ta Thái Huyền trận môn trưởng giáo tôn giả. Cái gì? Đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới lại là như vậy nhân quả, nguyên bản kiên quyết mạnh dạn con mắt, lúc này lại là phát ra kinh ngạc ánh sáng. Có thể lặng yên không một tiếng động phá ta huyền môn cửu kiếp trận, lại hiểu được huyền vân sơn phi thăng phương pháp, ta không nghĩ ra cái người thứ hai. Thủ tịch trưởng lão Dương Hề đạo nhân khép hờ trong mắt, đã mấy chục ngàn năm trôi qua, Thái Huyền trận hoàng không biết tung tích, chỉ có Diệp Thần mang về truyền thừa, mà người kia cuối cùng vẫn là trở về sao. Sư phụ, ngài không cần lo âu, bất luận đối phương là ai, ta Thái Huyền trận môn người không sợ chết, nhất định thề canh phòng sơn môn. Đệ tử ôm quyền đứng, hắn không biết sơn môn ngày cũ ân oán, nhưng nếu như lần này có người muốn hủy hắn sơn môn, liền từ hắn trên thi thể bước qua đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. 10.000 năm, ha ha ha. Một tiếng ngông cuồng tùy ý tiếng cười cuốn sạch toàn bộ Thái Huyền trận môn, tất cả đệ tử đều ở đây cái này bén nhọn tiếng cười bên trong che hai lỗ tai. Thủ tịch trưởng lão nghe được cái này tiếng cười, vậy cho dù đi qua 10.000 năm. Hắn còn như cũ quen thuộc thanh âm, trong chốc lát cảm khái muôn vàn. Khó trách, khó trách, Dương Hề đạo nhân khẩn trương như vậy, nguyên lai là hắn tới, hắn tới. Ô Huyền lúc này nghe được tiếng cười, vậy ngay tức thì biết được tới người thân phận, mới biết vì sao đồng bạn thời gian đầu tiên làm xấu nhất dự định. Linh Hư, chúng ta không thể nghe vậy Dương Hề đạo nhân. Ngươi hiện tại liền mang theo môn nhân đi độn giáp tinh linh nơi đó cho trưởng giáo tôn giả truyền tin. Để cho hắn trở lại cứu Diệp Lạc Nhi. Ô Huyền. Linh Hư hiển nhiên có chút bất mãn Ô Huyền tự chủ trương. Ô Huyền trên mặt nhưng ít có trang nặng nghiêm túc, lần này nói gì đều phải nghe ta, nếu không, ngươi liền nhìn tận mắt toàn bộ Thái Huyền trận môn tiêu diệt đi. Mà ngươi chính là Thái Huyền trận môn tội nhân thiên cổ. Này lời nói thật là nghiêm trọng, để cho Linh Hư có chút bất mãn, nhưng cũng không dám lại ngăn cản hắn, chỉ có thể mang cửa người đi độn giáp tinh linh nơi tới. Dương Hề đạo nhân đứng ở một đám Thái Huyền trận môn người trước, màn đêm bóng trăng dưới, di thế mà độc lập, hơi có mấy phần tiên nhân mùi vị. Hắn ngưng mắt nhìn đối phương, gằn từng chữ, biệt ly vạn năm, vẫn khỏe chứ. Ha ha! Vậy nam mặt nạ, thấy Dương Hề đạo nhân, tiếng cười âm hiểm hơn khủng bố. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người còn nhớ ta. Từ trường bào màu đen dưới, đưa ra một cái tay. Trên thực tế tay kia chỉ đã không thể coi như là ngón tay, chỉ gặp là màu nâu móng tay, chiều dài vượt qua xa bình thường ngón tay chiều dài, khô héo không có một chút người hình dáng. Tay kia đem trên trán mặt nạ lấy ra, một tấm âm dương mặt lộ ra, giống như là người bình thường màu da, một nửa kia thì giống như khô lâu đắp một tấm da người, dữ tợn cực kỳ. Dương Hề đạo nhân thấy đối phương lại bộ dáng này, màu sắc bên trong thương tiếc không ngừng. Khô Minh sư huynh. Ngươi làm sao cầm mình làm thành bộ dáng này? Không muốn lấy thêm như vậy ánh mắt xem ta. Khô Minh Huyền giả trên mặt sắc giận bạo khởi, trường bào màu đen lần nữa nâng lên, vậy vô số sôi sục thét chói tai quỷ ảnh lần nữa lao nhanh, muốn hút nhiều người hơn máu tươi. Ngươi cuối cùng vẫn là vào cái này tà ma ngoại đạo. Dương Hề đạo nhân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bi phẫn tình tràn ngập trong lòng, năm đó toàn bộ Thái Huyền trận môn thiên chi kiêu tử. Đi tới chỗ nào không khỏi bị người ta gọi là tụng một tiếng thiên tài Khô Minh Huyền giả, hôm nay cũng đã là cái này bức người không ra người quỷ không ra quỷ hình dáng. Tà ma ngoại đạo, người cái này Thái Huyền trận môn hồi nào không phải tà ma ngoại đạo. Khô Minh Huyền giả trơ cháo không cười nói, trên mặt sôi trào lên phồng phồng máu, để cho hắn cả khuôn mặt nhìn qua càng máu tanh tàn bạo, một ít nói cửa đệ tử cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Năm đó Thái Huyền trận hoàng thu ngươi là quan môn đệ tử, đối với ngươi dùng mọi cách đào tạo, mà ngươi lại là như thế nào làm đâu. Dính tà vật, giết hại sinh linh. Đừng cùng ta xách hắn. Vậy Khô Minh Huyền giả đột nhiên bạo khởi, hai con khô héo dài móng, mang một cổ màu đen địa ngục hơi thở, trực tiếp đánh về phía Dương Hề đạo nhân. Dương Hề đạo nhân phù trần cuốn lên, tạo thành một vòng vòng sáng, tầng kia tầng ánh sáng, đem toàn bộ bóng đêm chiếu sáng. Vây quanh bao phủ ở Khô Minh Huyền giả. Hừ, Khô Minh Huyền giả khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, đã nhiều năm như vậy, vẫn là những chiêu thức này sao? Như vậy chiêu thức sao? Đã sớm quá hạn.
Dương Hề đạo nhân răng môi thay đổi tới giữa, đạo pháp phù trận đã theo vòng sáng toàn bộ cuộn sạch ra. Khô Minh Huyền giả móng nhọn bên trên, dâng lên đen màu đen sáng bóng lấm tấm, vậy lấm tấm bên trong qua lại mà qua, coi như không có gì giống vậy xuyên thấu vòng sáng, toàn bộ lạc ở Dương Hề đạo trên người. 10.000 năm, ngươi lấy là ta là uổng phí sao? Năm đó Thái Huyền Trận Hoàng đem ta đuổi ra khỏi Thái Huyền Trận Môn, ta liền thề sau khi tu luyện thành sẽ đến báo thù. Khô Minh Huyền giả trường bào cuốn lên, từng đạo quỷ ảnh đã lần nữa xì ra, các ác quỷ từng đạo đánh về phía canh giữ ở đạo thứ nhất sơn môn căn cơ. Xé tiếng, hút tiếng, tiếng nuốt. Xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh, để cho người mơ hồ nôn mửa. Thái Huyền Trận phù du tường không. Dương Hề đạo nhân một cái phù trần sử dụng. Trong hư không lại kinh hiện một đạo huyền quang hư ảnh đánh vào trên bầu trời, tạo thành một cái to lớn bát quái trận pháp. Phù du tường không, lọc sạch, ngươi muốn lọc sạch cái gì? Khô Minh Huyền giả một mắt đã nhìn ra trận pháp này chỗ huyền diệu. Hai người họ móng thay đổi, ở giữa lại ngưng tụ thành một quả đen thui Phật Châu. Phía trên bất ngờ còn khắc cao nhất Phật Pháp, chỉ là, cái này niệm châu đã rơi vào ngạ quỷ đạo, lại cũng không có một chút thần thánh sáng bóng. Phá cho ta. Đen thui Phật Châu giống như sao rơi sâu ngày như nhau trực tiếp đánh tan ở phù trần bên trên, tạo thành to lớn khí lãng nổ, đem phía dưới Thái Huyền Trận Môn người cùng màu đen bóng người lần lượt nổ tung, tạo thành một viên to lớn mây hình nấm, từ từ dâng lên. Phốc! Cái này Phật Châu uy lực to lớn, vừa đối mặt tới giữa đã đem Dương Hề đạo nhân ngũ tạng phế phủ chấn thương. Hừ, ta nói gì tới, Thái Huyền Trận Môn thật sự là một đời không bằng một đời. Năm đó lão già kia ở thời điểm, còn có mấy phần địa vị, hôm nay xem ra, thiên nhân vực có hay không cái này tông phái, cũng không có gì khác biệt à. Khô Minh Huyền giả châm chọc cười nhạo. Vô số Thái Huyền Trận Môn người nghe được hắn mà nói, trong ánh mắt cũng toát ra tức giận và oán hận, lúc này lại không có một người có thể đứng ra, đem điều này làm nhục sơn môn người đánh ngã. Để cho lão phu tới gặp ngươi. Ô Huyền Vũ khí đã trước lên tiếng áp đảo người vung hướng Khô Minh Huyền giả. Mặc dù không phải là quy luật thần khí, nhưng ở Thái Huyền Trận Môn trận pháp ra chỉ dưới, cường đại đến trình độ cao nhất. Dương Hề đạo nhân lúc này trên mặt vậy tràn đầy không biết làm sao vẻ, Ô Huyền tu vi còn không bằng hắn, lại thế nào lại là Khô Minh Huyền giả đối thủ. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Các đệ tử nhanh chóng tiến lên một bước, đỡ bị thương Dương Hề đạo nhân. Trên mặt tràn đầy ân cần. Không sao. Dương Hề đạo nhân mạnh chống giọng, giả vờ vô sự điều tức ngũ tạng phế phủ. Sư phụ, ngài không cần quá lo lắng, người nọ như vậy quen thuộc Thái Huyền Trận Môn, Ô Huyền sư thúc đối với Thái Huyền Trận Môn càng rõ, ngược lại thích hợp nhất ứng địch. Nhìn Ô Huyền ra tay, Khô Minh Huyền giả châm chọc nói. Lại là một cái lão bất tử đi tìm cái chết. Một giây kế tiếp, Khô Minh Huyền giả một trưởng đi. Một trường này lại mơ hồ có một chút quy luật lực. Hơn nữa bao hàm vạn cách biến hóa, tự xưng trận thế, khí tượng muôn vàn. Ngay lập tức, kinh thiên một trường, mang theo cuồng bạo đợt khí đánh tới Ô Huyền. Ô Huyền ngay tức thì bị tung bay, nặng nề đập xuống đất, sức sống chợt giảm xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên gương mặt đã không có chút huyết sắc nào, lại không sức đánh một trận. Khô Minh sư huynh, xin hạ thủ lưu tình. Dương Hề đạo nhân biết rõ sự việc đã đến cái này đầy đất bước, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến lên một bước, đem Ô Huyền kéo hồi trong sơn môn, giao cho học trò trông chừng, mình thì lần nữa đứng ở Khô Minh Huyền giả đối diện. Chớ gọi như vậy ta không chịu nổi. Trong lòng ngươi không phải là còn hận Trận Hoàng, chỉ là đã nhiều năm như vậy, dạng gì thù oán hóa không giải được đâu. Nhưng mà, Khô Minh Huyền giả nghe được Dương Hề đạo nhân nói. Thanh âm đột nhiên tăng cao gấp mấy lần, người biết ta cái này 10.000 năm là làm thế nào sao? Hắn đem hai tay lần nữa thu hồi trường bào màu đen bên trong, cả người che giấu ở trong bóng tối, hồi lâu mới bình phục tâm tình, thích thích nhiên nói. Năm đó ta nói qua, chỉ cần không giết ta, ta Khô Minh Huyền giả nhất định sẽ đạp bằng Thái Huyền Trận Môn. Bóng người màu đen cửa lần nữa vây tụ ở Khô Minh Huyền giả bên người, chỉ cùng hắn ra lệnh một tiếng. Liền lập tức đạp bằng cái này Thái Huyền Trận Môn. Hành tôn, chúng ta thề là ngài thành tâm ra sức. Hừ, nể tình ngươi ban đầu đã cho ta một cây quải trượng phân thượng, ngươi có thể tự sát. Lời vừa nói ra, Dương Hề đạo nhân biết vị này trước kia sư huynh là lại cũng không có nửa phần thương hại chi tâm,
hôm nay tớ chính là muốn cùng Thái Huyền trận môn liều mạng. Được, Dương Hề đạo nhân cũng sẽ không làm vô dụng công, ban đầu Thái Huyền trận hoàng liền từng nói qua người này tâm thuật bất chánh, không thể tu hành, để tránh sinh linh đổ thán. Vậy ngày hôm nay, sẽ để cho chúng ta vì sư môn chém trừ nghiệt chướng, Thái Huyền trận môn người. Kết Thái Huyền thiên diện tìm tòi sát trận. Tất cả Thái Huyền trận môn người lúc này đều từ trong ngực móc ra một chuôi nhuyễn kiếm, một cái tay khác từ nơi cổ kéo ra hơn một khối cạnh ngân bài. Dương Hề đạo nhân lúc này liền là cả trận pháp chỗ cốt lõi, vốn là phù trần mặc dù đã bị văng tung tóe, nhưng lúc này trong tay hắn còn nắm một quả huỳnh quang lưu chuyển bảo châu. Vậy bảo châu bên trong ẩn chứa uy năng, lại có Thái Huyền trận hoàng nhiều lần dấu vết, hiển nhiên là Thái Huyền trận hoàng đã từng là pháp khí. Oánh châu sở kỳ, thiên nhân thiên diệt, siêu sát vô hình. Dương Hề đạo nhân một tay cầm bảo châu, một tay nửa khép trường, trong miệng trận pháp khẩu quyết không ngừng. Khô Minh Huyền giả chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn hắn, thậm chí không có chút nào muốn đánh gãy hắn ý. Vù vù, bảo châu quanh thân tràn ra nồng nặc sáng bóng, đem toàn bộ thương khung chiếu sáng giống như ban ngày. Ban ngày ánh sáng đánh vào Thái Huyền trận môn người hơn cạnh ngân bài bên trên, lại tạo thành phiến phiến hư ảnh, vậy nguyên bản liền số lượng vô cùng nhiều Thái Huyền trận môn người, lúc này càng giống như là nườm nượp không ngừng vậy. Ở tia sáng này chỉ dẫn dưới, tất cả Thái Huyền trận môn đệ tử đều lấy ngũ hành bát quái thuật đi vị tấn công. Trong chốc lát vậy bóng người màu đen cửa, lại bị bọn họ giết ứng phó không kịp, hư hư thật thật tới giữa không phân rõ Thái Huyền trận môn người phương vị cụ thể. Hành tôn, tối sầm sắc bóng người cánh tay máu tươi chảy ròng, nhìn Khô Minh Huyền giả không phản ứng chút nào, nhanh chóng hô lớn. Hôm nay đối phương có trận pháp là theo nhờ, bọn họ là thịt cá, người ta là dao thớt. Đây chính là lớn nhất uy lực sao? Khô Minh Huyền giả trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, nhưng càng lộ vẻ được âm u kinh khủng. Ở hắn xem ra, tất cả trận pháp đều có tâm trận, đều không phải là đầy đủ nhất trận pháp. Mà hắn lúc ban đầu cũng là bởi vì là đối với trận pháp si mê, mới tu hành tà thuật, lấy sinh linh thí nghiệm. Hôm nay cái này Thái Huyền thiên diện tìm tòi sát trận, hiển nhiên cũng không phải là Thái Huyền trận hoàng sáng chế, mặc dù ban đầu khá cái cảm giác uy áp. Nhưng thực tế đồ có hắn đồng hồ. Phá cho ta. Khô Minh Huyền giả hai móng sen lẫn mà thành, một đạo quỷ ảnh từ trong lơ lửng ra, dù đãng đi tới huỳnh quang bảo châu tới giữa. Không có ánh sáng. Xem ngươi làm sao che ảnh độn được. Một đạo quỷ ảnh không cách nào đem ánh sáng áp chế, như vậy thì hai đạo quỷ ảnh. Ba đạo quỷ ảnh. Khô Minh Huyền giả tu hành quỷ đạo thuật pháp đã 10.000 năm, trong tay thứ không thiếu nhất chính là ác quỷ. Dương Hề đạo nhân hiển nhiên xem thấu hắn ý đồ, một chưởng đánh ra ra, đem vậy quỷ ảnh đánh tan. Ta nguyên không muốn tự tay giết ngươi. Khô Minh Huyền giả lạnh lùng nói, thậm chí còn hơi lắc lư một tí ngón tay. Một giọt đen nhánh máu tươi tưới ở một đầu ác quỷ bên trên. Vậy ác quỷ ngay tức thì răng nanh dâng trào, gào thét hướng Dương Hề đạo nhân đi. Dương Hề đạo nhân ánh mắt đông lại một cái, cả người đổi lại thân hình, lại lấy thân xác trực tiếp ngạnh kháng cái này ác quỷ công kích. Nhưng cũng giữ được cái này bảo châu sáng bóng, để cho trận pháp được tiếp tục. Khô Minh Huyền giả hiển nhiên cũng không có dự cảm đến Dương Hề đạo nhân lại không tiếc tự hủy cũng phải duy trì pháp trận. Lúc này mi mắt tới giữa đã tràn đầy oán hận, ta đây muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Các ác quỷ ngửi được Khô Minh Huyền giả trên ngón tay mùi máu tanh, rối rít dữ tợn gào thét ở Khô Minh Huyền giả bên người, tựa như đang cầu xin hắn ban cho máu tươi vậy. Giết hắn cho ta. Khô Minh Huyền giả trên ngón tay máu tươi giống như cột nước như nhau trào hướng Dương Hề đạo nhân, đám kia ác quỷ gào thét hướng đối phương dâng trào đi. Linh Hư trưởng lão. Thủ tịch trưởng lão và Ô Huyền trưởng lão đã lần lượt hộc máu, sợ rằng không địch lại đối phương. Do xét Thái Huyền trận môn đệ tử đem đạo thứ nhất sơn môn tình huống chiến đấu nhanh chóng hồi báo cho Linh Hư. Lúc này hắn đang đứng ở độn giáp tinh linh phía trước, định chờ đợi hy vọng cuối cùng. Độn giáp tinh linh ở chỗ nào? Ta ở, độn giáp tinh linh lúc này đã ở Diệp Thần Linh Đan dưới, toàn bộ khôi phục vận chuyển. Mau truyền tin trưởng giáo tôn giả. Thái Huyền trận môn gặp nạn, nhìn hắn mau trở về cứu Diệp Lạc Nhi đạt tới Thái Huyền trận môn người. Độn giáp tinh linh ùng ùng vận hành đi, vận tải phi kiếm này tin tức, đâm rách hư không đi. Táng Thiên Hải bên trong. Một tòa không người đảo bên trên, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như xảy ra hạch bạo vậy,
cả tòa không người đảo, cơ hồ đều cấp cho vỡ nát. Mà đang nổ nơi trung tâm, xuất hiện một đạo cả người nám đen, chả hết toàn nổ gãy liền một cái tay, nhìn như khá là chật vật thanh niên. Thanh niên này chính là Diệp Thần. Hôm nay, Diệp Thần sớm đã không có ban đầu hưng phấn sức lực, ngược lại mặt đầy không biết làm sao vẻ. Hắn sở dĩ, một mực không cách nào vận dụng huyền Linh Châu, chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là linh trong lực lượng không đủ. Hiện tại, hồn lực, lực lượng, cùng linh lực tới giữa, có thể hoàn toàn lẫn nhau đổi thành, Diệp Thần đem toàn bộ năng lượng, đổi thành là linh lực sau đó, hắn linh lực tính đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Cái này chính vì nguyên nhân này, Diệp Thần rốt cuộc thành công tỉnh lại trong đan điền vậy cái chí bảo. Đáng tiếc, kết quả nhưng hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng như vậy. Giờ phút này, Diệp Thần thân thể thật nhanh phục hồi như cũ, hắn cười khổ nhìn về phía Hôi lão nói, Hôi lão, ta thật có thể nắm trong tay được cái này huyền Linh Châu sao? Hôi lão trầm ngâm chốc lát nói, hôm nay ngươi đã có tư cách vận dụng huyền Linh Châu, có thể, chí bảo đều có linh tính, ngươi hiện tại muốn làm chính là hoàn toàn thuần phục cái này kiện chí bảo. Diệp Thần nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, đành phải lần nữa đem cả người lực lượng, hồn lực, đổi thành là cuồn cuộn linh lực, bơm vào đến trong đan điền. Một khắc sau, cổ tay lộn một cái, một viên màu đen bảo châu liền xuất hiện ở Diệp Thần lòng bàn tay bên trong. Nhìn vậy bảo châu, Diệp Thần trong mắt sáng lên, đây cũng là huyền Linh Châu. Hắn hiện tại chỉ có thể vô cùng là miễn cưỡng điều khiển huyền Linh Châu, nhưng, hắn đã có thể cảm giác đến huyền Linh Châu tản ra khủng bố uy năng. Vậy huyền Linh Châu xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng bàn tay, sau đó, chính là bề ngoài hắc mang một thịnh, bắt đầu ở Diệp Thần trong tay, nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ, muốn tránh thoát Diệp Thần nắm trong tay vậy. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, huyền Linh Châu tản ra năng lượng, biến thành cực kỳ trạng thái không ổn định, không qua mấy hơi thở, liền lại là ầm một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần cánh tay, lần nữa nổ gãy, cả người đều bị trực tiếp nổ bay. Mà vậy huyền Linh Châu thì lần nữa sáp nhập vào Diệp Thần thân thể bên trong. Diệp Thần mặt hiện cười khổ, hắn đã không biết bao nhiêu lần bị huyền Linh Châu nổ bay, từ mới bắt đầu vận dụng huyền Linh Châu, chính là loại chuyện này. Bất quá, bị nổ bay như thế nhiều lần, trong phảng phất, Diệp Thần tựa hồ đối với như thế nào nắm trong tay huyền Linh Châu, có một chút hiểu ra. Ngay tại lúc này, Hôi lão nhưng là đột nhiên thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp tiểu tử. Có một cái tin xấu. Mấy tức sau đó, Diệp Thần hai tròng mắt tràn đầy sát ý. Thái huyền trận môn xảy ra chuyện. Thái huyền trận môn nhưng mà hắn nghịch lân, không cho phép bất kỳ đối với hắn ra tay. Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, ngút trời sát ý bùng nổ, nhìn về phía Hôi lão, Hôi lão, có thể có biện pháp để cho ta mau sớm đi Thái huyền trận môn. Hôi lão do dự mấy tức, cuối cùng vẫn gật đầu. Nói, hôm nay ta liền ngoại lệ tiễn ngươi một đoạn đường đi, thằng nhóc, nhắm mắt lại. Đi. Một khắc sau, hư không biến dạng, Diệp Thần biến mất. Cùng lúc đó, Dương Hề đạo nhân trong chốc lát hai mặt thụ địch, vô số ác quỷ quấn ở hắn trên mình, cắn xé leo kéo, máu thịt đầm đìa tới giữa mơ hồ lộ ra dày đặc xương trắng. Sư phụ. Lúc này Dương Hề đạo nhân tọa hạ đệ tử cũng trừng mắt sắp nứt. Trong tay trường đao trực tiếp hướng Khô Minh Huyền giả đi. Dương Hề đạo nhân trên cổ nổi gân xanh, trong tay oánh oánh bảo châu nhưng vẫn bị vững vàng bảo vệ, ánh sáng như cũ chiếu sáng toàn bộ Thái Huyền trận môn. Không biết sống chết, Khô Minh Huyền giả nhìn những thứ này hướng tới mình Thái Huyền trận môn đệ tử, khóe miệng vuốt một chút nụ cười châm chọc, có lẽ thủ hạ hắn sẽ còn bị trận pháp này ảnh hưởng, nhưng muốn dùng cái này vụng về trận pháp tới công kích hắn. Mộng tưởng hảo huyền. Dương Hề đạo nhân, mở mắt ra xem người cái này Thái huyền trận môn đệ tử là chết như thế nào. Cuồng vọng thanh âm vang khắp toàn bộ Thái huyền trận môn, ở trong hư không phát ra từng cơn vọng về. Ma đế tiền bối, Thái huyền trận môn, hình như là xảy ra chuyện. Viêm Khôn lúc này đang đứng ở chỗ sâu nhất, rất xa xem Trường Sơn môn tình huống bên kia, như vậy to lớn thanh thế, bọn họ đã sớm chú ý tới. Già thiên ma đế gật đầu. Lớn như vậy uy thế, dù là bọn họ ở chỗ sâu nhất vậy đã sớm biết. Chúng ta muốn không nên ra tay. Viêm Khôn quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đang bế quan Diệp Lạc Nhi, nói từ đầu đến cuối vẫn là không có nói ra miệng. Ban đầu Diệp đại ca nhưng mà từng đem Diệp Lạc Nhi giao phó cho hắn hộ pháp. Lúc này Thái huyền trận môn bị khó khăn,
hắn cũng không tiện bỏ lại Diệp Lạc Nhi rời đi. Lặng lẽ đợi chốc lát. Già Thiên Ma Đế chậm rãi nói, hắn phủ đầy tang thương trên mặt, lúc này thần thức mở hết, theo dõi vậy người tới tu vi độ sâu. Chỉ là sắc mặt bên trên càng ngày càng nặng nề, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, tựa như đối phương là biết bao giỏi lắm tồn tại. Thế nào Ma Đế tiền bối? Không có sao, đây tựa hồ là Thái Huyền trận môn chuyện nhà. Già Thiên Ma Đế nói, hắn cảm giác được vậy xâm phạm người ngọn nguồn công pháp khí lại xuất từ Thái Huyền trận môn, hơn nữa, mơ hồ đã tu hành hơn 10.000 năm. Viêm Khôn sắc mặt vẫn khẩn trương như cũ, không tự chủ nhìn về phía xa xa, cũng không biết đại ca lúc nào trở về. Khô Minh Huyền giả hai móng chắp tay, một chỉ điểm ra, hai người hư chiêu tới giữa đụng vào nhau, vậy Thái Huyền trận môn đệ tử nói bảo ngay tức thì bị đánh nát, cả người ở trong không khí bị đám kia ác quỷ cắn nát. Dương Hư, đệ tử chết ở ngươi trước mặt, ngươi đau tim sao? Dương Hư đạo nhân hốc mắt rưng rưng, hôm nay thật là bọn họ Thái Huyền trận môn bi ai nhất một ngày, một nhóm nước mắt theo hắn giả nua nếp nhăn xuống. Phốc, một ngụm máu tươi đã cũng không nén được nữa, phun ở vậy bảo châu bên trên, tản ra oanh oanh ánh sáng trắng, lúc này ở máu tươi nổi bật một tí, lại thành màu đỏ như máu, lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Thái Huyền trận môn đệ tử ở nơi này hồng quang dưới, thế công rõ ràng yếu bớt, nguyên bản hư thật lần lượt chỗ đứng, lúc này cũng bị đám kia màu đen bóng người từng cái đánh tan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Hề đạo nhân yếu ớt từ giữa không trung rớt xuống, bị rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử bảo vệ. Khô Minh Huyền giả cũng không gấp trước nhổ cỏ tận gốc, mà là ngang ngược chỉ hướng một nơi đền. Vậy điện Vũ Phương hướng. Hiển nhiên thờ phụng một tôn to lớn tượng đá. Tượng đá đồ khắc lộ vẻ lại chính là ban đầu Thái Huyền trận hoàng. Vậy cổ xưa tượng đá cơ hồ đem Thái Huyền trận hoàng năm đó chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù khí thế khắc vẽ đầm đìa trình độ cao nhất, không giận tự uy diễn cảm, còn có phiêu giật xuất trần lối đứng, không có một nơi, không có ở đây biểu dương tiên phong đạo cốt. Lão già kia, ngươi thấy được sao? Năm đó ngươi coi như chân bảo Thái Huyền trận môn, đang bị ta dẫm ở dưới chân. Khô Minh Huyền giả ngông cuồng lên tiếng gào thét, ở giữa thiên địa chỉ để lại hắn như vậy cuồng vọng thanh âm. Vạn quỷ gầm thét, hình thành tiếng quỷ khóc như kể, lại giống như là ở thay Thái Huyền trận môn khóc tang vậy. Dương Hề đạo nhân lúc này nhìn chằm chằm độn giáp tinh linh phương vị nhìn, hy vọng Diệp thần tới kịp chạy về, là Thái Huyền trận môn người lưu lại một chút huyết mạch. Đi đem trong này gửi đồ, toàn bộ dọn tới. Khô Minh Huyền giả hiển nhiên đến có chuẩn bị, từ trong lòng ngực móc ra một khối gia cửu bản đồ, phía trên kia bất ngờ đồ vẽ liền là cả Thái Huyền trận môn phương vị. Ở giữa vậy cái điểm đỏ vị trí, đang viết ba chữ tàng thư các. Bóng người màu đen như vào chỗ không người như nhau, phân hóa ra một phần chia thuộc hạ đã hướng tàng thư các đi. Khô Minh Huyền giả ung dung đi về phía trước mấy bước, nhìn Dương Hề đạo nhân, cũng không có nói thêm câu nào, nhưng là lại có một loại. Nếu như đối phương còn dám lộn xộn, hắn nhất định đổ sát hắn cả nhà ngút trời sát ý. Ngươi muốn làm gì? Một quyển cuốn ngọc giản công pháp, giống như núi nhỏ như nhau, bị ném ở trong. Thái Huyền trận môn đệ tử đứng ở Dương Hề đạo nhân sau lưng, từng cái sắc mặt xanh mét, trong tay quả đấm nắm chặt, bọn họ tình nguyện bị những thứ này sông sơn môn con kiến hôi đánh chết, cũng không muốn chỉ như vậy mắt thấy sơn môn chịu nhục. Một chút u minh quỷ hỏa đột ngột xuất hiện ở Khô Minh Huyền giả trong ngón tay, thần thông chỉ một cái, nhất thời đem vậy cao như núi nhỏ sách đốt, phát ra tí tách nướng tiếng. Không muốn hủy diệt những công pháp này. Dương Hề đạo nhân giận dữ, chợt quát một tiếng, sau lưng đương một tiếng trung vang, một tôn đạo tổ tượng Phật hiện lên, 16 đạo thiên đạo thư pháp thần chú vần quanh, hóa thành 16 đạo quang choáng váng. Thái Huyền đường nhỏ quang. Khô Minh Huyền giả nhưng chỉ là tiện tay liền phá đi. Một móng bén nhọn chộp vào Dương Hề đạo nhân ngực, lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi những thứ này sao? Không bảo vệ được những truyền thừa khác, vậy không bảo vệ được những đệ tử này. Dương Hề đạo nhân bị hắn một móng đánh bay ra, người ở giữa không trung mũi chân chỉa xuống đất, một bình đoản kiếm đã từ hắn ống tay áo vạch ra, hướng Khô Minh Huyền giả ấn đường đâm tới. Kiềm lư kỹ cùng sao? Khô Minh Huyền giả tiếng cười khinh miệt, đầu ngón tay sôi trào ra u minh quỷ hỏa kịch liệt hơn thiêu đốt. Đoạn kiếm kia thế công, ở quỷ hỏa dẫn dụ dưới, ngoài ý liệu lệch phương hướng. Ở một phiến ánh lửa bên trong, Dương Hề đạo nhân sắc mặt càng ngày càng nặng nề,
đây là bọn họ Thái Huyền trận môn căn cơ sở tại. Khô Minh Huyền giả nhưng không để ý chút nào đem mấy vạn năm tâm huyết cứ như vậy cho một mồi lửa. Dương Hề đạo nhân hơi thở chấn động, ầm ầm bùng nổ, màu đỏ thấm huyết mạch lực lúc này hóa thành biển máu, cơ hồ là quyết đánh đến cùng vậy, đem quanh thân toàn bộ tu vi bơm vào ở Bảo Châu bên trên. Sư phụ, sau lưng đệ tử bi thương nói, bọn họ đều thấy được sư phụ trận chiến này đoạn tuyệt. Ta Thái Huyền Hưng suy vinh nhục, quyết không thể hủy ở ta cái này một đời. Dương Hề đạo nhân bóng người từ từ dâng lên, lớn không sợ bảo vệ ý, từ hắn quanh thân bung ra. Cho ta chết. Bảo Châu thể tích trong nháy mắt tăng lớn gấp mấy lần, giống như một quả sao rơi như nhau, trực tiếp rơi vào Khô Minh Huyền giả chỗ ở vị trí. Oanh! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đem toàn bộ Thái Huyền trận môn đất đai cơ hồ đều tung lật lên. Nồng đậm khói đất giống như một cái cuồng long, trực tiếp tiệc cuốn lên hư không. Cho dù là Dương Hề đạo nhân cửa phía sau hạ đệ tử, cũng hơn phân nửa bởi vì cái này vô cùng cái thế công nhất kích, mà tim bị tổn thương, khóe miệng rỉ ra tí tí máu. Chớ đừng nói ở đó nổ trung tâm Khô Minh Huyền giả các người. Thời khắc này Ô Huyền trên mặt có chút hưng phấn nhìn chằm chằm còn chưa tản đi sương mù dày đặc, ngay sau đó, sắc mặt một tấc cứng ngắc, tên kia lại vẫn còn sống. Một kích này, coi như có chút theo dõi. Khô Minh Huyền giả khá là châm chọc nói, hắn lại không có một chút thương thế. Vực ngoại thiên đạo biến hóa, để cho hắn trở thành lợi nhuận người. Dương Hề đạo nhân vốn là trái tim, lúc này đã hơi thở mong manh, mắt thấy Khô Minh Huyền giả vẫn còn có sức đánh một trận, trong lòng biết không địch lại, trăm cảm đồng thời xuất hiện dưới, lại ói ra liền một ngụm máu tươi. Cho ta tiếp tục tìm, tiếp tục đốt, hôm nay ta muốn cho Thái Huyền trận môn từ thiên nhân vực bên trong biến mất. Khô Minh Huyền giả không gấp tại đem bọn họ toàn bộ chém chết, ngược lại là nghĩ hết biện pháp lăng nhục Thái Huyền trận môn. Mấy vạn năm thù oán, há là chỉ muốn máu tươi có thể hóa giải. Khô Minh Huyền giả, ta nhất định đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Ô Huyền mắt thấy kinh thư bị đốt, mà Thôi Phương lại không một người có thể thủ, hổn hển dưới, chỉ có thể tức miệng mắng to. Hành tôn, phát hiện một nơi đặc thù chi địa, bên trong như có cường giả bảo vệ. Một cái đen thui quả đen đáp xuống bóng người màu đen trên cánh tay, lại mở miệng. Khô Minh Huyền giả sau khi nghe nói, ánh mắt chuyển hướng Dương Hề đạo nhân, không nghĩ tới, các ngươi còn lưu có hậu thủ à? Dương Hề đạo nhân lúc này sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra nghi ngờ, rồi sau đó nhớ tới vậy từ đầu đến cuối bảo vệ Diệp Lạc Nhi giả thiên ma đế và viêm khôn các người, mới vừa sáng tỏ hắn nói hậu thủ là ai? Ta khuyên ngươi không muốn tiến thêm một bước. Nếu như trưởng giáo trở về, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô Huyền không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, một bộ thua người không thua trận khí thế, chút nào sẽ không để ý Khô Minh Huyền giả nói. Khô Minh Huyền giả cười lạnh một tiếng, trưởng giáo. Đối với Thái Huyền trận môn trọng yếu như vậy người, lại không có ở đây Thái Huyền trận môn. Thật là cực kỳ buồn cười. Nếu cất giấu bảo bối, vậy ta liền không tránh được phải đi liếc mắt nhìn. Nói xong. Dưới chân quỷ ảnh lững lờ, vô số ác quỷ giống như là cho hắn lót đường vậy, bò lổm ngổm ở dưới chân của hắn. Tu quỷ đạo sửa mấy chục ngàn năm, Khô Minh Huyền giả hôm nay đã sớm không người không quỷ, trở thành vạn quỷ ký chủ. Không tốt! Dương Hề đạo nhân trong lòng kêu to, lúc này Diệp Lạc Nhi chính là bế quan thời khắc trọng yếu, nếu rơi vào tay Khô Minh Huyền giả phá hoại, vậy nàng chẳng những tim bị tổn thương, nói không chừng còn sẽ bại lộ vị trí. Thái Huyền trận môn người ở chỗ nào? Dương Hề đạo nhân mạnh chống đứng lên lần nữa. Ta chờ ở. Thái Huyền trận môn người lúc này huyết tính đã bị đốt, nổi cơn giận dữ hận không được cùng vậy Khô Minh Huyền giả quyết tử chiến một trận. Vô luận như thế nào? Bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Dương Hề đạo nhân thở dài, lúc này hắn đã không kịp giải thích vì sao phải tiêu hao toàn bộ Thái Huyền trận môn lực đi toàn lực bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Phải biết. Nếu như Diệp Lạc Nhi một khi ra ánh sáng, vậy thì không chỉ là trước mắt Khô Minh Huyền giả, mà là cả Minh Long Thần Điện phải đem hắn Thái Huyền trận môn người diệt môn. Thái Huyền trận môn người, lúc này mặc dù nghi ngờ thủ tịch trưởng lão đối với cái đó đang đột phá người phụ nữ vì sao như vậy chiếu cố. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần mục tiêu là Khô Minh Huyền giả, vậy bọn họ nhất định gánh nước đánh một trận, để cho hắn nếm thử một chút Thái Huyền trận môn người uy lực. Chịu chết! Khô Minh Huyền giả nguyên bản phải đi tìm tòi kết quả,
lúc này thấy Thái Huyền trận môn người giống như kẻ ngu giống vậy tự sát thức tử vong, cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý. Dương Hề, ngươi là lão hồ đồ. Khô Minh Huyền giả châm chọc nói, ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là dùng từng cái hoạt bát sinh mạng tới chỉ hoãn mình. Xem ra, cái này đột phá người, đối với các ngươi rất trọng yếu. Khô Minh Huyền giả lầm bầm lầu bầu, dưới vuốt đã hổ hổ sinh phong, vô số quỷ ảnh cơ hồ là xuyên qua mà qua. Vậy nhỏ dài mà nhọn quỷ khí như cùng một cây quỷ kiếm. Một cái, hai cái, ba cái. Xuyên qua trước sông tới Thái Huyền trận môn đệ tử, toàn bộ mất đi sức sống. Dương Hề đạo nhân mặc niệm vậy nhắm hai mắt lại, cái này lấy trăm mạng người đi bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Thật, đáng giá không? Khô Minh Huyền giả hiển nhiên không muốn cùng Dương Hề đạo nhân dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất chém xuống đám này vô dụng đệ tử, đã rút người ra hướng Diệp Lạc Nhi phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại. Long tộc hơi thở. Khô Minh Huyền giả nhìn trước mặt ích tản ra ngoài lũ lũ sáng mờ, khẽ nhíu mày, bên trong như là bị trận pháp gì bảo vệ. Trên bầu trời vô số mây sấm đầy vải, vạn dặm sáng mờ từ phía dưới bay lên lên. Cuồn cuộn sấm sét cùng sáng mở giao hội chỗ, một đầu vô cùng cổ xưa hồng hoang rồng thần đang di động, ngất trời phúc mưa tới giữa, kim quang lân lân, đặc biệt đồ sộ. Tạm thời tới giữa, hắn cũng không dám tùy tiện đến gần. Đây là Long Thần Phá Thiên Quyết. Khô Minh Huyền giả cẩn thận quan sát hồng hoang cổ Long Thần Thái, thật là bao trùm chư thiên, Long chảo cua múa cái loại này, thiên địa mưa gió đều ở đây cuốn động, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Sấm sét nổ tung đều là cuồn cuộn vô cùng. Không nghĩ tới Thái Huyền trận môn còn có cái này cùng cơ duyên người à. Khô Minh Huyền giả trong lời nói rất có hâm mộ, nhưng giọng lạnh lẽo, ở hắn xem ra, bỏ mặc bên trong là ai, cũng quyết không thể để cho hắn trưởng thành. Thái Huyền trận môn người, hôm nay cũng ắt sẽ lấy nơi đây chôn xương. Các hạ nếu như hôm nay lúc này rời đi, chuyện hôm nay, ta làm chủ, không truy cứu nữa. Một tiếng thanh âm giả nua, từ bên trong truyền ra. Khô Minh Huyền giả trong lòng cả kinh, người này chẳng lẽ bế quan lúc đó, còn có thể phân tâm đánh một trận sao? Ta nếu không nguyện đâu. Vô thượng binh ra sát khí từ trong này bên trong cuộn sạch ra, ưu việt uy áp, để cho Khô Minh Huyền giả nhất thời sững sốt. Cái này lại không phải Thái Huyền trận môn người. Ha ha ha. Khô Minh Huyền giả tâm tư bách chuyển thiên hồi. Ngay tức thì liền đoán ra động này bên trong người cùng Thái Huyền trận môn liên quan. Đột phá Long Thần Phá Thiên Quyết, nhưng muốn núp đến cái này Thái Huyền trận môn bên trong, chẳng lẽ là sợ bị Minh Long Thần Điện biết được? Vẫn là nói, các ngươi bất quá vậy là một đám cùng Thái Huyền trận môn người độc nhất vô nhị giấu đầu lòi đuôi con chuột qua đường. Viêm Khôn nghe được lời này, lúc này trong huyết dịch trào, càn khôn thần mạch mở toang ra, trực tiếp xông đi ra. Đốt giã thiên tinh bảo. Cho ta trấn áp. Viêm Khôn ngửa mặt lên trời hét lớn, bàn tay một chấn, từng luồng huyết khí ngưng tụ, hóa thành một viên long lanh trong suốt huyết hạch. Hạ một sát, huyết hạch nổ, đưa tới ngập trời đợt khí, hung hăng hướng Khô Minh Huyền giả lướt đi. Khô Minh Huyền giả mặt liền biến sắc, cái này 33 hồng mông cổ pháp hắn tự nhiên là biết, đốt giã thiên tinh bạo chỗ lợi hại ở chỗ, hắn bí kỹ ngưng huyết nổ, uy lực lớn, đủ để bạo diệt sơn hà, đốt diệt thiên giã. Vô cùng lợi hại. Khô Minh Huyền giả không dám lười biếng, lập tức thúc giục vạn quỷ bùa chú cháy, hóa là một vòng kinh khủng huyết nguyệt, ở nơi này dưới màn đêm càng lộ vẻ âm u đáng sợ. Oanh! Viêm Khôn thiên tinh bạo, nổ ở nơi này bánh xe huyết nguyệt bên trên, nhất thời nổ lên ngập trời lưu hỏa, vô số viêm mang không ngừng cổn đáng, trên trời dưới đất tựa hồ trở thành biển lửa, từng luồng máu màu đỏ quang cuộn sạch bốn phía. Viêm Khôn hăm hở. Từ trên trời hạ xuống sắp xuống, từng luồng huyết khí ngưng luyện, hóa thành chiến đao, hung hăng đi Khô Minh Huyền giả bổ tới. Hắn tu vi, mặc dù so Khô Minh Huyền giả kém một đoạn lớn, nhưng lúc này cũng là tức giận cháy, lửa giận giống như cánh đồng hoang đốm đốm lửa, đã thành liệu nguyên thế. Khô Minh Huyền giả hừ lạnh một tiếng, thúc giục vậy vạn quỷ bùa chú, từng luồng khủng bố quy luật ý, mang âm u huyết nguyệt thần uy, điên cuồng cuộn sạch ra. Viêm Khôn ánh mắt sắc bén, không sợ chút nào, lại đón huyết nguyệt thần uy, bước nhanh trước sông lên, một kiếm hướng Khô Minh Huyền giả chém tới. Giao! Ở vạn quỷ bùa chú nghiền ép hạ, Viêm Khôn ra, nhất thời bị ác quỷ cắn xé rạn nứt, cả người lộ ra vết máu, hình dáng đặc biệt đáng sợ.
Khô Minh Huyền giả vậy tựa hồ không dự định hạ thủ lưu tình. Hai tròng mắt màu đột nhiên ác liệt, vung tay lên, cả người quỷ khí bùng nổ, một đạo máu màu đen tinh mang, phóng lên cao. Hạ một sát, đúng phiến thương khung, ngay tức thì hóa thành một phiến đen nhánh, từng mảnh mây đen, che khuất bầu trời, vô số bóng tối sấm sét, đang điên cuồng toát ra, tí tách vang dội. Hô hô hô, trên trời dưới đất, nổi lên nhọn tiếng gió, từng trận quỷ kêu, từng trận gào khóc, không ngừng chấn động. Trên chín tầng trời, có vạn quỷ quỷ bái, phát ra ngập trời quỷ khóc sói tru âm, hỗn loạn sơn hà. Từng mảnh màu đen hoa sen, không ngừng sinh diệt, toát ra sáng chói quỷ khí, từng đạo địa ngục phù văn điên cuồng xen lẫn. Vào giờ khắc này, bầu trời tựa như thành địa ngục, tràn ra vô cùng quỷ dị khí tượng. Lão tử là bàn cổ đại đế, không úy kỵ hết thảy. Viêm Khôn gầm thét, đón cái này vạn quỷ triều bái liền nâng kiếm xông tới. Người điên. Khô Minh Huyền giả lúc này chỉ cảm thấy được người này là cái triệt triệt để người điên. Ở đó một phiến ác quỷ bên trong, Viêm Khôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lúc này cũng đã là giết mù quáng. Ngực một đạo xúc mục kinh ngạc vui mừng vết cào, thậm chí có thể thấy được dày đặc huyết cốt. Nhưng mà Viêm Khôn liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, lại là nhất kích tiếp theo nhất kích đánh ra. Lúc này, một tên to lớn nam tử bước qua hư không tới. Ánh mắt sắc bén quét qua Khô Minh Huyền giả, nắm lên Viêm Khôn bả vai, trực tiếp đem hắn đưa trở về. Thương khung tới giữa ma khí ngay tức thì tụ thành một đạo thân ảnh to lớn. Chính là trước cùng Khô Minh Huyền giả đáp lời Già Thiên Ma Đế. Già Thiên Ma Đế ở Diệp Thần không có ở đây đoạn thời gian này, cũng là thu hoạch rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, vực ngoại thiên đạo tình huống, để cho hắn thực lực bạo tăng. Ma đạo. Khô Minh Huyền giả cười lạnh một tiếng, máu kia móng bên trên mơ hồ còn có Viêm Khôn ngực búng máu tươi. Già Thiên Ma Đế hai tay chắp sau lưng, gằn từng chữ, ngươi không nên tới này. Ngươi có biết hiện tại Thái Huyền Trận môn trưởng giáo là ai? Hắn kêu Diệp Thần. Khô Minh Huyền giả nghe được Diệp Thần hai chữ, thần sắc ngẩn ra, đoạn thời gian này, thiên nhân vực Bắc Lăng Thiên Điện nhưng mà ra một cái siêu cấp yêu nghiệt kia liền kêu Diệp Thần. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần nếu là thiên điện đệ tử, lại làm sao có thể xuất hiện ở Thái Huyền Trận môn đảm nhiệm trưởng giáo. Hắn con người đông lại một cái, lạnh lùng nói, Diệp Thần thì như thế nào? Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người quỷ không biết người, Diệp Thần nếu như biết người đối với Thái Huyền Trận môn như vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khô Minh Huyền giả hai tròng mắt lửa giận cháy, trên mặt tẫn nhiên đều là oán hận. Nếu như năm đó không phải là bị Thái Huyền Trận hoàng phế trừ tất cả tu vi, hắn cần gì phải mấy chục ngàn năm tu dưỡng quỷ đạo. Lúc này hai móng bên trong, lại cái hiện một quả tử linh bùa chú, ác quỷ linh phù dẫn động thiên địa minh khí. Thậm chí có một chút quỷ pháp tắc. Ma khí vang trời, tử linh đánh ra, mở. Già Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, tay áo bào phất một cái, cuồn cuộn ma khí bạo dũng ra, tất cả khô lâu, âm hồn, tu la vân. Vân ma vật, từ trong sương mù giết ra, hình thành một chi ma đạo quân đội, ngang nhiên hướng Khô Minh Huyền giả lướt đi. Nhưng giữa trời đất, ma khí không ngừng. Vô số ma vật, cuồn cuộn sông lên tập kích ra, giết không khỏi giết. Đúng phiến bầu trời, lộ ra vô cùng nguy nga hình ảnh. Một bên, là ngút trời ma khí, mãn không tử linh quân đội. Bên kia, địa vực quỷ khí, phảng phất có ác quỷ đang ngâm sướng. Vô số máu ngưng tụ binh khí tên, điên cuồng chém giết. Quỷ cùng ma, hung hăng lẫn nhau đánh giết. Trong thiên địa minh khí giống như là những cái kia ác quỷ tốt nhất nuôi ao, là bọn họ cuồn cuộn không ngừng cung cấp chút chất dinh dưỡng. Trăm quỷ tìm tôn. Khô Minh Huyền giả hai móng tới giữa đã tràn ngập lần trước tầng đen màu đen uy nghiêm quỷ ý. Một tòa nguy nga suối vàng quỷ đạo bỗng nhiên mở rộng ra vậy trăm quỷ cửa, bên trong thiên hình vạn trạng quỷ ảnh đang từ từ tới. Mỗi một tôn quỷ ảnh bên trên đều là dữ tợn máu tanh tàn bạo tướng. Ma hy hóa thuẫn, vĩnh hằng bảo vệ. Già Thiên Ma Đế quát to một tiếng, vẫy tay động một cái, đầy trời ma khí ngưng luyện, hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm thuẫn, dựng đứng ở giữa trời đất. Lại trực tiếp chặt đứt Khô Minh Huyền giả trăm quỷ tìm tôn đường. Khô Minh Huyền giả nuốt nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên một màn này vậy hoàn toàn ra hắn ý liệu. Già Thiên Ma Đế không hề dự định để cho Khô Minh Huyền giả lại còn thở dốc cơ hội,
bước lên trước bước ra, dưới chân tách thả ra nhiều đóa màu đen đài sen, mênh mông uy nghiêm vô địch, khí uy ngút trời, từng luồng khói báo động, hóa thành một cái cầm ma đao, điên cuồng chém đánh ra. Khói báo động ma đao, phá. Già Thiên Ma Đế ngang nhiên ra tay, một cái cầm ma đao nối thành một phiến, như núi đao rừng cây, đầy trời chăn đệm, mục tiêu chỉ, chính là Khô Minh Huyền Giả. Khô Minh Huyền Giả vậy một nửa khô héo trên mặt, ở nơi này ma đao phản chiếu dưới, lộ vẻ được phá lệ xúc mục kinh tâm. Vạn quỷ triều bái. Khô Minh Huyền Giả ấn đường bên trong hiện ra màu đen quỷ phù, quỷ kia phù văng tung tóe mở, lộ ra kim quang bên trong tựa hồ có quỷ minh tiếng, hô hô kêu vang. Nguyên bản tứ tán ở chung quanh quỷ ảnh, lúc này lại giống như bị cảm cho đòi như nhau, lại rối rít phơi bày ra quỷ tới bái trạng thái. Khô Minh Huyền Giả bị cái này vạn quỷ triều bái sau đó, quanh thân thả bắn ra màu đen sáng bóng, giống như ở trong địa ngục Phật Tổ như nhau, vạn quỷ triều bái cho Khô Minh Huyền Giả độ lên một tầng địa ngục quỷ quang. Khô Minh Huyền Giả lúc này như đồng nhất phương thần người đại năng, hai tròng mắt khép mở bên trong, quỷ trảo giống như một tấm to lớn lưới, trực tiếp bao trùm ở Già Thiên Ma Đế trên thân hình. Già Thiên Ma Đế trước đây không lâu đột phá bị thương, lúc này bị Khô Minh Huyền Giả tập hợp thiên địa vạn quỷ quỷ khí uy áp, hai tròng mắt có chút ngưng trọng. Mấy chục ngàn trở lễ truy điệu cùng tu hành, Khô Minh Huyền Giả hiển nhiên đã là quỷ đạo đại thành người, mà vực ngoại thiên đạo thay đổi, lại là tăng cường thực lực, hắn thậm chí thấy được từng tia quỷ pháp tắc. Viêm Khôn tự nhiên phát hiện Già Thiên Ma Đế trạng thái có chút không đúng, đã dành trước một bước đem Già Thiên Ma Đế bảo vệ ở sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khô Minh Huyền Giả. Người đối thủ là ta. Khô Minh Huyền Giả rũ thấp khóe mắt, tựa như không có đem Viêm Khôn coi vào đâu như nhau, chỉ là từ từ nhìn chăm chú mình hai tay. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, tụ chung một chỗ, cũng là đám người ô hợp. Viêm Khôn huyết mạch lực lại lần nữa cháy, lại không cùng hắn kịp phản ứng. Khô Minh Huyền Giả đã một chiêu hư chiêu, trực tiếp vượt qua hai người, tiến vào Diệp Lạc Nhi đột phá chi địa. Vậy ngập trời long tộc hơi thở đã càng ngày càng mạnh, mà Diệp Lạc Nhi hơi thở cũng đã sóng gió nổi lên. Ma đế tiền bối, làm thế nào? Viêm Khôn lúc này trên mặt tất cả đều là cuống cuồng, Diệp Lạc Nhi lúc này đã đến cuối cùng, nếu như mặc cho cái này Khô Minh Huyền Giả đi vào quấy rối, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Già Thiên Ma Đế biết rõ lấy trước mắt trạng thái, hắn và Viêm Khôn hai người cũng không phải Khô Minh Huyền Giả đối thủ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lúc này bọn họ cưỡng ép tiến vào trong đó cùng Khô Minh Huyền Giả đối chiến, nhất định sẽ đối với Diệp Lạc Nhi đột phá sinh ra nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Già Thiên Ma Đế nhìn trên bầu trời, thần sắc ngưng trọng, hiện tại chỉ có thể hy vọng Diệp Thần nhận được tin tức mau sớm chạy tới. Đáng tiếc Huyết Long trước đây không lâu tìm cơ duyên đi, nếu không tên này cũng sẽ không ngông cuồng như vậy. Dưới mắt, nếu như người nọ thật đối với Diệp Lạc Nhi ra tay, vậy ta người bất kể như thế nào cũng phải coi giữ Lạc Nhi. Cùng lúc đó, Khô Minh Huyền Giả tiến vào trong đó, rất nhanh liền thấy vậy ngồi xếp bằng Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi quanh thân hiện đầy ngút trời long tộc hơi thở, lấp lánh rực rỡ sáng bóng đem nàng tuấn mỹ gò má, làm nổi lên càng thanh tú. Lại là một cô gái. Khô Minh Huyền Giả có chút cảm khái Diệp Lạc Nhi tuổi tác, ở hắn xem ra, có thể đột phá vậy cùng cao cấp công pháp, coi như không phải tu luyện hơn 10.000 năm, cũng phải trong tu luyện ngàn năm. Mà trước mắt cô bé này, đang tu hành giới xem ra, thật sự là quá mức trẻ tuổi. Nếu như đổi ở ngày thường, Khô Minh Huyền Giả toát ra một chút nụ cười bỉ ổi, không biết có cái gì ý niệm tà ác hiện lên. Dưới mắt, Diệp Lạc Nhi đột phá lúc ngưng tụ long tộc hơi thở đã càng ngày càng mạnh. Nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không cho Thái Huyền trận môn hồi phục hy vọng. Muốn trách, thì trách ngươi chọn lộn địa phương. Khô Minh Huyền Giả hai móng giơ lên thật cao, lại dự định trực tiếp đem Diệp Lạc Nhi đánh mà chết. Trong nháy mắt, hư không mơ hồ biến dạng. Một bình mang ngút trời sát ý kiếm xuất hiện ở Khô Minh Huyền Giả hai móng bên trên. Người nào? Khô Minh Huyền Giả cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ép tới gần, bất thình lình một người, để cho hắn vậy kinh ngạc không thôi. Người không nên động người ta. Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, vô tận cự lực phun trào. Khô Minh Huyền Giả hiển nhiên không nghĩ tới, một chiêu này lại có như vậy lực lượng, vội vàng đổi lại thân thể, không để cho mình chật vật như vậy ngã xuống đất. Mà lúc này Diệp Thần đã sớm nổi cơn giận dữ. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra người,
lại cầm Viêm Khôn và Già Thiên Ma Đế tiền bối bị thương thành như vậy. Thậm chí để cho Thái Huyền trận môn rất nhiều đệ tử chết. Hơn nữa, người này quỷ chẳng phân biệt được người lại lúc này còn nghĩ hắn móng vuốt đưa về phía Diệp Lạc Nhi. Không có thể tha thứ. Cho ta chết, Diệp Thần một tiếng gầm thét, hóa linh thần thông vận chuyển, cơ thể đồng hồ bên trên ngay tức thì lóe lên lau một cái phiền phức màu đen đường vân. Cuồng bạo sát khí, dường như muốn cuốn sạch thiên địa. Chung quanh hư không, tràn đầy kiếm ý của hắn. Suy, Diệp Thần một kiếm hung hăng bổ ra, hướng một cái màu đen bóng người chém tới. Hắn võ đạo ý vận, ngay tức thì ngưng tụ thành một cái lãnh vực, dưới chân ánh sáng rực rỡ tách thả ra, một kiếm này lực sát thương, cũng là long trời lở đất. Thái Huyền trận môn phía dưới, vô số sơn xuyên rừng cây, tất cả chim thú vật, kinh hoàng kêu loạn. Ở Diệp Thần kiếm khí cuộn sạch hạ, ngàn dặm sinh linh đều chấn động, không biết đưa tới biết bao to lớn gợn sóng. Đâm! Kiếm lên, máu rơi! Vậy Khô Minh Huyền giả trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm, xuyên qua đáy lòng. Khô Minh Huyền giả ánh mắt lạnh như băng, hai móng tới giữa trăm quỷ bùa chú lại xuất hiện, đen thui quỷ khí đã lần nữa bay lên. Vô số ác quỷ đã leo kéo cắn xé hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Quỷ đạo, còn ngưng tụ một chút quy luật lực, ngươi không nên dây vào ta. Suy suy suy. Diệp Thần khua kiếm như hắt mực sơn thủy, dù sao cũng đạo kiếm quang, mang xuyên qua tinh nguyệt khí thế, giết hướng trước người Khô Minh Huyền giả. Diệp Thần quát to một tiếng, nếu cướp được máy bay chiến đấu, hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Thừa dịp Khô Minh Huyền giả tâm thần phảng phất giây phút, Diệp Thần sát kiếm cuồng chém, từng đạo ánh sao, hòa lẫn sấm sét thiên uy, điên cuồng bạo giết ra. Đúng cái thiên địa, tựa như đều biến thành đại hoang lôi ngục. Vô cùng vô tận sấm sét hơi thở, còn có ngập trời ánh sao kiếm khí, ngưng tụ thành một cái vô cùng kiếm cương trụ khổng lồ, hung hăng đi về trước liều chết xung phong. Phốc xích, kiếm cương xuyên qua mà qua, ở trước mặt hắn từng cái quỷ ảnh, gặp phải kiếm cương mặc giết, ngay tức thì hình thần câu diệt, tiêu tán cùng thương khung. Khô Minh Huyền giả hiển nhiên đã bị Diệp Thần cái này oanh oanh liệt liệt khí thế nơi áp chế. Chính là càn khôn cảnh, tại sao có thể có như vậy lực lượng? Mấy chục ngàn năm qua, hắn đối với mình nhận biết từ trước đến giờ là rất rõ ràng, Diệp Thần không chỉ là không sợ chết tín niệm, mà là, đủ nghiền ép hắn thực lực, để cho hắn đã có mấy phần sợ hãi. Khô Minh Huyền giả từ ngực ngang ngược kéo ra một khối khắc đầy phù văn đá. Ngón tay hoa hướng mình trong lòng, lau một cái máu trong tim ngưng tụ mà hiện, ngay sau đó xuống ở đó trên đá. Đá bị máu tươi chỉ dẫn, trên mình khắc văn lại hình thành từng đạo huyết quang. Chậm rãi bay lên mà là, bất ngờ là một khối to lớn pháp trận. Cái này pháp trận lộ ra cổ quái cùng âm u. Chín khó khăn lượn vòng trận. Khô Minh Huyền giả khóe miệng tung động, một phe này quỷ trận, là hắn ở quỷ đạo trong tu hành đại cơ duyên. To lớn quỷ bàn đã mở, chín phương chín vị xuất hiện 18 tôn to lớn màu đen quỷ ảnh. Quỷ ảnh trong mắt đỏ tươi, mỗi một tôn cũng cầm trong tay một khối quỷ ấn. Rối rít đưa mắt đầu đưa tới Diệp Thần trên thân hình. Chết! 18 tôn quỷ ảnh đồng thời gian phát ra một tiếng âm lãnh tử vong thông báo, vậy tới từ địa ngục hơi thở cuộn sạch Diệp Thần. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta liền đưa ngươi lên đường. Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, áo khoác bay lượn, hóa linh thần thông vận chuyển, cả người linh lực nổ tung, trực tiếp đem tu vi phát huy đến trình độ cao nhất. Cặp mắt bên trong, sát ý sôi trào, cự lực phun trào. Hung hăng một kiếm. Rào. Cuồn cuộn bất hủ kim quang, cuồn cuộn từ hắn thân thể dâng lên, hòa lẫn mãi mãi ma khí, hắn cả người thần ma hợp nhất, trong mắt chỗ sâu nổ lên ngập trời uy nghiêm. Lúc này Diệp Thần đã là thuộc về trạng thái bùng nổ. Hủy diệt mộ đạo, nguyệt hồn trảm. Cực hạn kiếm quang, hắt ra. Kiếm quang kinh thiên, vô cùng kiếm ý hòa lẫn khí thức cổ xưa, dường như muốn xuyên qua thời không, nghiền nát vũ trụ. Khô Minh Huyền giả mặt mũi khô cằn, cũng biết mình hẳn là chọc không được người, lúc này đã sinh lòng ý rút lui. Nhưng là hắn còn lui liền sao? Diệp Thần tay cầm sát kiếm, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Khô Minh Huyền giả, người không nên đánh Thái Huyền trận môn chú ý. Nhớ, người giết ngươi, kêu Diệp Thần. Khô Minh Huyền giả thần sắc ngẩn ra, càn khôn cảnh, Diệp Thần. Chẳng lẽ người này thật sự là thiên nhân vực vị kia thiên tài siêu cấp? Cùng lúc đó, Dương Hề đạo nhân và Ô Huyền ở Linh Hư đỡ dưới,
lúc này vậy đã tới trước người hai người. Khô Minh Huyền giả những cái kia màu đen bóng người thuộc hạ, đã sớm bị từng cái đánh tan, lúc này đã lại cũng không có hậu viên. Trưởng giáo, người này sát hại vô số Thái Huyền đệ tử, tội không thể tha. Ô Huyền nguyên khí còn chưa có hồi âm, lúc này tiếng nói chuyện so với hắn trước tiếng như hồng trung âm lượng, lộ vẻ mười phần yếu ớt. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nhìn về phía Dương Hề đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải bọn họ và rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử kéo người này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ Dương Hề đạo nhân, Diệp Thần chắp tay ôm quyền nói. Người này năm đó là Thái Huyền trận hoàng tòa hạ đệ tử quan môn Khô Minh Huyền giả, mấy chục ngàn năm trước bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Lần này tới, là báo thù. Dương Hề đạo nhân lúc này đã nuốt một ít khôi phục khí huyết linh dược, mới vừa đứt quãng tiếp tục nói. Hắn quen dùng âm chiêu, tâm thuật bất tránh, nhất định phải chú ý. Diệp Thần gật đầu, đối với hắn cái này thiện ý nhắc nhở mỉm cười đáp lại. Trong tay sát kiếm phong mang hiện ra hết, trực bức hướng Khô Minh Huyền giả. Không nên giết ta, ta có một cái bí mật kinh thiên, đổi ta tánh mạng. Khô Minh Huyền giả lúc này sớm đã không có vừa mới bắt đầu như vậy làm người ta đáng ghét tinh tinh thái độ, giống như một khô bản thảo cụ già, quỳ xuống đất, khẩn cầu trước Diệp Thần. À! Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút nghiền ngẫm mỉm cười. Việc này liền mấy vạn năm lão quỷ, trong tay sẽ nắm như thế nào bí mật chứ? Chỉ cần ngài đáp ứng ta, không nên giết ta. Khô Minh Huyền giả lộ ra một chút lấy lòng nụ cười, định cùng Diệp Thần trả giá. Ngươi có thể hiểu lầm, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Diệp Thần lạnh như băng nói, Khô Minh Huyền giả trên tay dính liền nhiều người như vậy máu, hiện tại còn có thể sống được cùng hắn nói chuyện, cũng đã là ban ơn. Ta nói, ta nói. Khô Minh Huyền giả lúc này chỉ có thể đánh cuộc một lần. Mình cái này kinh thiên địa đại bí mật có thể hay không ở thiên nhân vực siêu cấp yêu nghiệt trong tay, cầu hồi mạng nhỏ. Lời tuy như thế vừa nói, nhưng Khô Minh Huyền giả không có tiếp tục nói hết ý. Diệp Thần nhìn hắn một mắt, bàn tay lộn một cái, một tầng mịn nghe trộm kết giới đã tạo thành, đem hắn và Khô Minh Huyền giả bao phủ đến trong đó. Vì tu hành quỷ đạo, ta từng đi một nơi quỷ đạo di tích, ta gặp được nữ hoàng. Khô Minh Huyền giả giải thích quá trình lúc thậm chí còn có một chút điệt đáng phập phồng. Nữ hoàng, ngươi nói là Huyền Cơ Nguyệt. Khô Minh Huyền giả gật đầu liên tục, quỷ đạo thuật pháp không vào chủ yếu, nhưng nếu không phải bởi vì Thái Huyền trận hoàng phế ta tu vi, ta làm sao cũng sẽ không tu hành đạo này. Nói tiếp, Diệp Thần lười được cùng hắn tham khảo chính hắn trưởng thành đường, chỉ là muốn biết rõ liên quan tới Huyền Cơ Nguyệt sự việc. Nữ hoàng bệ hạ tôn quý như thế. Như thế nào sẽ tới quỷ kia đạo di tích? Ta mang nghi ngờ, len lén đi theo nàng vậy một khối tiến vào. Khô Minh Huyền giả gặp Diệp Thần không chút nào truy hỏi ý, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói, rốt cuộc để cho ta phát hiện, nàng ở quỷ đạo di tích mai táng một ít thứ. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Chỗ đó đặc biệt nóng bức, là địa ngục cốt lõi nhất vùng, liền liền không khí đều là đọng lại. Ở giữa có một phe 1m x 3 thước ao máu. Bên trong phảng phất có sinh linh tồn tại, mỗi một lần, nữ hoàng bệ hạ đều là thông qua cái này ao máu tiến hành ngâm. Diệp Thần hiển nhiên cũng nghe rõ ràng liền Khô Minh Huyền giả điều bí mật này. Đây quả thực là ở thẳng thừng nói cho ngươi, nữ hoàng bệ hạ một khối ao máu, hoặc là nàng lấy được một nơi đại cơ duyên, hoặc là chính là khác có động thiên. Trọng yếu hơn chính là, làm nữ hoàng bệ hạ từ trong ao máu lúc đi ra, nàng hơi thở đổi được thập phần cường đại. Có hai lần ta cũng thiếu chút nữa bại lộ. Khô Minh Huyền giả ánh mắt xoay tít chuyển, tựa như đang suy nghĩ ban đầu một màn cảnh tượng. Diệp Thần suy tính, mặt mũi tới giữa nhưng không có biến hóa chút nào. Ngươi nếu có thể cùng đến Huyền Cơ Nguyệt, vậy ngươi vậy nhất định một mình đi ngâm qua cái đó ao máu. Diệp Thần hơi lau một cái cười khẽ, đối với cái này Khô Minh Huyền giả, thần sắc hiển nhiên tràn đầy châm chọc. Không có không có, ta không dám. Khô Minh Huyền giả nhanh chóng lắc đầu, trên thực tế hắn đã từng thật định đi ngâm một chút máu này ao, bất quá nữ hoàng bệ hạ chân thực thiết trí quá nhiều chướng ngại, hắn căn bản làm khó dễ. Là không dám, vẫn không thể. Diệp Thần nụ cười châm chọc càng rõ ràng hơn, xem Khô Minh Huyền giả như vậy tâm thuật bất tránh tiểu nhân, làm sao sẽ để mặc cho một cái lớn như vậy cơ duyên bày ở trước mặt mình, lại không có thì làm như không thấy. Làm khó dễ. Khô Minh Huyền giả ở Diệp Thần trước mặt.
giống như chạy khỏa thân như nhau, không có chút nào che giấu. Vị trí ngươi còn nhớ không? Diệp Thần đột nhiên nói, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Khô Minh Huyền giả gật đầu liên tục, nếu như ngài nguyện ý tha ta một mạng, ta lập tức đem bản đồ hai tay dâng lên. Diệp Thần không nói gì, tựa như đang suy tư giá trị như nhau. Một giây, hai giây. Mỗi một giây đối với Khô Minh Huyền giả mà nói đều là một ngày bằng một năm. Rào rào. Sát kiếm đột nhiên từ Diệp Thần trong tay ầm ầm bạo ngược ra, kiếm phong chỉ, bất ngờ chính là vậy Khô Minh Huyền giả cổ. Thi thể chia lìa. Một đao hai đoạn. Khô Minh Huyền giả nơi cổ còn cuồn cuộn bất chấp máu tươi, trên mặt ánh mắt tính được 10 phần to lớn, hiển nhiên đối với một màn này, ra ý liệu. Nếu như đổi ở những thời điểm khác, hắn dùng huyền cơ nguyệt bí mật tới trao đổi mạng mình, Diệp Thần hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này cũng không được. Trước mặt Thái Huyền trận môn cơ hồ hủy hết, trung gian Thái Huyền trận môn người cái này tiếp theo cái kia dùng tánh mạng bảo vệ Diệp Lạc Nhi, cuối cùng còn có Viêm Khôn và Giả Thiên Ma Đế vậy khắp người thương thế. Không nhịn được. Không tha cho. Những người này, đều là Diệp Thần nghịch lân. Long nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Cho nên vô luận là ai, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phệ hồn thông thiên. Một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người hướng về phía thi thể chia lìa Khô Minh Huyền giả một kiếm chém ra. Dương Hề đạo nhân còn chưa cho Diệp Thần dặn dò dù sao cũng không nên tin cái này Khô Minh Huyền giả, liền mắt nhìn đối phương đã thành một cái đầu người. Cùng lúc đó, thiên nhân vực, một tòa đáy biển u ám trong hầm đá, không thấy được một chút ánh đèn. Một đạo lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Tên kia, lại chết. Dây đặc quỷ khí tràn ngập trong đó, hầm đá phía trên vậy một cái giống như trưng bày giống vậy thi thể, đang phơi bày treo cổ trạng thái treo ở hầm đá bên trên. Một khối màu xanh biếc ngọc thạch, giống như một cái giường tháp, đoan đoan tránh tránh đặt ở chính giữa, nhưng phía trên nhưng vẻn vẹn chỉ là đặt một cái khuôn mặt dữ tợn sâu khổng lồ. Đây là cổ mẫu, vạn cổ nguyên. Một cái áo bào đen nam tử ngồi xếp bằng ở ngọc thạch bên cạnh, toàn thân cũng núp ở màu đen nón lá rộng vành bên trong, vậy một cặp tròng mắt tựa như cùng màu xanh quỷ hỏa, lóe lên tham lam oán hận ánh sáng. Bót! Nguyên bản treo ở đỉnh thi thể. Ở nam tử này quỷ chảo dưới, rối rít đánh mất. Khô Minh cái phế vật này, lại chết, bồn tôn nuôi mấy vạn năm tử cổ. Bạo ngược thanh âm truyền ra, vang khắp toàn bộ hầm đá. Phế vật, bồn tôn khoảng cách viên mãn chỉ còn lại một bước xa. Nam tử ngón tay xuất hiện băng màu xanh u quang, hai móng tới giữa lại kéo ra một khối màn sáng, mà màn sáng kia thị giác, hiển nhiên là Khô Minh Huyền giả nơi ngực. Thái Huyền trận môn. Nam tử thấy Thái Huyền trận môn một phương diện bị nghiền ép hình ảnh, trong lòng biết tuyệt không phải đám phế vật này giết Khô Minh. Là ai giết ta đồ nhi? Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hình ảnh, tràn đầy oán hận ánh mắt, giống như rắn độc vậy. Trong hình rõ ràng diễn chiếu, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, ánh mắt trác nhiên mà khinh thường quét về phía Khô Minh, cơ hồ lấy thế dễ như bỡn đánh tan Khô Minh. Nam tử cẩn thận quan sát Diệp Thần. Thanh âm lại là bởi vì kịch liệt tâm trạng chập chờn mà run rẩy, nổi cơn giận dữ đã không thể để cho hắn bình tĩnh. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết, Thái Huyền trận môn, ta muốn ngươi diệt môn. Nam tử hai móng nắm chặt chung một chỗ, lạnh như băng uy nghiêm giọng, vậy tán lạc đầy đất thi thể, ở hắn tàn bạo thần thông khả năng hạ, hóa là phấn vụn. Lạnh thấu xương uy áp dần dần tiêu tán. Vực ngoại thiên đạo thay đổi, để cho hắn có cơ hội hồi phục. Nếu như cái này vị đệ tử không chết, hắn liền có thể bước lên vực ngoại đỉnh cấp, đến lúc đó thiên điện đều phải thần phục. Đáng tiếc, Diệp Thần xuất hiện để cho hắn tương lai tan vỡ. Hình ảnh quay về. Thái Huyền trận môn đám người đang nhìn Diệp Thần trong tay sát kiếm, cùng với cái này sát kiếm chỉ Khô Minh Huyền giả thi thể. Trưởng giáo uy vũ. Ô Huyền ho kịch liệt đứng lên, trước khi chiến đấu đã để cho lòng hắn mạch hết sức tổn, lúc này cũng bất quá là dáng chống đỡ. Ta sẽ ở Thái Huyền trận môn lần nữa thiết lập hộ sơn trận pháp, sau này, ta tuyệt sẽ không để cho chuyện này lần nữa phát sinh. Động Thái Huyền trận môn người, giết không tha. Diệp Thần con người đông lại một cái, khá là ngang ngược nói, không chút nào cầm cái này cái gọi là Khô Minh Huyền giả coi ra gì, quay đầu nhìn về phía Giả Thiên Ma Đế, vậy làm người ta xúc mục đích thương thế, trong lòng có chút lo âu. Ma Đế tiền bối, ngài.
không sao không sao. Già Thiên Ma Đế khoát tay lia lịa, đối với hắn tới không nói lại là thương nhẹ mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Mọi người ở đây lấy là sự việc đã lúc kết thúc, dị biến nổi lên. Chú ý! Nguyên bản Khô Minh Huyền giả thi thể đột nhiên phát ra một tiếng to lớn phá sập tiếng, máu thịt phân bay, trong đó lại tóe ra vô số sợi tơ vậy non nớt trứng. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Viêm Khôn nuốt ngụm nước miếng, da đầu đều có chút tê dại, cái này Khô Minh Huyền giả căn bản cũng không coi là người nào đi. Trùng cổ, Già Thiên Ma Đế chân mày có chút hơi nhíu lại, nhìn về phía cái này đầy đất non nớt trứng. Có non nớt trứng lúc này đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ấp trứng, ngọa nguậy, hướng Thái Huyền trận môn đệ tử leo đi. Diệp Thần con người đông lại một cái, tự nhiên cảm giác được không đúng, trong tay hắn ngay tức thì xuất hiện một đạo huyền diễm, đem trước mặt một phần chia ấu trùng toàn bộ cháy. Đạo linh lửa mạnh mẽ, há là chính là tà vật có thể đối kháng. Bất quá, Diệp Thần cũng không ý liền điểm này non nớt trứng đều phải là Thái Huyền trận môn người xóa bỏ, kinh này đại kiếp. Bọn họ cũng hẳn ý thức được thực lực tầm quan trọng. Nếu như chẳng muốn lại dẫm lên vết xe đổ, vậy phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, nghịch thế dơ lên. Là có người ở Khô Minh trong cơ thể nuôi cổ. Dương Hề đạo nhân thở dài, năm đó chính là bởi vì Thái Huyền Trận Hoàng phát hiện Khô Minh cùng cái này cùng tà vật dây dưa không rõ, mới đưa hắn trục xuất sư môn. Không nghĩ tới hắn chẳng những không tư mấy qua, còn tệ hại hơn, chẳng những ở quỷ đạo thuật trên tu hành. Còn bị người lấy thân tự cổ. Ai, oan nghiệt à? Diệp Thần nghe được Dương Hề đạo nhân bi xuân tư thu xúc động, thần sắc lãnh đạm. Thái Huyền Trận Hoàng trước đây xuất hiện ở luân hồi mộ địa, đây là bởi vì hôm nay mình diệt Khô Minh, đây cũng là quả. Mà Thái Huyền Trận Hoàng đuổi ra khỏi Khô Minh hồi nào không phải bởi vì Khô Minh báo thù làm sao thử không phải quả. Diệp Thần. Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần mặt lộ nghi ngờ, huyền tiên tử vậy sẽ chuyên chú tự thân tu hành, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vậy sẽ không hiện thân, lúc này lên tiếng, chẳng lẽ là cái này Khô Minh huyền giả có vấn đề? Huyền tiên tử, cái này trứng trùng cũng không phải là thông thường trùng cổ. Huyền Hàn Ngọc giọng trong trẻo lạnh lùng tiêu lửa đốt, nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua cái này trứng trùng. À, Diệp Thần trong lòng lại là tràn ngập trên vẻ nghi hoặc, hắn đối với trùng cổ biết rõ. Là cổ người chết mất, lúc này Khô Minh huyền giả thân sau khi chết, trùng cổ mới nổ tung, vậy ước chừng chứng minh hắn là tử cổ mà thôi. Nhưng nhắc tới trùng cổ có cái gì chỗ tầm thường, hắn cũng không phát hiện, dẫu sao ước chừng bị một chút huyền diễm dính, trùng cổ liền bị khí tức nóng bỏng nơi nướng tiêu tán. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng này là thiên nhân vực Nam Sơn cổ mẫu tử cổ, Nam Sơn cổ mẫu mới là tử cổ ngọn nguồn. Có người lại uẩn dưỡng Nam Sơn cổ mẫu. Lá gan chân thực không nhỏ. Nam Sơn cổ mẫu, Diệp Thần không dành đạo này, đối với quỷ này đạo thuật ước chừng có nghe đồn, chỉ bất quá hôm nay vừa gặp cái này Khô Minh huyền giả, trong lòng đều là bất quá ngươi ngươi xúc động. Cái này Nam Sơn cổ mẫu nhất định chăn nuôi ra đầy đủ tử cổ, cổ thành sau đó thi cổ người là được một bước bước vào viên mãn cảnh. Mà vực ngoại thiên đạo thay đổi, nếu thật là cổ thành, người này tuyệt đối có thể càn quét vực ngoại thiên điện. Huyền Hàn Ngọc không hề xem Diệp Thần như vậy rửng rưng, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Nam Sơn cổ mẫu một khối tử cổ đều mạnh hãn như vậy, hiển nhiên đã quyển dưỡng không dưới mấy chục ngàn năm, hôm nay ngươi giết hắn tử cổ, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, sát ý cùng nhau, nếu đối với Thái Huyền trận môn động tâm tư, bất kể là ai, coi như là Đông Hoàng Thiên Điện người, ta cũng là chiếu giết không có lầm. Huyền Hàn Ngọc tự nhiên biết rõ Diệp Thần lần này nói cũng không phải là nói bốc nói phét, thật ra thì hắn đã có đủ thực lực cường hãn. Không thể hết lấy xem nhẹ. Diệp Thần gật đầu, hắn tuy không đem cái này cái gì Nam Sơn cổ mẫu để ở trong lòng, nhưng hắn sanh tính cẩn thận, thói quen từng bước vi doanh, tự nhiên sẽ không mặc cho phía sau mình có ẩn núp dao găm giấu đầu lòi đuôi. Hắn nhìn về phía Diệp Lạc Nhi phương hướng, phát hiện Long tộc đột phá hơi thở càng ngày càng lớn mạnh. Sinh lòng mong đợi. Diệp Lạc Nhi 9 tầng trời thần thuật kết quả tu luyện đến cái gì cấp bậc? Thiên nhân vực dị biến, Lạc Nhi sẽ hay không trở thành lợi nhuận lớn nhất người? Bất quá Diệp Lạc Nhi đột phá còn chưa kết thúc, Diệp Thần cũng không dự định quấy nhiễu. Lúc này Diệp Lạc Nhi đối bên ngoài sự tình phát sinh một mực không biết, chuyên tâm lĩnh ngộ đột phá,
sắc mặt khi thì hơi nhíu, khi thì sáng tỏ, khi thì mừng rỡ, khi thì khẩn trương. Ma đế tiền bối. Diệp thần đem Huyền Hàn Ngọc nói từng cái cho biết giả thiên ma đế. Ta quyết không thể để mặc cho uy hiếp như vậy tổn thương Lạc Nhi và Thái Huyền trận môn. Nếu như không thể nhổ cỏ tận gốc, thì mối họa vô cùng. Giả thiên ma đế gật đầu, phải đem cổ mẫu đánh chết, nếu không đến khi hắn ra tay, là lúc đã chậm. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, hắn tuyệt đối không thể bất chấp bại lộ Diệp Lạc Nhi nguy hiểm. Trưởng giáo, Thái Huyền trận môn có một hồi pháp, tựa hồ có thể thông qua cái này chứng trùng tìm được cổ mẫu vị trí. Dương Hề đạo nhân chẳng biết lúc nào đã tới Diệp thần và giả thiên ma đế bên người, lúc này Thái Huyền trận môn thế nhỏ, nếu như Diệp thần không thể đem hoàn toàn đánh rơi, vậy đối với Thái Huyền trận môn cũng là cất giấu nguy hiểm. Được. Diệp thần không chút do dự, tại hắn mà nói, chỉ cần có biện pháp tìm được cái này giấu đầu lòi đuôi cổ mẫu, vậy hắn liền có biện pháp đem hoàn toàn chém chết. Dương Hề đạo nhân từ trong ngực móc ra một quyển trúc giản, trên mặt có chút quẫn bách. Lão đạo lúc này nội tu suy bại, chỉ có thể ngài tự mình làm phép lấy chứng trùng tìm nhân quả. Diệp thần sáng tỏ, cũng không nói nhiều, nhận lấy trúc giản. Ngươi lại yên tâm, ta vì ngươi hộ pháp. Già thiên ma đế cũng không nói nhiều, đã tạo ra phòng vệ bình phong che chở, đem hắn và Diệp thần bao phủ đến trong đó. Một khối to lớn bát quái trận hình đồ, đã lấy Diệp thần làm trung tâm trải xuống. Phức tạp tinh hệ đã giống như lá rơi vậy bồng bềnh ở toàn bộ trận hình trong bản vẽ. Đầy đất chứng trùng hàm chứa nồng đậm quỷ tức, trở thành một đạo kiếm ảnh vậy, ở toàn bộ bát quái đổ bên trong qua lại di động. Lũ lũ ngân hà vậy ánh sáng nhạt, đem quỷ kia hơi thở quỷ thích hành động bại lộ không bỏ sót. Tử môn cấm, xanh môn ra. Cái này chứng trùng liên tục không ngừng trào hướng chúng tự nhận là nơi an toàn, tức là cổ mẫu chỗ ở phương vị. Tìm được. Diệp thần trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, may mà cái này chứng trùng còn chưa chết sạch, trên mình quỷ thức thượng tích trữ lại 10 phần dồi dào, nếu không chỉ có trận pháp này vậy không làm nên chuyện gì. Vị trí này là... Già thiên ma đế nhìn tinh hệ điểm sáng nhảy chỗ, cau mày đầu. Lại có thể ở táng thiên hải vùng lân cận khu vực. Dương Hề đạo nhân đối với thiên nhân vực càng quen thuộc, còn chưa cùng già thiên ma đế mở đầu, đã dẫn đầu nói ra. Nơi này đúng là giữ lại nuôi cổ mẫu địa phương tốt. Diệp thần gật đầu, xem ra cái này Nam Sơn cổ mẫu và thi cổ người nhất định là ở chỗ này. Bất quá cũng không phải là ở táng thiên hải bên trong, mà là chung quanh khu vực. Ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp thần nghĩ tới điều gì, đối với giả thiên ma đế nói, liên lạc một tí huyết long, để cho huyết long mau sớm trở lại Thái Huyền trận môn, bảo vệ Lạc Nhi. Dưới mắt, có thể bảo vệ Thái Huyền trận môn. Chỉ có huyết long. Nửa ngày sau, một nơi vùng biển bên trên, bởi vì đến gần táng thiên hải, tên là hồn táng hải vực. Hư hư thật thật quỷ ảnh, giống như cái hải vực này canh phòng, quanh quẩn lên, dò xét khắp nơi. Diệp thần đạp phá hư không đi tới nơi này phương vùng biển bên trên, liền phát hiện cái hải vực này quỷ dị chỗ. Nhiệt độ cơ hồ hạ xuống băng điểm, nhưng nước biển vẫn còn kéo dài lăn lộn, sóng lớn chấn chấn. Dày đặc cực kỳ quỷ tức cùng Khô Minh Huyền giả trên mình giống nhau như đúc, âm u kinh khủng quỷ ảnh biến đổi tất cả loại quỷ quái hình thái, ở cái hải vực này bên trên tùy ý ngang ngược, tựa như nơi này chính là bọn họ sân nhà vậy. Diệp thần trong mắt không có sợ hãi chút nào, sát kiếm sử dụng. Hắn bước ra một bước, hồn thể đổi thành, huyết mạch lực bơm vào cùng trên cánh tay, một kiếm chém ra. Hồn táng hải vực mặt biển bỗng nhiên bị này cùng bạo kích. Trên mặt biển quỷ ảnh không tới kịp làm ra bất kỳ né tránh, trực tiếp bị đánh tan thành hai nửa. Kiếm kia mang rơi vào vùng biển bên trên, rất miễn cưỡng đem vùng biển chia làm hai, lộ ra đáy biển hầm đá. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn ở chờ ta. Diệp thần thanh âm đạm mạc xuyên thấu qua đá này quật, trực tiếp truyền vào sâu trong lòng đất. Trên ngọc đài cổ mẫu kịch liệt lay động thân thể, dường như muốn đứng dậy bay ra. Nguyên bản ngồi xếp bằng dưới đất nam tử, lúc này cảm nhận được hồn táng hải vực biến hóa, nghe được Diệp thần ngông cuồng như vậy khiêu khích. Trên mặt lộ ra cười gằn, tới thật đúng lúc, đỡ bổn tôn đi tìm ngươi. Một giây kế tiếp, nam tử kia bóng người giống như quỷ ảnh vậy, tại chỗ tiêu tán, nháy mắt tức thì liền xuất hiện ở Diệp thần trước người. Diệp thần, ngươi dám giết đồ nhi ta, hủy ta tử cổ, đến cửa khiêu khích,
cái này một cọc cọc một kiện kiện, sẽ để cho bổn tôn tính với ngươi cái rõ ràng. Nam tử đôi mắt màu xanh lá cây u quang hiện ra hết, nổi cơn giận dữ, ngang nhiên tới giữa quỷ trảo đã thẳng trừ Diệp Thần mặt đi. Hừ, học trò không còn dùng được, sư phụ vậy chưa ra hình dáng gì. Diệp Thần trong mắt tinh mang chớp mắt, khẽ quát một tiếng đạo. Đang! Chàng trai quỷ trảo cùng Diệp Thần sát kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim loại vậy thanh âm. Ngút trời cự lực truyền tới, Diệp Thần trong lòng giật mình, không nhìn ra cái này nam tử đã đem quỷ trảo luyện đã đến tình cảnh này, cùng Khô Minh Huyền giả quả thật không phải một cấp bậc. Nhóc sốt nát, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi có lệnh tới, không mệnh thuộc về. Nam tử hai móng thu thập, một khối tròn xoe bảo châu đã xuất hiện ở hắn hai móng tới giữa, bảo châu lộ ra quỷ hỏa u bích ánh sáng. Ùn ùn kéo đến vạn quỷ gào thét tiếng, đã tràn ngập ở đúng cái hải vực bên trên. Vạn quỷ tế, người sống diệt. Bảo Châu từ từ thăng nhập không bên trong, nguyên bản tứ tán ở vùng biển bên trên tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, lúc này cơ hồ đồng thời bị kêu gọi. Bốn phương tám hướng quỷ ảnh gào thét, lấy hủy thiên diệt địa dáng điệu đánh vào hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt hơi chăm chú, ngược lại không dự định vận dụng hóa linh thần thông. Mà là đầu ngón tay huyễn hóa ra một tôn phù đồ bảo tháp. Cho ta trấn áp. Diệp Thần huyễn thần kim quang Phật khí lững lờ, tám bước phù đồ khí bạo phát, ngàn tầng cao phù đồ bảo tháp mỗi một mặt mỗi một tầng đều có tượng Phật ở lấp lánh rực rỡ. Phật thiện tiếng có 102 bên tai, ngay tức thì đem đúng cái hải vực ác quỷ gào thét lấn át. Phật quang ngưng tụ trong thiên địa nguyên khí, tịnh hóa chi lực không giống tầm thường, vậy tới trước một bước quỷ ảnh. Ở tiếp xúc tới phù đồ bảo tháp trong nháy mắt, đã hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Vô thượng kim quang hơi thở, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Cuồn cuộn mà đến phù đồ khí, lại là lấy xoa tay dáng điệu, chuẩn bị lật đúng cái hải vực. Nam tử kia ngón tay thay đổi, bảo châu sáng bóng biến thành sâu không thấy đáy màu đen. Lúc này hồn táng hải vực mà lại ở hắn dưới sự uy áp, chậm rãi khuất tại bình tĩnh, rồi sau đó, vùng biển bên trên. Hình thành vô số sôi trào nước xoáy. Hồng mông đại tinh không. Diệp Thần hơi thở bùng nổ, vung tay lên, một phiến rộng lớn tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời vậy bao phủ ở đúng phiến hồn táng hải vực bên trên. Hừ, nam tử kia hai mắt lộn một cái, không phải là hồng mông cổ pháp mà thôi, hắn một kích này đã trải qua hơn 100.000 năm lắng đọng, tuyệt đối sẽ nhất kích có thể chết người. Vạn quỷ la thiên. Mỗi một cái nước xoáy bên trong, một cái quỷ binh cầm trong tay đao kiếm xuất hiện, mỗi một tôn đều đang có còn thật cảnh thực lực. Cho dù là ở Diệp Thần diễn hóa ra hồng mông lớn tinh không dưới áp chế, nhóm người này nhóm đếm không hết quỷ binh lại không có chút nào thực lực áp chế. Hủy diệt mộ đạo, nguyệt hồn trảm. Cực hạn kiếm quang, hắt ra. Kiếm quang kinh thiên, vô cùng kiếm ý hòa lẫn khí thức cổ xưa, dường như muốn xuyên qua thời không, nghiền nát vũ trụ. Vạn quỷ địa võng. Đây lại là cái liên chiêu, nam tử trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, phảng phất là ở nói cho Diệp Thần, hắn đã thắng như nhau. Quỷ binh dâng trào tới, không cố kỵ chút nào phía trước nguy hiểm, Diệp Thần bị cái này ùn ùn kéo đến vậy quỷ binh chôn vùi, một bình sát trên thân kiếm hạ lật bay, chỉ là quỷ này binh tựa như giết không hết vậy. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được thuật pháp bên trong lại có cực mạnh quỷ pháp tắc. Mấu chốt cái này hồn táng hải vực bên trên đều là tràn đầy quy luật lực. Cái này quá có lợi cho đối phương. Hơn nữa đối phương thực lực hẳn ở nửa bước thái chân cảnh chừng. Nhưng nếu là mượn cái này hải vực quy luật lực, vượt xa này cảnh. Tuyệt đối vô cùng cái uy hiếp. Diệp Thần thời gian ngắn không hề dự định vận dụng huyền yêu tinh máu. Chỉ có thể ngạnh chiến. Suy nghĩ tới giữa, Diệp Thần lại phát hiện luân hồi mộ địa truyền đến một giọng nói. Là tinh hải thần Lạc Thái Hư thanh âm. Tiền bối, người tỉnh. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh hải thần Lạc Thái Hư gật đầu một cái, người đổ là chúng tên kia kế. Lạc tiền bối, người nhưng có giải quyết phương pháp. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lần này đối mặt cái này vạn quỷ thiên la địa võng vậy thế công, hắn tạm thời tới giữa hoàn toàn không có thoát khỏi phương pháp, dẫu sao cái này vạn quỷ bất quá là tử linh. Cho dù là hắc ám nguyên khí, cũng sẽ không sửa đổi công kích của bọn họ mục tiêu. Lúc này nếu như tinh hải thần có thể ra tay, như vậy hồn táng hải vực, muốn đến sẽ không có người là Diệp Thần đối thủ. Đoạn thời gian này ta hấp thu một phần chia táng thiên hải lực lượng, đây cũng là ta phần lớn thời gian yên lặng nguyên nhân. Hiện tại,
cũng nên thử một chút những lực lượng này. Lạc Thái Hư nhàn nhạt nói, hắn là tinh hải tôn sư, bất kỳ vùng biển ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Mà hắn không có ở đây Táng Thiên ra tay, chính là bởi vì hấp thu Táng Thiên hải đáy biển lực lượng. Thân thể nắm quyền trong tay giao cho ta. Bảo. Lạc Thái Hư tiếp quản Diệp Thần thân thể ở một chớp mắt kia, hồn táng hải vực nước biển giống như một bó to lớn chùm tia sáng vậy, do hạ lên lao nhanh lên, cuồn cuộn vùng biển nước ở tinh hải nước dẫn dắt hạ, lấy dễ như bỡn dáng điệu, trực tiếp đem tất cả quỷ binh cuộn sạch ra. Diệp Thần bóng người đã chân đạp ở vùng biển bên trên, quanh thân màu xanh gợn nước chậm rãi lững lờ, giống như một khối trong nước ngai vàng vậy, phiêu phất ở hắn sau lưng. Ừ. Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới mình một kích này lại sẽ bị Diệp Thần đánh tan, ở đó vùng biển bên trong, luống cuống tay chân lật đật né tránh. Chính là tà vật, mượn vùng biển quy luật, chỉ như vậy. Lạc Thái Hư tới giữa ánh sao lóe lên, một quả giống như Minh Châu tinh huy khoan thai chậm rãi nghênh hướng nam tử kia. Mặc dù là một viên cực phẩm nhỏ tinh huy, nhưng ẩn chứa trong đó cao nhất tinh hải lực, lại để cho nam tử được cực lớn cảm giác bị áp bách, sắc mặt đỏ tăng muốn chạy trốn. Nam Sơn cổ mẫu giúp ta. Nam tử gào thét, cắn bể ngón tay máu tươi, ngọc đài lên đồ sộ đại trùng cổ, lúc này xuất hiện ở hắn hai móng bên trên, máu tươi đã đem vậy căn nguyên trùng cổ thức tỉnh. Tinh hải trường kích lưu. Lạc Thái Hư chỉ là ngón tay hư điểm mấy cái, vậy hồn táng hải vực nước biển, đã ngưng tụ thành một bình sắc bén duệ đao, thân đao lưu chuyển nước, tràn ra ra nước phản xạ ánh sáng trước biển sâu sáng bóng. Vậy trùng cổ dương ra trước miệng to như chậu máu, hướng vậy duệ đao nhào thẳng tới. Vù vù. Trùng cổ phát ra ông minh thanh âm, cánh rung động tới giữa, quỷ khí uy nghiêm, tạo thành to lớn sương mù dày đặc, cái này che đậy ở Lạc Thái Hư tầm mắt. Hừ. Ở nơi này đen thui quỷ khí sau đó, bóng người, quỷ ảnh rối rít tới, hiển nhiên là cái này Nam Sơn cổ mẫu mẫu cổ mới vừa kêu gọi từ cổ. Lạc Thái Hư hiển nhiên không hề đem những thứ này vô ích tử cổ để ở trong lòng, tinh hải huyễn hóa thành duệ đao, xông phá tầng tầng quỷ khí, giống như mặc kẹo hồ lô vậy, đem những thứ này tử cổ, hết thảy chém chết. Vù vù. Nam Sơn cổ mẫu hiển nhiên thấy cảnh này tức giận, lớn hơn tiếng vo ve oanh triệt thiên địa. Kêu gọi đồ tử đồ tôn, chịu chết thôi. Lạc Thái Hư trên mặt khinh thường tình hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trong tay tinh hải lực bọc ở đúng phiến hồn táng hải vực bên trên. Đúng phiến hồn táng hải vực tựa như sống lại như nhau, sóng biển lăn lộn tạo thành từng cái đợt sóng móng to, đem quỷ ảnh, quỷ binh rối rít dưới vuốt đáy biển. Nếu đều tới, vậy thì đều lưu lại đi. Nam Sơn cổ mẫu thật ra thì đã chiếm cứ ở nam tử ngực, đang tham lam cắn nuốt hắn máu tươi. Bỗng dưng chết hiểu rất nhiều tử cổ, để cho nó thực lực đại tổn. Vô thượng tinh hải lực lộ ra cấp trên uy áp, cuồn cuộn diệt thiên thế, để cho hắn liền tránh né không gian cũng không có. Nếu là không có cái này táng hồn hải vực, tinh hải thần tất nhiên không địch lại. Nhưng chỉ cần là vùng biển, tinh hải thần liền là chân chính thần. Oanh! Chàng trai diễn cảm còn cất giữ trước khi chết sợ hãi cùng sợ hãi, thân thể cũng đã bị lăn lộn sóng biển xúc tu chặn ngang móng đoạn. Ngay sau đó sóng biển che lại nam tử miệng mũi. Tinh hải lực từ thất khiếu dưới vào, tấc vuông tới giữa nghiền nát hắn ngũ tạng lục phủ. Thằng nhóc, chuyện về sau liền giao cho ngươi. Lạc Thái Hư cũng không nói nhiều, thần thức nháy mắt tức thì đã trở lại luân hồi mộ địa mộ bia bên trong. Diệp Thần lần nữa tiếp quản thân thể, nhìn về phía cái này đổ nát không chịu nổi chiến trường, khẽ thở dài một cái nói, xem ra táng thiên hải một nhóm, tinh hải thần lực lượng lại mạnh rất nhiều, bất kỳ vùng nước ở trước mặt hắn, đều là bề tôi. Ồ, Diệp Thần nhìn về phía nam tử, đã sớm văng tung tóe áo bào đen, bất ngờ xuất hiện một tấm hắn lại vô cùng quen thuộc mặt. Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần lúc này trong bụng ngang nhiên, trong tay sát kiếm lại là không tự chủ nắm lên tới. Không đúng, Hồng Thiên Kinh làm sao sẽ như vậy yếu? Hơn nữa hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần ngay sau đó nghĩ đến. Hắn từng ở màn sáng bên trong thấy Hồng Thiên Kinh một người một ngựa giết vào Thiên Võ Tổng Đàn, vậy gặp qua Hồng Thiên Kinh và Thái Thượng Thiên Nữ quyết tử chiến một trận, lúc này nam tử này, vậy chỉ là mặt mũi khá làm tướng tựa như, tuyệt đối không có cấp trên khí thế. Một chút thần thức lực, lập tức xuyên thấu chàng trai thức hải bên trong, Diệp Thần nhất định phải xem cái này nam tử rốt cuộc cùng Hồng Thiên Kinh có gì sâu xa. Thì ra là như vậy.
Diệp Thần sau khi xem không khỏi bật cười, năm đó Hồng Thiên Kinh tùy ý ngông cuồng, nhưng bị thái thượng quy tắc chế ước, cũng không thể tùy ý đánh vỡ phiên ly, liền nghĩ ra một ít ly kỳ cổ quái thuật pháp. Cái này nam tử là Hồng Thiên Kinh thông qua mình máu xương ngưng luyện mà thành một bộ khô lâu, dùng để đặt ở Vạn Khư Thần Điện dỗ trêu người thôi. Chỉ là ở rất lâu mãi mãi trong năm tháng, lại có mình thần trí, thậm chí ở Hồng Thiên Kinh bị phong ấn dưới, mình tu hành quỷ đạo thuật pháp, luyện hóa Nam Sơn cổ mẫu, núp ở cái này thiên hồn táng hải vực bên trong. Còn ngông muốn mượn vực ngoại thiên đạo dị biến lúc đó, một bước bước vào thái chân cảnh. Ha ha ha, thật là không biết cái gọi là. Diệp Thần càng đối với cái này nam tử lắc đầu không dứt, bất quá là một món thần thức, còn có lớn như vậy dã tâm. Lại là cái hố giết không ít người tu hành, đơn giản là nhân thần cộng phẫn. Lúc này đem hắn chém chết, cũng coi là vì dân trừ hại. Lăn lộn sóng biển đem chàng trai thi thể tách ra, chỉ là to lớn kia nam sơn cổ mẫu như cũ bàn cưa ở nam tử ngực, như đói như khát hút máu xương. Nó lại vẫn còn sống. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, mới vừa tinh hải thần một kích kia, mượn cái hải vực này quy luật lực, có thể coi như là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Lại không nghĩ rằng cái này nam sơn cổ mẫu cổ nữ thân xác lại cường hãn như vậy. Lúc này vậy con kiến hôi lại là toàn lực hấp thu chàng trai máu tươi, có lẽ là muốn cuối cùng phản công. Diệp Thần tay xách sát kiếm, hồn thể đổi thành, đồng thời, hắc ám nguyên phù lực đã lặng lẽ truyền bá tới, kiếm kia nhọn dâng lên phá hiểu hắc ám thần lực, chậm rãi ép tới gần nam sơn cổ mẫu. Vù vù, cổ mẫu hiển nhiên có dự liệu vậy, ngay tại Diệp Thần kiếm mang chỉ nháy mắt. Vỗ cánh lên, tản ra hắc khí lần nữa ẩn núp dậy tung tích của nó. Nam tử vốn đã vẫn diệt thân hình, lúc này bị Diệp Thần một kiếm chém trúng, nhưng bất ngờ đã không có máu chảy ra, lại là bị vậy nam sơn cổ mẫu cũng hút sạch. Giống như ở trong bóng tối bị thứ gì mơ ước, Diệp Thần sau lưng lạnh cả người, bên tai âm phong từng cơn. Cái này cổ mẫu là đã tu ra mình thần trí sao? Diệp Thần to gan suy đoán nói, trong tay sát kiếm đã vung hướng một nơi. Nhưng mà, ngút trời kiếm ý mơ hồ có biến dạng hư không cảm giác, lại không có chém đến đối phương. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy được một cái ướt tách tách côn trùng đã từ một hướng khác, phản phụ thượng liền hắn sau lưng. Cùng lúc đó, láo cá trùng lưỡi cơ hồ đã liếm ở cổ của hắn. Trong phút chốc choáng váng, để cho hắn toàn bộ thân hình đã rất có nghiêng về. Cái này cổ mẫu có cổ quái. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, một khắc sau. Ba cái hồn ấn mơ hồ ở Diệp Thần trong mắt lóe lên, hồn thể đổi thành thi triển, đồng thời, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể cùng cả đám bùng nổ. Muốn đem sau lưng côn trùng xé xuống. Có thể vậy nam sơn cổ mẫu phảng phất là thuốc dán chó ra vậy, thật chặt cậy thế ở hắn sau lưng, lại là giống như miệng hút như nhau, dính vào hắn trên người. Hắc ám, quỷ quyệt. Diệp Thần tự nhận là hồn lực không kém gì thái chân cảnh. Có thể, giờ phút này. Hắn phát hiện mình thần thức lúc này cũng ở đây bị không ngừng công kích, choáng váng trạng thái để cho hắn không cách nào giữ trên nước đứng thân hình. Hắn rất miễn cưỡng bị cái này cổ mẫu kéo lôi xếp đặt nhập cái này hồn táng hải vực bên trong. Lạnh như băng nước biển để cho hắn toàn thân cũng cảm thấy hàn lạnh thấu xương, không thể không phân ra một phần chi hộ vệ thân thể. Ta ý nguyện, ngủ say tại biển. Diệp Thần chỉ cảm thấy được vang lên bên tai như vậy thanh âm. Tựa như để cho hắn lập tức thì phải mơ màng buồn ngủ vậy. Hắn đây là muốn chiếm thân xác. Đột nhiên, Diệp Thần tỉnh ngộ lại, hắn đoán không sai, cái này cổ mẫu cũng sớm đã có thần trí. Mới vừa cố ý không có thi triển toàn lực, chính là vì hiện tại lưỡng bại câu thương, nó tốt ngồi ngựa ông đắc lợi. Vậy nam sơn cổ mẫu hiển nhiên đến có chuẩn bị, vô số vòi đồng loạt thẻ ở tại Diệp Thần kinh mạch bên trên. Cuồn cuộn nước biển tưới vào miệng của hắn khoang đáy lòng. Ý thức từ từ chìm xuống, Diệp Thần lại lâm vào bất tỉnh bên trong. Có thể mạnh hơn Diệp Thần hồn lực, có thể thấy vậy cổ có đáng sợ dường nào. Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão lại là vội vàng ở Diệp Thần tai vừa mở miệng. Tiểu tử tỉnh lại đi. Cái này cổ mẫu lại trong cơ thể hàm chứa một chút thái thượng lực. Thái chân cảnh võ giả hồn lực đều không đáng mà chống đỡ kháng. Đáng chết. Diệp Thần mau tỉnh lại. Nhưng mà, Diệp Thần đã cơ hồ nghe không gặp Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão thanh âm. Muốn chết phải không? Đột nhiên. Này cùng thời khắc mấu chốt, luân hồi huyết mạch vận chuyển. Diệp Thần quanh thân kinh mạch lúc này đỏ thẫm phun trào lên,
luân hồi huyết mạch lưu chuyển, đem vậy tí ti lũ lũ từ sau lưng thấm vào quỷ tức rối rít bức lui. Luân hồi huyết mạch uy năng, nghiền ép hết thảy tà ma. Cái này cổ trùng quỷ khí dày đặc, hiển nhiên đã không phải là tầm thường sinh linh. Luân hồi huyết mạch chèn ép dưới, đem vậy cổ trùng kích thích không thể không rời đi Diệp Thần sau lưng. Nếu như lúc này Diệp Thần ý thức còn ở, vậy Nam Sơn cổ mẫu hai tròng mắt, ánh mắt tham lam, đánh giá Diệp Thần, to lớn xúc tu dương ra, muốn đem Diệp Thần trực tiếp nuốt xuống. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần trên mình huyền yêu dấu vết vậy khoảnh khắc tản mát ra một hồi chói mắt sáng bóng. Vô số ngút trời lực lượng tựa như biến thành mũi tên, đâm về phía cổ mẫu. Cổ mẫu kịch liệt rên rỉ, cũng đã xoay chuyển trời đất hết cách, thân thể cao lớn rơi xuống ở đáy biển hầm đá bên trên, đập ra hố sâu to lớn. Diệp Thần thân hình không có Nam Sơn cổ mẫu khống chế, cũng theo đó hạ rơi xuống nhập hầm đá bên trong. Ta là ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần mới vừa thong thả tỉnh lại, bên người là Nam Sơn cổ mẫu thi thể. Cái này cổ trùng cơ hồ té thành thịt nát, nhưng từ trên mình rỉ ra là u màu xanh biếc máu, lộ vẻ được dị thường quỷ mị. Có Khô Minh Huyền giả ví dụ ở phía trước, Diệp Thần không hề dự định đến gần xem xét, để ngừa cái này cổ mẫu đột nhiên nổ tung. Sau đó hắn dưới tầm mắt rời, Nam Sơn cổ mẫu thân thể to lớn đem hầm đá đập ra một cái lỗ thủng, lộ ra nó nguyên bản nương thân ngọc đài. Vậy ngọc đài sáng bóng phảng phất là một ngọn đèn sáng, phát ra lấm tấm ánh sáng, hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Đó là... Diệp Thần tung người một cái, đã tới cái này ngọc đài bên cạnh. Đây chẳng lẽ là Huyền Ngọc Băng? Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền bối, đây đối với ngài có chút giúp ích. Huyền Hàn Ngọc lời nói vui sướng, ngươi thay ta hộ pháp, ta thu ngọc này tùy. Huyền Hàn Ngọc có thu hoạch, Diệp Thần tự nhiên cũng là mặt vui vẻ, vội vàng hộ pháp bình phong che chở sử dụng, trợ giúp Huyền Hàn Ngọc thu cái này dù sao cũng năm ngọc tùy. Hồn Táng Hải vực trải qua một trận đại chiến, lúc này cuộn sạch đợt sóng chính tướng vậy đầy trời hài cốt từng cái tiêu diệt, phảng phất từ tới không có phát sinh qua như nhau. Huyền Hàn Ngọc chiếm đoạt ngọc tủy sau đó, hiển nhiên bắt đầu ngủ say. Sóng thần cuộn sạch, cái này đáy biển cát đá cuồn cuộn dâng trào. Không có chàng trai phòng vệ kết giới, cái này thế giới lòng đất đã 10 phần bạo động. Mặc dù cái này dày đặc mà đến cát đá bạo đối với Diệp Thần mà nói không có chút nào tổn thương, nhưng hắn tay vẫn trưởng lộn một cái, áp chế xuống. Theo cát đá chìm xuống, nửa phương thạch bia lại xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Diệp Thần một bước vượt qua, đã tới tấm bia đá này bên cạnh. Trên bia đá chạm chỗ thần bí văn bia, nồng đậm bút lực xuyên thấu, một khoản mà thành, không có nửa điểm do dự. Diệp Thần hơi một suy tính, chỉ muốn đem tấm bia đá này mang ra, để xem bia đá này toàn cảnh. Không nhúc nhích được. Bàn tay dưới bia đá không có nửa phần dao động, lại như cùng là cùng cái này đáy biển thế giới dài chung một chỗ vậy, không thể chút nào thiên chuyển. Sát kiếm sử dụng, hồn thể đổi thành, vô tận cự lực phun trào, Diệp Thần trực tiếp chém về phía bia đá phần đáy. Lau một cái lạnh lùng thần sắc xuất hiện ở Diệp Thần trên mặt, nếu toàn bộ không rời đi, vậy liền đem có văn bia mang đi. Đâm! Sát kiếm va chạm ở trên tấm bia đá, phát ra vang động. Chung quanh cát đá bởi vì cái này một bạo kích phóng xạ, đều đã lên tiếng đáp lại tứ tán. Nhưng là, tấm bia đá này, sát kiếm ở trên người nó không có để lại phân nửa dấu vết. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngón tay không tự chủ vuốt ve bia đá này đoạn khẩu, 10 phần ngay ngắn, đem vậy văn bia chia làm hai chém ra, cái này phải là phương nào thần kiếm mới có thể có uy năng như vậy. Quy luật thần khí, nguyên binh. Xem ra là có nhân viên cầm nguyên binh mới đưa tấm bia đá này chặt đứt. Như vậy phỏng đoán, Diệp Thần hướng về phía nội dung của bia đá càng cảm thấy hứng thú. Thiên hữu nhãn địa hữu nhãn. Thiên giã phiên địa giã phiên. Bình sinh vô hữu ngũ cốc địa. Đại kiếp niên lai trung hữu báo. Diệp Thần cẩn thận nhận rõ văn bia nội dung, nhưng mà cái này văn bia là bị bên cắt xuống, phía sau chỉ có lẻ tẻ mấy chữ, từng tia nghĩa sâu xa, để cho hắn lĩnh ngộ. Hướng về phía toàn văn, càng nhiều hơn vẫn là đầu óc mơ hồ. Nhưng hắn giật mình, thần bí này bia đá nhất định ẩn giấu to lớn bí mật, có thể để cho siêu cấp cường giả cố ý đem bia đá chặt đứt, bất quá, vì sao không trực tiếp đánh nát đâu? Thì không muốn đánh nát vẫn là không cách nào đánh nát.
Diệp Thần trong lòng tất cả loại suy đoán đồng loạt hiện lên, không có nhận ra được chung quanh biến hóa. Giờ phút này, một đạo thân ảnh quỷ mị từ vậy đã mất đi sáng bóng ngọc đài hiện lên, chuyển hướng Diệp Thần phương hướng lúc đó, lại trong mơ hồ lộ ra lau một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Vậy quỷ ảnh quay đầu nhìn một cái cách đó không xa cổ mẫu, trong ánh mắt đồng dạng là buồn nôn cực kỳ chán ghét, nhưng vẫn đưa tay đem nó thu vào thân thể bên trong. Cơ hồ đồng thời, một bình huỳnh quang rơi nhận vậy dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, bất ngờ là quy luật thần khí. Dao găm nhận bên trên là lũ lũ thanh huy. Quỷ mị bóng người tận lực thu liễm dao găm tràn ra sát khí, tự thân hơi thở vậy toàn bộ thu liễm, trong quá trình hành động không có phát ra bất kỳ vang động, thậm chí không có bóng dáng, chỉ như vậy, từng bước một ở Diệp Thần sau lưng chậm rãi ép tới gần. Người nào? Cơ hồ là phản ứng tự nhiên, sẽ ở đó bóng người dao găm đâm về phía Diệp Thần trong nháy mắt, Diệp Thần lấy bia đá là bàn tay đẩy, toàn bộ thân hình một cái lột, đã thấy cái này thân ảnh quỷ mị. Bóng người không có bất kỳ lời nói, nguyên bản thu liễm hơi thở, lúc này toàn bộ hiện ra. Ở u ám sâu trong lòng đất, trên chủy thủ kia huỳnh quang phảng phất như là một ngọn đèn sáng. Diệp Thần sát kiếm sử dụng, mấy lần đụng vào chủy thủ này bên trên. Nhưng mà, cái này dao găm không đơn giản như vậy. Vượt xa Diệp Thần đã gặp quy luật thần khí. Một nửa vũ khí ở sát kiếm nhiều lần va chạm cùng mình lực lượng dưới, cũng sớm đã vỡ thể mà chết, lúc này cái này bình dao găm nhưng là càng ngày càng sáng, ánh sáng không giảm chút nào. Diệp Thần lại nữa hết lấy xem nhẹ. Tuyền Nhi, cho ta lực lượng, Nguyệt Hồn Trảm. Âm một tiếng, một đạo hỏa diễm ở Diệp Thần bề mặt điên cuồng thiêu đốt, đồng thời, đúng cái hải vực bên trong cũng tràn ngập sợ hãi hiêu khí. Đối mặt cường giả như vậy, Diệp Thần sẽ không có giữ lại chút nào. Cũng không có tư cách cất giữ. Hắn đem toàn bức tâm thần cũng dốc vào đến sát kiếm bên trên, sáng chói Nguyệt Hà, lượn lờ kiếm phong, một đạo tựa như có thể đem thế giới một phân thành hai ngân hà kiếm quang, bắn ra. Quỷ kia mị bóng người dao găm hoành vẽ ra một đạo linh quang, lại cùng Diệp Thần đạo kiếm quang thứ nhất va chạm dưới, đồng thời mất đi. Không lưu một chút dấu vết mất đi. Rồi sau đó, vậy thân ảnh quỷ mị, lại chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Hết thảy các thứ này, cũng cho người lấy cực kỳ hoang đường lại cảm giác không chân thật, tựa như mới vừa rồi phát sinh hết thảy cũng là ảo giác. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, cẩn thận nhìn bốn phía. Không có dấu vết, không có khí tức. Thân ảnh này tựa như cùng nó lúc xuất hiện vậy, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Nhưng Diệp Thần không phải gỗ, sẽ không liền đứng tại chỗ cùng hắn lại tới đánh lén. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ, cực kỳ buồn cười. Diệp Thần lời nói không ngừng, tựa hồ muốn dùng ngôn ngữ châm chọc đối phương xuất hiện. Tăng! Một đạo linh quang lần nữa phá vỡ hư không tới, một chiêu này cực nhanh, góc độ cực kỳ không tưởng tượng nổi, lại là từ phía sau bên phải hạ bên hướng lên đâm ra, trực tiếp xuyên qua Diệp Thần cẳng chân. Máu tươi chảy như dòng nước ở cát đá bên trên, thân ảnh kia như cũ không gặp bóng dáng. Nhưng bất thình lình chiêu thức, tựa như chính là đang đối với Diệp Thần khiêu khích. Mấu chốt Diệp Thần phát hiện, hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực, đối mặt với đối phương nhất kích, lại tốc độ khôi phục trở nên chậm. Diệp Thần lửa giận thiêu đốt trong lòng, nếu như là chính diện ứng địch, tuyệt sẽ không như vậy tình trạng. Chú ý! Đột nhiên, hư không biến dạng, một tiếng giọng nữ trong trẻo vang lên, một bình mảnh khảnh trường kiếm đã đem vậy xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng dao găm đẩy ra. Tư Thanh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần nhìn về phía cái này giúp hắn thoát khốn cô gái, hơi kinh hãi, để cho hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh đoạn thời gian này vẫn không có hiện thân. Ngươi tu vi, lại đột phá. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, thân thể mềm mại trên, nhất thời tản mát ra cổ xưa chiến ý. Đây là thuộc về nữ võ thần chiến ý. Khoáng đạt, bàng bạc. Mạnh mẽ, nghiền ép hết thảy. Đoạn thời gian này, ta theo dõi luân hồi ngược dòng bàn, suy diễn sau lưng nhân quả, tìm thần bí bia đá, mới tìm đến chỗ này. Kỷ Tư Thanh giải thích, nàng đôi mi thanh tú nhỏ xúc, ngày này cơ hội mờ mịt, còn có thượng giới ân cừu, lúc này nàng cũng không thể hướng Diệp Thần đạo minh ngọn nguồn. Từng luồng hừng hực kim quang, không ngừng từ Kỷ Tư Thanh trong cơ thể tách thả ra ra. Thánh quang chúc phúc, như thái thượng chư thần đích thân tới. Ta là Xí Thiên Sứ, uy sắp chín tầng trời. Từng tiếng cuồn cuộn ngâm sướng,
Từ Kỷ Tư Thanh trong miệng phát ra, từng luồng kim quang, ở sau lưng nàng diễn hóa thành một đôi thần rực. Hô! Vỗ cánh một cái, gió lớn đột ngột, bốn phương vực sâu bên trong, truyền ra chư thần khen ca. Kỷ Tư Thanh cả người, phảng phất là truyền thuyết thần thoại bên trong thần nữ, uy lâm phàm trần, rơi vào Diệp Thần bên người. Ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, loáng thoáng còn có thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên bóng người. Kỷ Tư Thanh thái thượng thiên rực cháy nói, hóa thân trong truyền thuyết thần nữ, vỗ cánh một cái, thân pháp tốc độ vượt qua hết thảy, ngay tức thì từ trên 9 tầng trời bạo cướp xuống, nóng rực chói lọi chiếu sáng vực sâu, như mãi mãi vĩnh tồn chư thần. Vậy gặp nạn bản u ám lòng đất, ở nơi này dưới quang huy, thông suốt như ban ngày. Kỷ Tư Thanh khóe miệng nhếch một cái mỉm cười, cả người đã phi thân lướt qua. Bắt ngươi! Vậy nguyên bản ẩn núp tại vô hình quỷ mị bóng người, lúc này bất ngờ đang bò lổm ngổm ở Diệp Thần bên người, chủy thủ trong tay hoành thả, hiển nhiên lại là dự định đánh lúc bất ngờ. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Động thủ, Kỷ Tư Thanh hướng Diệp Thần hô. Kỷ Tư Thanh ánh mắt sắc bén, lại có nữ võ thần sức mạnh to lớn thêm thân, nếu như và Diệp Thần liên thủ, có thể trực tiếp đem cái này thần quỷ vô hình đổ chôn vùi. Được. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết sôi trào, có Kỷ Tư Thanh ở bên cạnh, hắn vậy cảm thấy cực lớn lòng tin, như có bữa thần chúc phúc, tựa như hết thảy kẻ địch, hết thảy gặp trắc trở, đều có thể chiến thắng. Lần này, thật đơn giản một kiếm, nhưng là lực lượng trình độ cao nhất. Kỷ Tư Thanh trong tay vậy sử dụng chu tước phi kiếm, thái thượng thiên rực cháy đạo bùng nổ đến mức tận cùng, ánh sáng vô cùng hừng hực, vô cùng sáng chói, như có từng cái chu tước, từng cái thiên sứ, đang không ngừng bay xoáy múa, tốt vô cùng xem. Thân ảnh quỷ mị ở giáp công dưới lật đật chạy trốn, thân hình vừa chuyển, tựa hồ muốn tiếp tục hư hóa né tránh. Không có cơ hội. Diệp Thần sát kiếm phong tỏa hắn hư hóa phương hướng, trực tiếp đem thân hình hắn đóng vào trên ngọc đài. Không có ngọc tủy chống đỡ, ngọc đài bị như vậy nặng đụng, ngay tức thì văng tung tóe ra. Dao găm lần nữa ngang qua ra, lại là trước khi chết phản công. Ngập trời diệt sát khí, vô số quỷ ảnh ngọn lửa, toàn bộ đầu rót đến chủy thủ này bên trong, vậy quỷ ảnh tự thân toàn bộ ý chí võ đạo, lúc này vậy hoàn toàn dung nhập vào đi vào. Oanh! Một cây dao găm, giống như núi lửa bộc phát như nhau, quỷ mị năng lượng nổ tới cực điểm, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không ngừng nướng trước không gian, đem đúng cái hải vực cũng dâng lên một mảnh sương mù. Đối mặt cuối cùng phản công, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh tự nhiên sẽ không có lùi bước chút nào. Diệp Thần Nguyệt Hồn Trảm và Kỷ Tư Thanh Xí Thiên Chu Tước Kiếm, như cũng chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng giết hướng vậy lăn lộn dao găm. Bốn phía đáy biển hầm đá, xuất hiện một cái to lớn nứt ra xương sống, lại liền không gian quy luật, ở trong một cái chớp mắt này đều bị kích động đung đưa. Cát đá từ từ bình tĩnh lại, quỷ kia mị bóng người hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mạng. Diệp Thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Thanh. Thở dài nói, Tư Thanh, đoạn thời gian này ngươi đi đâu? Ngươi tu vi. Kỷ Tư Thanh trên mặt đỏ ửng, Diệp Thần, ta có mình sứ mạng, mỗi thức tỉnh một phần chia trí nhớ kiếp trước, ta liền biết ta tiếp theo nên làm cái gì. Hôm nay vực ngoại thiên đạo thay đổi, để cho ta tu vi vậy đột phá không thiếu, trí nhớ của kiếp trước vậy khôi phục phần lớn. Diệp Thần, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, Đông Hoàng Thiên Điện Điện Chủ đã đột phá, hai vị trưởng lão bỏ mình. Sợ rằng phải không được bao lâu sẽ đối với ngươi khai chiến. Thậm chí là đối với Bắc Lăng Thiên Điện khai chiến. Tốt lắm, ta lần này là thăm dò bia đá tới. Kỷ Tư Thanh nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn về phía vậy còn sót lại một nửa bia đá. Tấm bia đá này đúng là có cổ quái, chỉ tiếc chỉ còn lại cái này một nửa. Diệp Thần tiếc nuối nói. Nghe lời nói này, Kỷ Tư Thanh lộ ra vẻ mỉm cười. Ta biết một nửa kia ở nơi nào. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, thần bí này văn bia tất nhiên ẩn chứa đại bí mật động trời bí mật, trước hắn còn là không thể hiểu thấu đáo thiên cơ mà buồn bực, lúc này nghe Kỷ Tư Thanh nói như vậy, tự nhiên có chút kích động. Quá tốt! Diệp Thần mới ra nói, nhưng lại nghĩ tới hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào dung chuyển tấm bia đá này, không khỏi được lại bất an nói. Có thể, tấm bia đá này giống như là dài trên đất như nhau, không có cách nào di động. Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười, diễn cảm bên trong nhưng là tràn đầy tự tin, ta có biện pháp. Diệp Thần xem nàng vẻ mặt như vậy, tự nhiên biết đây là sơn nhân tự có diệu kế, muốn đến nàng đã có di động bia đá phương pháp. Mượn ngươi máu tươi dùng một chút.
Kỷ Tư Thanh sắc mặt ôn hòa, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Thần, nhưng không có chút nào muốn ý giải thích. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lập tức xòe bàn tay ra, ngón tay là mang, ở lòng bàn tay rạch ra một vết thương. Máu tươi ngay tức thì dọc theo tay văn nhỏ xuống, cơ hồ nối thành tuyến giống vậy giọt hướng cát đá. Kỷ Tư Thanh ngón tay động một cái, một chút màu bạc trắng nguyên khí, tạo thành một tầng bảo vệ che chở, đem máu tươi kia nâng lên, chậm rãi phiêu hướng vậy phương thạch bia. Máu tươi đang bảo vệ cái lồng dưới tác dụng, tạo thành một cây vô cùng là mảnh khảnh sợi tơ. Tăng! Diệp Thần sau khi kinh ngạc, mới phát hiện huyết dịch này ngưng tụ mà thành sợi tơ uy năng lại khổng lồ như vậy, trực tiếp từ phần đáy đem vậy bia đá rất miễn cưỡng cắt đứt. Kỷ Tư Thanh trong tay nguyên khí lần nữa thật cao nâng lên, đem vậy gãy lìa bia đá tầng tầng bọc lại, rồi sau đó đã lặng lẽ thu vào tự tại thiên bên trong. Không nghĩ tới ta huyết dịch này, còn có tầng này diệu dụng à? Diệp Thần nâng lên vẻ mỉm cười, phảng phất là làm trò đùa vậy nói. Ta đột phá tu vi, thấy được đời trước một ít cảnh tượng, đi qua trận pháp suy diễn, tính ra tấm bia đá này hẳn cùng đời trước luân hồi chi chủ có chút sâu xa, cho nên ngươi huyết mạch này đối với tấm bia đá này, chính là tốt nhất đồ sắc bén. Diệp Thần gật đầu, khó trách hắn sát kiếm không tạo thành bất kỳ tổn thương, cảm tình coi như là nguyên binh, ở tấm bia đá này trước mặt, có thể vậy kém hơn hắn cái này cả người luân hồi huyết mạch à. Nói như vậy, tấm bia đá này là đời trước ta chém đứt. Diệp Thần nghi ngờ, nếu là luân hồi huyết mạch có thể đối với bia đá tạo thành như ảnh hưởng này, vậy chém đứt bia đá người, liền lộ ra thấy rõ. Có lẽ đi. Kỷ Tư Thanh khẽ thở dài, chờ chúng ta biết được cái này văn bia dưới hàm nghĩa, có lẽ cũng biết là ai chém đứt bia đá. Diệp Thần gật đầu, đồng ý nàng thuyết pháp này. Một nửa kia bia đá ở hoang bắc cốt địa, ta. Ngươi. Hai người cơ hồ là đồng thời trầm mặc lại, gặp nhau vui sướng. Để cho hai người không thôi chia lìa. Ta cùng ngươi đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói. Ừ, tốt. Kỷ Tư Thanh hiển nhiên biết Diệp Thần tâm tư, nhẹ nhàng cầm Diệp Thần cánh tay, trên mặt rơi xuống lau một cái đỏ ửng, ánh mắt quyến luyến nhìn Diệp Thần, ngay sau đó nhoẻn miệng cười. Đi. Nửa ngày sau. Hoang bắc cốt địa. Gào thét lạnh thấu xương gió lạnh lôi cuốn băng xương khí, hoang bắc cốt địa hết sức âm lãnh thê lương. Sơ xác tiêu điều cảnh tượng không một không ký hiệu nơi này đã từng là một khối máu tươi rầm rề chiến trường. Trên một triệu năm yên lặng xuống hài cốt, lúc này đã sớm phong hóa, ở nơi này gió lạnh cuộn sạch bên trong, chân tay gãy tứ tán, từng cục hài cốt, phân bố ở toàn bộ hoang bắc cốt địa, chân đạp ở trên đó thậm chí có thể cảm giác được xương bị nghiền nát thanh âm. Kỷ Tư Thanh tay cầm một khối bát quái trôi lơ lửng ấn, phía trên linh động con rắn nhỏ, đang hướng một phương hướng nhao nhao muốn thử. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, chặt bảo vệ ở Kỷ Tư Thanh bên người, vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh. Cái này hoang bắc cốt địa, hắn cũng là lần đầu tiên đặt chân, không biết trong đó phải chăng có nguy hiểm không biết, cho nên không có tạm thời buông lỏng cảnh giác. Tìm được. Kỷ Tư Thanh kêu lên một tiếng, vui sướng tỉnh giật tại bày tỏ. Ở đó mịt mờ hoang bắc cốt địa bên trong, bất ngờ có một phe thần bí bia đá ẩn núp ở vân vân mộ bia bên trong. Nhưng nếu không phải Kỷ Tư Thanh trong tay bát quái trôi lơ lửng ấn chỉ dẫn phương hướng, bọn họ hai người muốn ở nơi này mênh mông hoang bắc cốt địa, tìm được cái này nửa tấm bia đá, thật sự là giống như mò kim đáy biển. Diệp Thần bước ra một bước, đi tới trước, vậy nửa tấm bia đá lên văn bia kiểu chữ, cùng trước kia hồn táng hải vực kiểu chữ hoàn toàn nhất trí. Kỷ Tư Thanh đã đem một nửa kia bia đá cầm ra, ở nguyên khí bảo vệ che chở dưới tác dụng, từ từ hướng ngoài ra nửa tấm bia đá di động. Diệp Thần tín niệm động một cái, mậu thổ nguyên phù phát động, nồng đậm mậu thổ nguyên khí, điên cuồng bạo trào ra, toát ra ngập trời ánh sáng vàng, tạo thành một đạo to lớn ánh sáng vàng kiếm trận, ùng ùng bao trùm đến bia đá chung quanh. Có mậu thổ nguyên khí bảo vệ, bỏ mặc bia đá bên trong cất giấu bí mật gì, bọn họ cũng không sợ người khác mơ ước. Va chạm, dung hợp, kim quang chợt hiện. Hai tấm bia đá ở va chạm trong nháy mắt, hợp phùng chỗ lưu chuyển ra màu vàng kim sáng bóng. Vậy sáng bóng giống như 10 phần cường lực kim ô mang, để cho người không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh bia đá đã phơi bày ở hai người trước mặt, không có bất kỳ khe hở, tựa như hai người chưa bao giờ bị chia nhỏ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thời gian đầu tiên đem Kỷ Tư Thanh bảo vệ ở sau lưng.
Diệp thần, không có sao, là màn sáng phát ra thanh âm. Nguyên bản vậy dung hợp mà thành bia đá, lúc này đã hình thành một bộ màn sáng to lớn. Màn sáng kia lưu chuyển, lại chính là bia đá này tạo thành quá trình. Diệp thần trợn to hai mắt, hắn bất ngờ ở màn sáng này bên trong, thấy được đời trước mình. Màn sáng bên trong luân hồi chi chủ, nửa người trần truồng, cường hãn thân thể bên trên kinh mạch phơi bày ra màu xích kim đường vân. Một bình lưỡi dao sắc bén từ luân hồi chi chủ trong tay hiện lên, rồi sau đó hắn lại là trực tiếp đem huyết mạch từ trong thân thể bóc ra. T. Kỷ Tư Thanh không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây nên có nhiều đau à, có trí nhớ của kiếp trước, lúc này nàng lại là có chút tại tim không đành lòng. Luân hồi chi chủ đem bóc ra huyết mạch truyền bá đến một tảng đá lớn bên trên, rồi sau đó huyết dịch kia hóa là đao kiếm, lật bay dưới, hình thành 10 tấm bia đá. Diệp thần ngay tức thì phát hiện, cái này 10 tấm bia đá không phải là luân hồi huyền bi hình thức ban đầu sao. Luân hồi huyền bi là mình kiếp trước chế tạo. Màn sáng bên trên luân hồi chi chủ tựa hồ là mặt lộ vẻ buồn nghi nhìn về phía trước mắt bia đá. Xem ra cái này luân hồi huyền bi sau lưng ẩn núp luân hồi mê, coi như là năm đó luân hồi chi chủ, cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo à. Diệp thần thở dài nói. Kỷ Tư Thanh gật đầu, sâu sắc cho là đúng nói, không sai, cái này 10 khối luân hồi huyền bi sau lưng nhất định ẩn giấu to lớn bí mật. Người xem, ở luân hồi chi chủ huyết mạch thấm nhuần dưới, luân hồi huyền bi ra đời. Nói như vậy sáng tỏ, tại sao ta huyết dịch có thể dễ như trở bàn tay cắt đứt vậy bia đá? Kỷ Tư Thanh gật đầu, tiếp tục xem màn sáng này bên trong cảnh tượng biến hóa. Cái này một khối trong đó luân hồi huyền bi, lại là luân hồi chi chủ cố ý đặt ở hoa hạ. Diệp thần trầm ngâm nói, xem ra kiếp trước luân hồi chi chủ bố trí thật rất lớn, vượt xa ư hắn tưởng tượng, mà đây khối dùng để trấn thủ hoa hạ luân hồi huyền bi, muốn đến chắc cũng là trong cuộc mấu chốt. Những thứ khác luân hồi huyền bi chỉ như vậy tán lạc thế gian, năm đó ngươi cố ý lưu lại hết thảy các thứ này, có lẽ chính là muốn nói cho ngươi, luân hồi huyền bi xa không có đơn giản như vậy. Kỷ Tư Thanh thở dài, có chút ưu sầu nói. Diệp thần ngưng mi không nói, luân hồi huyền bi tiếp hỏi liên tục đời, cùng với thần bí này bia đá mang tới kiếp trước màn sáng, để cho hắn cảm giác được thời gian cảm giác cấp bách. Khoảng cách dò thám biết đời trước luân hồi chi chủ bố trí, có thể càng ngày càng gần. Hắn có rất cảm giác mãnh liệt, có lẽ ngay tại không lâu, vậy cuối cùng đề thách đố đem sẽ vạch trần. Cùng ta hồi Thái Huyền trận môn đi. Diệp thần nhìn Kỷ Tư Thanh thanh tú mặt mũi, nếu như có thể, hắn hy vọng Kỷ Tư Thanh có thể cùng hắn cùng nhau, giống như kiếp trước vậy, lẫn nhau bảo vệ lẫn nhau bầu bạn. Kỷ Tư Thanh lắc đầu, sắc mặt nhưng có chút do dự, nàng dĩ nhiên chẳng muốn nhanh như vậy cùng Diệp thần chia lìa. Nhưng là nàng đã dòm ngó dò được trí nhớ của kiếp trước, thậm chí năm đó luân hồi chi chủ một phần chia bố trí, cũng đã lặng lẽ biết được. Cái này nhất thế, nàng đã là người trong cuộc. Cho nên, nàng sẽ giống như khúc trầm yên như nhau, dũng cảm hoàn thành thuộc về nàng sứ mạng. Giống như năm đó khúc trầm yên bảo vệ luân hồi chi chủ như nhau, đi bảo vệ Diệp thần. Nghĩ tới này, Kỷ Tư Thanh diễn cảm đổi được kiên quyết có lực. Tư Thanh, người có phải hay không nghĩ tới điều gì? Thấy sắc mặt nàng kinh chuyển, Diệp thần có chút lo âu hỏi. Không có sao, ta chính là thức tỉnh trí nhớ, cho nên ở nơi này nhất thế, có một số việc phải đi làm. Diệp thần nhẹ nhàng ôm qua nàng bả vai, bỏ mặc đời trước luân hồi chi chủ là dùng cái gì tâm tính bố cục, nhưng cái này nhất thế hắn là Diệp thần, thế đạo này bỏ mặc chật vật đi nữa, hắn đều phải dùng mình phương thức đi xuống. Ồ, Kỷ Tư Thanh khẽ hô một tiếng, giờ phút này nàng cùng Diệp thần như vậy thân cận, bất ngờ phát hiện Diệp thần trên mình lại giăng đầy u ám tai khí. Chu tước bóng sáng ở trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên hiện lên, lại không có bất kỳ uy áp lực. Thái thượng thiên rực cháy đạo ánh sáng rực rỡ, bao phủ ở Diệp thần trên thân hình. Thế nào? Diệp thần nhìn nàng đột nhiên nguyên khí phóng thích, đầu đầy mê hoặc, cũng là suy nghĩ mãi không xong. Không có sao, Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, Diệp thần trên mình đúng là phân bố tai nạn khí, nhưng nếu lúc này nói cho Diệp thần, chỉ sẽ bỗng dưng gia tăng hắn lo lắng. Nếu như, người thượng có thời gian, cùng ta đi một chỗ, được không? Kỷ Tư Thanh suy nghĩ. Mình cũng không thể một mực cùng ở Diệp thần bên người, Diệp thần ở thiên nhân vực kẻ thù thực ra quá nhiều, Đông Hoàng Thiên Điện là một cái uy hiếp, Minh Long Thần Điện cũng là uy hiếp, thậm chí còn Hồng Thiên Kinh, Đế Thích Thiên,
Huyền Cơ Nguyệt các người đều là uy hiếp. Bắc Lăng Thiên Điện cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Diệp Thần nếu như do người nọ bảo vệ, tự nhiên sẽ an toàn hơn. Nếu như người nọ đáp ứng che chở Diệp Thần một lần, cũng coi là cho liền Diệp Thần một đạo bảo vệ tánh mạng phù. Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, hắn cảm thấy Kỳ Tư Thanh nhất định có nỗi niềm khó nói, hơi có chút lo lắng, liền chút nào không nghi ngờ, lập tức đáp ứng. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở Thiên Nhân Vực một tòa núi sâu bên trong. Thiên Nhân Vực lại còn có như vậy u tĩnh núi rừng. Diệp Thần ngự kiếm đứng ở đó cụm núi thương thúy tới giữa, hơi có chút cảm thán nói. Ừ, Kỳ Tư Thanh sắc mặt nhưng là có chút nghiêm túc, trong lòng phảng phất là đè đá lớn vậy. Cụm núi mênh mông, vô số lục lâm thấp thoáng ở thương khung dưới, thỉnh thoảng núi kia tước minh tiếng từng cơn, đưa tới vô số tấn công cánh tiếng. Một khối bốn góc lương đình, màu băng lam màn che theo gió chập chờn, ở nơi này cụm núi bên trong càng lộ vẻ đột ngột. Một khúc róc rách như nước chảy đàn cổ tiếng lưu chuyển ra, lạnh lẽo thiết thiết âm sắc, tựa như ở u thán thế gian không biết làm sao. Nghe được tiếng đàn, Kỳ Tư Thanh sắc mặt càng cổ quái. Hồi lâu sau đó, mới quay đầu đối với Diệp Thần nói, đây là ta đời trước một đoạn nhân quả, người ở nơi này chờ ta. Diệp Thần lo lắng nhìn Kỳ Tư Thanh, bằng trực giác của hắn, người nọ tu vi nhất định không có ở đây thái chân cảnh dưới. Mấu chốt nếu như đối phương là Kỳ Tư Thanh bằng hữu, Kỳ Tư Thanh lại thế nào sẽ có loại biểu tình này? Nhìn ra Diệp Thần cự tuyệt, Kỳ Tư Thanh kiên định nói, người yên tâm, nàng sẽ không đối với ta như thế nào, Diệp Thần, nhớ, ngươi. Ở bất cứ lúc nào cũng không nên ra tay. Diệp Thần lắc đầu, Kỳ Tư Thanh cũng là hắn nghịch lân, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho nàng ở mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Nàng tên là Trung Yên Khê, ta cùng nàng đã quen biết mấy chục ngàn năm. Chuyến này cũng là ta tới đòi nợ, ngươi. Kỳ Tư Thanh thở dài, vẫn kiên trì nói, ngươi vô luận như thế nào cũng không nên ra tay. Ngươi thề. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn Kỳ Tư Thanh. Đối phương ít có như vậy thất thường thời điểm, lúc này vậy cảm thấy lấy đời trước khúc trầm yên nữ chiến thần thực lực cảnh giới, có thể cùng nàng quen biết vạn năm người, muốn đến cũng sẽ không có nguy hại, chỉ có thể nhắm mắt thề. Kỳ Tư Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu luyến nhìn một cái Diệp Thần, rồi sau đó phi thân lên lương đình. Hôm nay sáng sớm, chim tước ông Minh. Một vị mệnh giá bọc cái khăn che mặt cô gái ngồi ngay ngắn ở một khối đàn cổ sau đó, thấy Kỳ Tư Thanh tới đây vậy không ngẩng đầu lên. Chỉ là thanh thản nhiên nói. Mấy chục ngàn năm không gặp, thái chân cảnh mà thôi. Kỳ Tư Thanh hơi một cảm giác, lộ ra lau một cái nụ cười châm chọc, thực lực cũng không có nhiều ít tăng lên à. Ha ha! Trung Yên Khê ngón tay lộn một cái, du dương đàn cổ tiếng lần nữa bay đánh ra, mang từng tia nguyên khí, lại trực tiếp hướng Diệp Thần phương hướng chử bắn ra. Chu tước đồ sộ ảnh xuất hiện, một móng liền đỡ được cái này một cái tiếng đàn. So với các ngươi mà nói, đủ. Trung Yên Khê lúc này mới vừa ngẩng đầu, hai tròng mắt hiện ra hết màu u lam màu sắc, một mắt nhìn tình mị sắc lưu chuyển, muốn đến cái này sợi bông dưới nhất định là khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Chỉ là con mắt nhưng là cao lãnh, một bộ mắt nhìn xuống vạn vật nhìn bằng nửa con mắt khinh thường từ nàng thần thái hiện ra hết ra. Năm đó người ta từng có một đạo cam kết, người có thể còn nhớ. Kỳ Tư Thanh không thèm để ý chút nào Trung Yên Khê thái độ. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn luôn là cái này bức xanh nhân vật cận dáng vẻ. Hừ, ta lấy vì ngươi đã sớm quên. Trung Yên Khê thon dài hai ngón tay ở đàn cổ bên trên chập chờn, cái này đàn cổ lại cũng là một kiện quy luật thần khí. Ở du dương đàn cổ trong tiếng, một to lớn dị thú hình dáng từ từ ngưng tụ mà thành. Xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, đang theo vậy đàn cổ tiết tấu nhanh nhẹn múa lên, chỉ là không nhìn ra vậy dị thú khuôn mặt. Thiên Nhân Vực, thượng cổ thần thú Đế Giang. Đứng ở đàng xa Diệp Thần hơi kinh hãi. Chỉ là vạn năm không có xuất hiện qua thế gian, không nghĩ tới cô gái này vẫn còn có cái này Đế Giang thần thông. Kỳ Tư Thanh tựa hồ là đối với cái này Đế Giang hết sức quen thuộc vậy, cũng không có thời gian đầu tiên làm ra phòng ngự, mà là có chút hoài niệm nhìn nó. Vạn năm thời gian, vội vàng rồi biến mất, Trung Yên Khê nhưng mấy chục ngàn năm như một ngày canh giữ ở chỗ này. Luận đạo tim. Nàng quả thật càng thuần túy. Trung Yên Khê nhưng không có chút nào cấp cho Kỳ Tư Thanh nhớ thuở xưa thời gian, Đế Giang to lớn vũ dực đã sôi trào ra, bao quanh màu đỏ thẫm ngọn lửa, phun thẳng hướng Kỳ Tư Thanh mặt. Kỳ Tư Thanh sóng mắt lưu chuyển, một cái nghiêng người,
đã đem cái này đế Giang Thế Công tránh đi. Xí Thiên Chu Tước, cổ xưa thương vàng khí vân, che đậy bầu trời, vô số ánh lửa ở tầng mây kiếm cháy. Trên 9 tầng trời, truyền tới Chu Tước kêu. Lúc này Kỷ Tư Thanh huy hoàng như Chu Tước, mênh mông như cổ thần, trong khí tức hiện ra hết thượng cổ nữ chiến thần uy áp. Trung Yên Khê tựa hồ là khinh thường vậy, ngón tay nhẹ nhàng móc một cái. Vốn là xích hỏa đế giang, lúc này quanh thân ngọn lửa quấn quanh, sáu đủ rơi vào phù không bên trong, tạo thành một đóa đóa nướng dấu chân. Hống! Lao nhanh mà khí thế chưa từng có từ trước tới nay, ở nơi này thượng cổ nữ chiến thần trước mặt vậy tơ không sợ hãi chút nào. Thương Thúy cụm núi thấp thoáng dưới, cái này lao nhanh mà đến xích hỏa đế giang, tựa như cùng là hỏa kỳ lân vậy, nhanh như điện chớp uy lực, để cho cả ngọn núi lên cây cối cũng sau đó đung đưa. Hai đầu vô thượng hung thú va chạm. Ánh lửa cùng kim quang cháy cảm, tạo thành một đạo khí trạch nồng đậm vòng sáng, văng tung tóe ra, dọc đường tất cả cây cối toàn bộ bị chặn ngang chém đứt. Chu Tước ánh sáng đẹp lung linh vũ rực cùng đế giang ánh lửa kia tô điểm bốn cánh. Khí tức nóng bỏng đập vào mặt, Diệp Thần cũng không nhịn được sử dụng bảo vệ bình phong che chở, bảo vệ quanh thân. Nhưng Kỷ Tư Thanh cùng Trung Yên Khê cái này hai cái thân ở giữa nhất người, sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là chiêu thức càng sắc bén. Xí Thiên Chu Tước Kiếm. Từng chuôi Chu Tước Kiếm do thiên địa nguyên khí ngưng luyện mà thành, lúc này bò lổm ngổm ở Kỷ Tư Thanh dưới chân, chỉ đối nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ chém về phía Trung Yên Khê. Ánh sáng vô cùng hừng hực, vô cùng sáng chói, chuôi này chuôi lưỡi dao sắc bén, giống như một tôn tôn mô hình nhỏ Chu Tước, ở nơi này phù không bên trong tản ra vô thượng dây cước. Đế Giang Bắt Phân Võ. Trung Yên Khê một tiếng cười khẽ sau đó, theo nàng nhàn nhạt lời nói, trong hư không xích hỏa đế giang lúc này đã phân hóa ra 8 cái phân thân. Mỗi một tôn cũng giống như bổn tôn như nhau, xích diễm lưu hỏa tản ra vậy uy áp. Đàn cổ róc rách tiếng, tựa hồ là ở làm cho này cửu tôn đế giang chỉ minh phương hướng. Ở nơi này Thương Thúy tới giữa, cửu tôn đế giang hôi tay múa chân hướng Kỷ Tư Thanh đi. Khí tức nóng bỏng, phiêu giật xuất trần làm liền một mạch nhịp điệu. Quanh quẩn ở đế giang trên mình vậy thiên ti vạn lũ ngọn lửa ánh sáng. Đỏ thấm, cơ hồ ngâm mắc nửa thương khung. Chu Tước kiếm ở ngay tức thì hóa hình tôn tôn phi hành Chu Tước, bắn về phía gần đây đế giang. Hống! Cửu tôn đế giang cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng gào thét, đã gần người Chu Tước kiếm nhỏ đã toàn bộ rơi xuống. Kỷ Tư Thanh vội vàng tay cầm Chu Tước phi kiếm, thái thượng thiên dực cháy đạo bùng nổ đến trình độ cao nhất, chọn hướng nàng cho là đế giang bản thể. Diệp Thần một chuôi sát kiếm cơ hồ đã nắm trong tay, Kỷ Tư Thanh thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng lúc này đối với cái này thái chân cảnh cường giả, cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Ai? Ngại vì trước Kỷ Tư Thanh để cho Diệp Thần lập được thiên đạo lời thề, Diệp Thần lại không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể tiêu trước nhìn chiến cuộc. Không phải bản thể. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Kỷ Tư Thanh đã xác định, nhưng lúc này nàng muốn lui đã muộn. Tám tôn đế giang hư ảnh đã toàn bộ trở về bản thể bên trong, mà bản thể bốn cánh đột nhiên bộc phát ra cường đại uy năng, trực tiếp đem Kỷ Tư Thanh oanh đánh ra ngoài. Ngươi thực lực còn chưa bước vào thái chân cảnh, cần gì phải cưỡng cầu. Trung Yên Khê tựa hồ khá có chút tiếc nuối nói, thủ đạo vạn năm, nàng còn lấy là hôm nay có thể thống khoái chiến một tràng. Cho dù không có khôi phục, đối với ngươi dư sức có thừa. Kỷ Tư Thanh châm biếm lại. Dẫu sao là thượng cổ nữ chiến thần chuyển thế, nàng là tuyệt sẽ không ở đây về khí thế nhận thua. Cho nên, ngươi là muốn dùng cái này vạn năm ước hẹn, để cho ta bảo vệ ngươi. Trung Yên Khê khinh miệt nói. Bảo vệ thượng cổ nữ chiến thần, ngược lại là thú vị. Phúng gai, khinh thường, còn có chế nhạo. Không phải. Kỷ Tư Thanh lắc đầu, ta dùng cái này vạn năm ước hẹn, cùng ngươi ước định, bảo vệ bạn ta một lần. Bảo vệ bạn ngươi, là hắn sao? Trung Yên Khê ngón tay nhỏ nhắn, hướng Diệp Thần phương hướng chỉ một cái, che giấu ở sau lưng đàn bà, cũng coi là người đàn ông. Ngươi không cần phải để ý đến như thế nhiều, chỉ cần thực hiện cam kết liền tốt. Kỷ Tư Thanh trầm mặt, trong tay Chu Tước phi kiếm như cũ chặt nắm chặt trong tay. Ban đầu ta là đã đáp ứng, chỉ cần ngươi cùng ta đánh một tràng, ta liền đáp ứng ngươi một chuyện, nhưng mà... Trung Yên Khê nhưng lắc đầu một cái, hôm nay ta còn không có đánh đủ. Thái thượng thiên dực cháy đạo pháp thì lần nữa ngưng luyện ở Chu Tước phi kiếm bên trên, Kỷ Tư Thanh sắc mặt lạnh như băng,
vậy chúng ta tiếp tục. Diệp Thần chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn Kỷ Tư Thanh, nhưng chút nào không nghe rõ các nàng đang nói gì. Nhưng hắn mơ hồ đoán được cái gì. Kỷ Tư Thanh đây cũng là cần gì phải. Mình thật cần phải bảo vệ. Đường đường thượng cổ nữ chiến thần, vì một cái không còn dùng được người đàn ông. Trung Yên Khê hiển nhiên đối với Kỷ Tư Thanh hành vi suy nghĩ mãi không xong, nàng không rõ ràng tại sao mình biết không phải là đối thủ của mình, đối phương nhưng còn như thế cố chấp. Ta sẽ không nương tay. Trung Yên Khê dứt lời, đầu ngón tay nhịp điệu toàn bộ lật bay ra. Xích hỏa đế giang sôi trào ra, lưu chuyển ánh sáng màu đỏ thẫm, ngưng tụ ở giữa đất trời này nồng đậm nguyên khí, càng nhức mắt lóa mắt. Đế giang đủ đạp. Đế giang sáu chân lúc này mỗi cái bàn chân bên trên cũng cháy nồng đậm ngọn lửa oai. Nhất hạ, lưỡng hạ, tam hạ. Kỷ Tư Thanh tim đã sớm rối loạn, lúc này toàn bằng một hơi cứng rắn chống đỡ. Vì Diệp Thần, nàng không thể nhận thua. Trung Yên Khê nếu như có thể bảo vệ Diệp Thần một lần, vậy hắn tai nạn khí một kiếp này, cũng có thể tránh thoát. Nháy mắt tức thì, Kỷ Tư Thanh đem Chu Tước Phi kiếm để ngang đỉnh đầu, chống cự cái này xích hỏa đế giang công kích. Diệp Thần thấy một màn này trong lòng đã thiêu đốt lên cơn giận đốt trời, sát kiếm sử dụng, chuẩn bị cứu Kỷ Tư Thanh. Phốc! Một ngụm máu tươi từ Kỷ Tư Thanh trong miệng phun ra, đối mặt cái này thái chân cảnh cơ hồ nghiền ép thế công. May là nàng kiếp trước dùng mọi cách huy năng, lúc này không có đạt tới đỉnh cấp, cũng là không có biện pháp chút nào. Khúc thôi, âm ngừng. Phù không ở giữa xích hỏa đế giang lúc này bóng người đã dần dần tiêu tán, chỉ là lưu lại uy áp cùng nóng bỏng, thời khắc nhắc nhở người trong cuộc, mới vừa phát sinh một màn. Ta tiếp chiêu này, coi như người đáp ứng ta, ở hắn nguy cơ lúc đó, bảo vệ hắn một lần. Kỷ Tư Thanh nửa quỳ ở phù không bên trên, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt nhưng sáng quắc nhìn về phía Trung Yên Khê, tựa như muốn có được nàng câu trả lời khẳng định. Lúc này đã phi thân đến Kỷ Tư Thanh bên người Diệp Thần, đem Kỷ Tư Thanh nói nghe cái kết kết thật thật. Sắc mặt lại là âm tình bất định, đối với Kỷ Tư Thanh thương tiếc tình, sâu hơn. Đây là cần gì phải? Tư Thanh, ngươi làm như vậy, chính là vì để cho nàng bảo vệ ta một lần. Ngươi không tin ta. Diệp Thần đem Kỷ Tư Thanh ôm vào trong ngực. Trong lòng không khỏi được than thở một tiếng. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta chỉ bất quá muốn dùng đã từng là cam kết, đổi một phần an lòng. Trung Yên Khê trong trẻo lạnh lùng mà khinh miệt mắt nhìn xuống, nhìn một cái Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, sau đó, môi đỏ mọng phát hỏa. Ta đáp ứng ngươi. Nói xong, nàng quay lại vừa nhìn về phía Diệp Thần, nàng cùng đời trước vậy ngu, mạng ngươi không tệ. Nhưng mà, giờ khắc này, Diệp Thần nhìn về phía Trung Yên Khê, đưa tay đem Kỷ Tư Thanh máu tươi trên khóe miệng lau đi. Hắn vậy lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn Trung Yên Khê, gằn từng chữ. Ta Diệp Thần, không cần ngươi cùng bọn chuột nhắt tới bảo vệ. Lời nói rơi xuống, thế giới tựa như vào giờ khắc này yên lặng. Rồi sau đó bùng nổ. Ngươi nói gì sao? Trung Yên Khê nghe lời nói này giận dữ vượt quá, coi như là thời kỳ toàn thịnh khúc trầm yên. Cũng không dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Diệp Thần không có để ý Trung Yên Khê, hắn ôn nhu nhìn một cái Kỷ Tư Thanh, ngươi thật khờ. Sau đó, ngẩng đầu lên, sắc bén con người đưa mắt nhìn Trung Yên Khê, Tư Thanh cùng ta nói muốn đến nơi hẹn, ta lấy là sẽ là cái tu vi đoan chính bạn bè, không nghĩ tới là ngươi như vậy. Biết rõ Tư Thanh thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, còn hạ nặng tay bầm tím cùng nàng. Diệp Thần trên mặt viết đầy đối với Trung Yên Khê hành động bỉ ý. Muốn đến bất quá cũng là đời trước đối với nữ võ thần nhìn mà sợ, cái này nhất thế thật vất vả đến lúc cái này cơ hội, hồng sấn một chút thực lực của mình mà thôi. Ngươi nói bậy. Trung Yên Khê tự nhận bình sanh làm việc quang minh lỗi lạc, lại bị như thế cái này nhỏ tu vi con kiến hôi chỉ lỗ mũi mắng. Vừa nghĩ tới bị ngươi như vậy tự cho là người bất phàm bảo vệ, vậy thật là xem ăn con ruồi như nhau buồn nôn. Ngươi vẫn là thật tốt tu hành, tranh thủ ngày nào có thể tu luyện ra thượng cổ nữ võ thần khí phách và ghi trong tim đi. Diệp Thần lạnh như băng giễu cợt nói. Ngươi bảo vệ, ta Diệp Thần không lạ gì. Trung Yên Khê lúc này nổi cơn giận dữ, vô cùng tức giận ngược lại cười. Ha ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người chạy đến địa bàn ta cùng ta ngang ngược. Tiếng cười kia nhọn cơ hồ muốn đâm rách thương khung, ung ung sấm sét tiếng, phảng phất là trở về cần phải nàng vậy. Đây là ta chỗ tu luyện, ngươi còn con này càn khôn cảnh con kiến hôi,
đi tới nơi này điên đảo thị phi nói ẩu nói tả, còn thật lấy là ta sẽ không giết ngươi sao? Đàn cổ lúc này đã dựng đứng tới đây, đàn thân cùng xích hỏa đế giang vậy đỏ thẫm ngọn lửa đã bắt đầu cháy. Diệp thần, ngươi không phải nàng đối thủ, chúng ta đi mau. Kỷ Tư Thanh lúc này cũng biết mình ý tốt hành vi để cho Diệp thần đau lòng, cũng không đoái hoài tới giải thích, chỉ muốn nhanh chóng kéo Diệp thần rời đi. Muốn đi? Trung Yên Khê giận dữ, châm chọc nói, ta nơi này, há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp thần mặt không đổi sắc, đem Kỷ Tư Thanh bảo vệ ở sau lưng. Kỷ Tư Thanh nhìn đứng ở mình phía trước Diệp thần, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Từ không thối lui, từ không úy kỵ. Hắn thật giống như vẫn luôn là cái bộ dáng này. Một khúc đàn cổ nước chảy mây trôi giống vậy từ Trung Yên Khê đầu ngón tay cuồn cuộn ra, dâng trào mà sắc bén thanh âm, thân ở trong trận, mới cảm nhận được to lớn kia sát ý. Diệp thần trở tay đem Kỷ Tư Thanh đẩy về phía phương xa, tỏ ý nàng an tâm xem cuộc chiến. Xích hỏa đế giang lần nữa hiện ra, lần này, trên người hắn không chỉ là quanh thân ngọn lửa quanh quẩn, mỗi một cây linh mao cũng lưu chuyển màu xích kim sáng bóng, hiển nhiên Trung Yên Khê lửa giận thịnh, muốn trực tiếp đem Diệp thần nghiền ép. Đế giang hỏa long chém. Trong hư không bỗng nhiên sinh ra một đạo kẽ nứt, lại là Trung Yên Khê trực tiếp đem mình quy luật cùng cái này hư không liên lạc với nhau. Từ quy luật bên trong nuốt trời diệt ngày giống vậy nồng đậm nóng bỏng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn xuống, trực tiếp tưới vào xích hỏa đế giang trên mình. Xích hỏa đế giang hấp thu ngọn lửa uy năng, như đồng nhất phương bông vụ, tự thân hình thành một kiện pháp khí vậy, cấp tốc xoay tròn chém về phía Diệp thần. Bầu trời hoàng tuyền đồ. Diệp thần ngón tay thay đổi, một bộ to lớn bầu trời hoàng tuyền đồ đã xuất hiện ở trước người của hắn. Xích hỏa đế giang như vậy cấp tốc đụng, ở Diệp thần chống đỡ bên trong, trực tiếp đem nó kéo gần bầu trời hoàng tuyền đồ. Suối vàng thánh thủy xiết mà mãnh liệt, ở trong một cái chớp mắt này đã đem xích hỏa đế giang toàn bộ chôn vùi ở bên trong. Nước suối vàng, có thể tẩy chư thiên vong hồn trí nhớ, người biến thành một tờ giấy trắng, vô trần dơ bẩn, tiến vào luân hồi chuyển kiếp. Lúc này đối với xích hỏa đế giang, tự nhiên có thể xông lên soát hắn mùi máu tanh, độ hóa nó sát ý. Hoàng tuyền đồ, luân hồi chi chủ đồ. Trung Yên Khê mặc dù có chút giật mình, nhưng nghĩ đến khúc trầm yên vẫn là cùng luân hồi chi chủ chung một chỗ, vậy trong bụng thư thái. Ở bên trong tay ngươi, khoa nhi đồng mà thôi. Đàn cổ tiết tấu lần nữa thay đổi, xích hỏa đế giang bốn cánh sôi trào lên, lại là trực tiếp từ suối vàng thánh thủy bên trong thoát thân. Diệp thần trong lòng biết đây là mình và đối thủ tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù là mượn pháp bảo thần thông, cũng không thể phai mở cái này một to lớn rãnh. Oanh! Xích hỏa đế giang sáu đủ đồng thời đạp ở bầu trời hoàng tuyền đồ bên trên, lại dẫn được toàn bộ hoàng tuyền đồ một hồi run rẩy. Còn không thu? Trung Yên Khê khinh miệt nói, nếu không, người cứ nhìn cái này đồ toàn bộ tan vỡ đi. Diệp thần biết đối phương là nói thật, cái này đi qua ra chỉ xích hỏa đế giang, hiển nhiên uy năng đã vượt qua xa Kỷ Tư Thanh Chu Tước. Trong hoàng tuyền đồ, xa la cây trà cũng là trầm mặc, ở hắn xem ra, mặc dù hoàng tuyền đồ sẽ không như vậy bị đánh tan, nhưng không tránh được Diệp thần phải bỏ ra giá nhất định. Mà đây giá phải trả, nhất định rất lớn. Hoàng tuyền đồ thu liễm trong nháy mắt, Diệp thần trên mình kim quang chợt hiện. Tám bộ phù đồ khí ngay tức thì bùng nổ, Phật quang chuông vang do trời tế truyền tới. Từng tiếng bàn thờ Phật thiền ý từ bốn phương tám hướng cuốn tới, một tôn cực lớn ngàn tầng cao tám bộ phù đồ tháp ầm ầm hiện thế. Mỗi một tầng trên giường cột chạm trổ, mỗi một cái tượng Phật cũng trông rất sống động. Truyền đạo bị nghiệp giải thích nghi hoặc cảnh tượng rành rành trong mắt vậy tái hiện ở chỗ này. Tám bộ phù đồ tháp, cho ta trấn áp. Diệp thần rất rõ ràng, võ đạo muốn chống lại ý đó rất khó, chỉ có thể mưu lợi. Trung Yên Khê đầu ngón tay lưu chuyển ra từng cơn cao nhất nguyên khí, theo đàn cổ tiếng, du dương truyền bá ra. Cửu sắc đế giang. Nguyên bản quanh thân đỏ thẫm đế giang, lúc này giống như một vị nhanh nhẹn ca cơ, bốn cánh sáu đủ ánh chiếu ra giống như cầu vồng vậy sặc sỡ sắc thái, vậy sắc thái ánh sáng đẹp lung linh khảm nạm ở mỗi một phiến lông vũ bên trên. Rồi sau đó, lông vũ nhanh nhẹn lên, khỏa mang cửu sắc huỳnh quang, không chậm trễ chút nào đón tám bộ phù đồ tháp đi. Phá cho ta! Một phiến miếng ngói phiến, ở nơi này cửu sắc lông chim dưới sự công kích, tạo thành từng đạo đường vân. Nhảy! Nghiền! Tiêu tán! Trung Yên Khê khinh miệt nhìn về phía Diệp thần,
phảng phất là ở nói cho hắn, hắn đã không có cơ hội. Cửu sắc đế giang lần nữa bay lên không, vậy sáng chói tia sáng chói mắt, lúc này chút nào không keo kiệt hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Bốn cánh lật bay ra, cửu sắc sáng bóng ngay tức thì bao phủ Diệp Thần. Lớn như vậy uy áp, mạnh như vậy nguyên khí. Giờ phút này, Diệp Thần tay cầm kiếm, ngưng trọng lập, hắn nhìn nhanh chóng tới gần sáng bóng, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy. Kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Trong chốc lát, Diệp Thần lực lượng đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Thật ra thì Diệp Thần cũng không muốn động dùng hóa linh thần thông, dẫu sao cũng không phải là đặc biệt thuần thục. Nhưng dưới mắt chỉ có thể như vậy thử. Thực lực đối phương không kém. Có thể ngay trước mắt, Diệp Thần vô tận kiếm ý liền bị vậy cửu sắc đế giang biến dạng. Còn chưa đủ. Mắt xem cửu sắc đế giang muốn hạ xuống, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nghĩ tới điều gì. Hắn ánh mắt vô cùng kiên quyết, ở Táng Thiên Hải thời điểm, ta từng và Hôi lão nhắc qua ngàn binh bạo, Hôi lão dùng hắn võ đạo hiểu, sửa đổi một chút ngàn binh bạo, hiện tại cũng nên thử một chút. Mấu chốt, Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong có quá nhiều binh khí. Quy luật thần khí đều có mấy kiện. Trung cực bản ngàn binh bảo, mở. Nháy mắt tức thì, vô số chân bảo binh khí toàn bộ biểu hiện ở Diệp Thần sau lưng. Đao thương kiếm kích, các loại các dạng binh khí, mỗi một chuôi cũng tản ra bất đồng nguyên binh khí. Lúc này lại là hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ mà thành một tấm to lớn lưới, đem vậy cửu sắc đế giang vây quanh vây quanh. Bảo. Theo Diệp Thần tiếng gào thét. Tất cả binh khí cơ hồ cùng trong chốc lát xông về cửu sắc đế giang, rồi sau đó tự bạo. Vô tận quy luật khí ngay tức thì tràn ngập. Như thế nhiều binh khí, thậm chí có không thiếu quy luật thần khí, như vậy vật nổ, thái chân cảnh cường giả vậy không nhất định có thể chịu đựng. Tự bạo sinh ra uy năng, liên động dưới, đem Diệp Thần và Trung Yên Khê cũng tung bay ra ngoài. Trung Yên Khê vậy vẻn vẹn chỉ là bởi vì làm cho này một bạo uy năng mà bị bức lui. Đối với tự thân mà nói nhưng là không có chút nào tổn thương. Nhưng lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vậy trở nên có chút thâm thúy, phải biết như thế nhiều kỳ chân dị bảo, chỉ như vậy toàn bộ cho một mồi lửa, cần bao lớn quyết đoán. Đáng giá không? Trung Yên Khê đàn cổ thu hồi, hiển nhiên không dự định sẽ cùng Diệp Thần chiến đi xuống. Đáng! Diệp Thần kiên định nói, từ đầu tới đuôi, hắn một mực là như vậy, bỏ mặc đối thủ cường đại dường nào. Chỉ cần hắn còn có một chút hy vọng, liền tuyệt không buông tha. Các ngươi đi thôi. Trung Yên Khê quay đầu, tựa hồ là chẳng muốn lại cùng bọn hắn nói gì. Kỷ Tư Thanh nhìn Trung Yên Khê đi xa hình bóng, biết đối phương đây là bị Diệp Thần cái loại này lớn không sợ trấn nhiếp đến, đã muốn để cho bọn họ hai người rời đi. Chỉ là, ai? Kỷ Tư Thanh thở dài nói, mình đánh cuộc có thể là muốn rơi vào khoảng không, có hôm nay Diệp Thần một phen, lãnh ngạo như Trung Yên Khê. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không bảo vệ Diệp Thần một lần. Nhìn thấu Kỷ Tư Thanh cẩn thận, Diệp Thần sắc mặt khá là nghiêm túc, hai tay cầm Kỷ Tư Thanh mảnh khảnh bả vai. Ngươi làm sao ngu như vậy, ta cần nàng tới bảo vệ sao? Vì ta, làm được từ mình cả người tổn thương, người đây là khổ như vậy chứ? Diệp Thần trong miệng mặc dù trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn đầy thương tiếc tình. Ta, Kỷ Tư Thanh trong lòng biết là Diệp Thần lo lắng mình. Nàng thật ra thì đã nương tay, hơn nữa, nàng sẽ không làm thương tổn ta. Kỷ Tư Thanh thận trọng giải thích, Trung Yên Khê nàng rất hiểu, bỏ mặc đang luận bàn bên trong nàng tán phát thần thông quy luật có kinh khủng dường nào, nhưng nàng cuối cùng sẽ không thống hạ sát thủ. Vậy cũng không được. Diệp Thần lắc đầu, ta bỏ mặc đời trước cái gì bảo vệ không bảo vệ, cái này nhất thế, ta Diệp Thần không cần người bất kỳ bảo vệ. Lăng Tiêu võ ý vào giờ khắc này đạt tới cực điểm. Diệp Thần giờ phút này vô cùng kiên định, hắn không muốn loại hy sinh này người bên cạnh nơi đổi lấy bảo vệ. Ta, thật xin lỗi. Kỷ Tư Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Ta cũng không phải là trách mắng ngươi. Thấy nàng bộ dáng này, Diệp Thần vẫn là không nhịn được đem nàng bảo vệ vào trong ngực. Ta rõ ràng, chỉ là ta, thấy trên mình ngươi có rất nồng nặc tai nạn khí, mà ta, lại không thể thời khắc cùng ở bên người ngươi. Kỷ Tư Thanh giải thích nói, nàng đời này sứ mạng còn chưa hoàn thành, nhưng Diệp Thần cái này khắp người tai nạn khí, lại để cho nàng lo lắng vô cùng, lúc này cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đần độn. Tai nạn khí.
Diệp Thần lúc này mới rõ ràng vì sao Kỳ Tư Thanh vậy muốn nói lại thôi nguyên nhân. Khí tức trên người vận chuyển, mới chú ý tới mình trên mình đúng là bao phủ tai khí. Chỉ là cái này tai khí cũng không phải là kiếp nạn khí, mà là quan hệ đến tai nan thiên kiếm. Đây cũng không phải là kiếp nạn, mà là tai nan thiên kiếm và ta tới giữa nhân quả dính. Diệp Thần hướng Kỳ Tư Thanh giải thích. Tai nan thiên kiếm linh là Xích Huyên Thánh Vương con gái Lý Phi Tuyết. Kỳ Tư Thanh thán phục một tiếng, lúc đầu đây bất quá là một chàng ô long. Ừ, phỏng đoán ta cái này khắp người tai nạn khí, hẳn cùng Lý Phi Tuyết có liên quan. Kỳ Tư Thanh gật đầu, lần này nàng có thể yên tâm. Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, bát quái thiên đan lò từ từ dâng lên, vậy nhiều lần dược thảo tiên đan khí, chậm rãi thấm nhuần ở Kỳ Tư Thanh sau lưng bên trong. Hoàng hôn ngày rưỡi, bóng lưng của hai người lộ vẻ được mấy phần tịch mịch. Diệp Thần, ta phải đi. Kỳ Tư Thanh vẫn mở miệng nói, lúc này khoảng cách bố trí đã càng ngày càng gần, mỗi người bọn họ có riêng mình nguyên pháp, lúc này thường không thể tư thủ chung một chỗ. Một đường chú ý. Diệp Thần viễn nhìn Kỳ Tư Thanh rời đi hình bóng, tin tưởng sẽ không quá lâu, bọn họ nhất định có thể gặp lại lần nữa. Cùng lúc đó, thiên nhân vực Thánh Vương bên trong cung điện. Ngươi cảm giác được cái gì? Lý Thanh Sơn một mặt lo lắng nhìn về phía Lý Phi Tuyết, tỷ tỷ hắn là tai nan thiên kiếm kiếm linh, lúc này cùng tai nan thiên kiếm đồng khí liên chi, mấy ngày gần đây hơi thở rối loạn thậm chí có một ít chập chờn, để cho nàng tu vi vậy bị phạm vi lớn ảnh hưởng. Là Diệp đại ca. Lý Phi Tuyết mặt mũi khẩn thiết nói, ta cảm giác được tai nan thiên kiếm cùng hắn nhân quả xuất hiện vấn đề. Lý Thanh Sơn đã từng nhưng mà Diệp Thần muốn phát triển làm đệ tử người. Đối với Diệp Thần lại là dị thường ân cần. Vậy hắn có thể sẽ phải chịu uy hiếp gì? Lý Phi Tuyết lắc đầu, tạm thời sẽ không, nhưng là, nếu như ta không có ở đây hắn bên người, không thể lấy kiếm khéo léo thân phận tới áp chế tai nan thiên kiếm nhân quả, một khi tai nan thiên kiếm mất khống chế, hậu quả đem không thể dự liệu. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Lý Thanh Sơn trong lúc nói chuyện đã bước nhanh muốn rời khỏi. Đợi một chút. Lý Phi Tuyết đúng là lắc đầu một cái. Ta nguyên bổn chính là tai nạn ma nữ, lại là tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, nhưng nếu không phải bởi vì luân hồi chi chủ, ta căn bản không có thể may mắn chuyển thế sống lại, ta nguyên bổn chính là cái này trên bàn cờ người. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thanh Sơn hiển nhiên đã nghe được tỉ tỉ ý trong lời nói, giọng có chút lạnh lẽo nói. Đây là kiếp trước nhân quả, ta trốn không ra, cũng không muốn trốn. Chúng mục tiêu định trước ta đã là người trong cuộc. Nhưng Thanh Sơn, người không giống nhau, người không phải cái này trong bàn cờ người, người không nên tham dự khổng lồ như vậy mà chuyện nguy hiểm tình. Cho nên, ý ngươi là, người tham dự, phụ thân nhân xâm lớn cùng, mà ta, không thể, đúng không? Lý Thanh Sơn lông mày đã nặng nề vặn chung một chỗ, trên mặt xanh mét, tràn đầy thống hận cùng tức giận vẻ mặt. Lý Phi Tuyết nhưng nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa. Đây cũng là phụ thân đại nhân ý. Nghe được Lý Phi Tuyết nói như vậy, Lý Thanh Sơn đầy bụng lửa giận giống như là đánh vào một đoàn trên bông vải, biết rõ tỷ tỷ và phụ thân là ý tốt, nhưng là sẽ để cho hắn như vậy thối lui ra, xem một cái đảo binh như nhau, lòng hắn bên trong 10 phần không cam lòng. Lý Phi Tuyết nhìn Lý Thanh Sơn rời đi hình bóng, biết lấy hắn nóng nảy nhất định sẽ đi tìm phụ thân, chỉ có thể là gửi hy vọng vào phụ thân đại nhân có thể khuyên ở đệ đệ mình. Phụ thân, Xích Huyên Thánh Vương ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, đang lật xem thần thông bộ luật. Lúc này Lý Thanh Sơn thấy hắn, đầy bụng lời nói nhưng không có chất vấn dũng khí. Ngươi muốn nói cái gì? Xích Huyên Thánh Vương nhìn một cái mình con trai, trong bụng đã như vậy hắn chuyến này nguyên do. Ngón tay hơi một sóng động, đã ở toàn bộ trên đại điện bày một tầng bình phong che chở, phòng ngừa thiên tàm nương nương tai mắt rình coi. Là liên quan tới Diệp đại ca, ta muốn. Lý Thanh Sơn vẫn là ngưng tụ dũng khí, trực tiếp mở miệng hỏi nói, vẫn còn cùng hắn nói xong, Xích Huyên Thánh Vương đã khoát tay một cái, tỏ ý hắn đã biết được. Ta nghĩ, ta ý, Phi Tuyết đã chuyển đạt cho ngươi. Nhưng mà phụ thân, Diệp Thần là đời trước luân hồi chi chủ, trong tay pháp bảo thần thông bên nào là ngươi có thể so. Ngươi như vậy, cần ngươi đi bảo vệ sao? Xích Huyên Thánh Vương hoàn toàn không có để ý Lý Thanh Sơn ý, Phi Tuyết nguyên bổn chính là tai nạn kiếm kiếm linh, cùng luân hồi chi chủ sóng vai chiến đấu là nàng sứ mạng, mà ngươi đâu?
còn muốn cho bọn họ đối mặt Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt thậm chí còn Đông Hoàng Thiên Điện thời điểm, lại chia team bảo vệ ngươi sao? Lý Thanh Sơn mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, cũng không nói có thể nói. Bọn họ nể tình ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi, vậy ngươi đâu, cứ mặc cho do mình một mực cho bọn họ kéo chân sau sao? Thanh Sơn, không có đầy đủ thực lực trước, không muốn nói ngươi muốn thế nào. Xích Huyên Thánh Vương câu nói sau cùng sâu đậm xúc động Lý Thanh Sơn. Cho tới nay, Diệp Thần cũng giống như thần dinh như nhau, ngăn ở Lý Thanh Sơn trước người. Mà mình, quá yếu. Lý Thanh Sơn than thở một tiếng, trong lòng biết phụ thân đại nhân suy nghĩ là đúng. Ta hiểu ý. Diệp đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên mình tu vi, trở thành hướng tỷ tỷ như vậy, cùng ngươi sóng vai tác chiến chiến hữu. Cùng lúc đó, Diệp Thần mới vừa trở lại Thái Huyền Trận Môn, liền thấy lau một cái Tiếu Lập bóng người đứng ở Thái Huyền Trận Môn ra, trên mặt mang đầy nóng nảy thần sắc. Chính là hồi lâu không thấy Lý Phi Tuyết. Hôm nay Lý Phi Tuyết không cần ở quan tài băng bên trong ngủ say, dung nhan ngược lại là khá là đôi mi thanh tú. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nghi ngờ hỏi nói, ở hắn xem ra, lúc này Phi Tuyết và Thanh Sơn hẳn là cùng Xích Huyên Thánh Vương ở Thánh Thiên Phủ mới đúng a. Diệp đại ca, ta cảm nhận được tai nan thiên kiếm chập chờn. Lý Phi Tuyết nói thật nhanh, nàng là đời trước tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, cùng cái này tai nan thiên kiếm có vô tận sâu xa, đối với tai nan thiên kiếm chập chờn, cũng là càng vì rõ ràng. Gần đây nàng đã nhiều lần cảm giác được tai nan thiên kiếm không ổn định, hơn nữa cái này không ổn định và Diệp Thần nhân quả có liên quan. Nàng thật sự là lo lắng Diệp Thần. Rồi mới từ phụ thân đại nhân nơi đó lấy lại tai nan thiên kiếm, đi tới Diệp Thần bên người. Tai nan thiên kiếm không ổn định, tai nạn khí tràn ngập ra. Diệp Thần vậy gật đầu, Kỷ Tư Thanh cũng là vô cùng là lo lắng trên người hắn giật tản ra ngoài tai nạn khí, mới không tiếc mình chống cự Trung Yên Khê. Ta hỏi phụ thân, ở thiên nhân vực bên trong có một nơi kêu mãi mãi nguyên tồn tại, có một vật, có thể ổn định tai nan thiên kiếm, thậm chí chém hết trên mình ngươi tai nạn nhân quả. Nơi đây tựa hồ và thái thượng thế giới có chút liên lạc, nhưng tình huống bên trong rất phức tạp. Lý Phi Tuyết quả quyết nói, Xích Huyên Thánh Vương sợ Diệp Thần dính đến tự thân quá nhiều nhân quả, không tốt nhúng tay quá nhiều, nhưng lại sẽ rất nhiều hơn cổ bí mật nói cho Lý Phi Tuyết, hy vọng có thể trợ giúp Diệp Thần chặt đứt tai nan thiên kiếm nhân quả. Hơn nữa, phụ thân còn nói, nhưng nếu chúng ta chuyến này có thể có được vật này, chứ có thể ổn định tai nan thiên kiếm, tại ngươi ta còn có vô cùng đại cơ duyên. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trên lông mày chọn, chẳng những có thể ổn định tai nan thiên kiếm, còn có vô cùng đại cơ duyên. Lúc này trong khoảng cách nhất thế luân hồi chi chủ bố trí càng ngày càng gần, hắn đang không kịp đợi muốn tăng lên thực lực. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Đi. Mãi mãi nguyên. Vô số dị thú đang mãi mãi nguyên bên trên kiệt lực chạy, nơi này, là bọn chúng thế giới. Đã từng. Bốn lớn thiên điện đệ tử sẽ chọn ở chỗ này lịch luyện thậm chí khảo hạch. Nhưng bởi vì vạn năm trước, bốn lớn thiên điện tới đây chỗ khảo hạch đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Từ nay về sau, mãi mãi nguyên liền rất ít có người dám tiến vào. Lý Phi Tuyết lúc này ngự kiếm ra, ánh mắt đang nhìn chằm chằm toàn bộ mãi mãi nguyên duy nhất một tòa thành trì. Là ở chỗ đó sao? Diệp Thần hỏi, hắn chưa bao giờ đặt chân qua nơi này, như vậy lao nhanh không câu chấp cương vực. Cũng là hắn trước chưa từng thấy qua. Mấu chốt hắn mơ hồ cảm giác được vực ngoại thiên đạo thay đổi, để cho nơi này cũng có biến hóa nào đó. Lý Phi Tuyết gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ là ở lo âu cái này trong thành trì tình huống. Phụ thân cùng ta nói qua, thành trì này trung tâm, đã từng là toàn bộ mãi mãi nguyên trung ương thế giới, cao nhất tôn quý mãi mãi chủ cũ cư ở nơi đó. Sau đó, có một ngày, toàn bộ người đều hóa thành âm hồn ma quỷ. Tất cả thành trì đều bị phá hoại mục nát, thậm chí có địa phương lại bắt đầu hòa tan, trở thành hôi thối ao đầm vũng bùn. Rồi sau đó, những thứ này dị thú xuất hiện. Người nói là, bọn họ tru diệt cái này toàn bộ mãi mãi nguyên sinh linh, sau đó chiếm cứ nơi này. Lý Phi Tuyết gật đầu, lúc này đúng phiến rộng tốt mãi mãi nguyên bên trên, đã lại cũng không có một người sống, có toàn bộ đều là tất cả loại màu lông dị thú. Đi theo ta sau lưng. Diệp Thần cất bước về phía trước, ngăn ở Lý Phi Tuyết trước người, dẫn đầu hướng vậy thành trì ngự kiếm đi. Phổ biến hắc khí, cơ hồ bao phủ cả tòa thành trì, Diệp Thần sử dụng 8 bước phủ đồ khí,
lấy Phật quang đánh nát tầng kia tầng bất tận hắc khí, lúc này mới nhìn thấy cả tòa thành trì diện mạo. Thành trì chỉ còn lại tường rào, bên trong không có một ngôi lầu vũ, đầy đất ụ đất trên là từng ngọn bia đá, trên bia đá to lớn, cũng chạm trổ một đạo cổ xưa phù văn. Phù văn như ánh mắt vậy, giống như là vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi như nhau. Lý Phi Tuyết bị cái này đầy đất phù văn nhìn chằm chằm, da đầu tê dại, trong chốc lát có chút sợ hãi xông lên đầu. Xem ra chúng ta là bị làm con mồi. Diệp Thần thấy một khối này khối nhìn chăm chú bọn họ bia đá. Con mồi, Lý Phi Tuyết kinh hãi. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là Diệt Thần bia, cũng coi là thiên nhân vực chí bảo, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây chính là Diệt Thần bia. Lý Phi Tuyết lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới trong truyền thuyết Diệt Thần bia, lại có như vậy nhân quả sâu xa. Vậy chúng ta bị hắn giam ở trong đó, hẳn là chắp cánh khó thoát. Diệp Thần gương mặt nhưng thủy chung lãnh đạm, hắn nhàn nhạt nói, chỉ bằng vào cái này đại trận, còn mệt không ở ta Diệp Thần. Cái này Diệt Thần bia nhìn như là vô số bia đá tạo thành, trên thực tế chân chính tâm trận chỉ có 6 khối, cái gọi là 33 vô tận 66 vô cùng, chỉ là chế tạo cái này 6 khối Diệt Thần bia liền phải hao phí vô số tinh lực và tâm huyết. Diệp Thần trong lòng tính toán, nếu là có thể đem cái này 6 khối Diệt Thần bia chiếm đoạt, đặt vào luân hồi mộ địa bên trong, vậy đối với hắn mà nói, thực lực cũng sẽ có cực lớn tăng trưởng. Khặc khặc, hoan nghênh các người bước vào mãi mãi nguyên. Một cổ thanh âm sâu kín và cười quái dị, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Giống như cái này cả tòa thành trì, toàn bộ đều là nó thanh âm như nhau. Trong thanh âm, tràn đầy xảo trá, âm độc còn có tàn nhẫn, giống như hội tụ rất nhiều loại tính nết ma tộc hội tụ vào một chỗ, cùng phát ra. Lý Phi Tuyết da thịt cũng dâng lên một hồi nổi da gà, như vậy lạnh người hàn cảm giác lạnh, để cho nàng cả người đều vô cùng không thoải mái. Đi đôi với đạo thanh âm này, Hắc Phụ lần nữa từ trong hư không tuôn ra ngoài, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cùng Diệp Thần hắc ám nguyên phủ chế tạo ra hắc khí, lúc này lại không phân cao thấp. Vô số sinh linh quỷ khóc sói tru thanh âm truyền đạt ra, Diệp Thần và Lý Phi Tuyết lúc này tựa như đã rơi xuống thân địa ngục bên trong. Lại là ảo cảnh. Diệp Thần không chút do dự nói, nhưng nếu không phải hắn có hắc ám nguyên phù ở đây, có thể cũng bị cái này nhất thời hắc ám lừa gạt. Hắc ám nguyên phù. Từng đạo chí thuần chí cường hắc khí, từ hắc ám nguyên phù bên trong tràn ra ra, ùn ùn kéo đến bao phủ ở thành trì này bên trên. Nguyên bản sương mù màu đen, lúc này tựa như xúc tu vậy, tiếp xúc tới hắc ám nguyên khí ở một chớp mắt kia, đã bỗng nhiên lui về phía sau. Lấy bạo chế bạo, lấy ám đánh ám. Còn con này ảo cảnh, làm gì được ta? Diệt Thần đại trận, ta đây muốn xem ngươi muốn phải thế nào cầm chúng ta hình thần câu diệt. Diệp Thần lúc này, mặc dù thân ở trong thành trì, trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Sừng sững bất động đứng ở chỗ cũ, thậm chí không có chủ động công kích cái này đoàn hắc phụ. Hắn có tự tin, hắn vĩnh dạ đại ma thiên hòa hồng mông đại tinh không vừa ra, căn bản không sợ quái vật này chiếm đoạt, hơn nữa trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch. Có thể trấn áp hết thảy, bầu trời hoàng tuyền đồ lại có thể trấn áp hết thảy, tùy thời có thể công phá phương này đại trận. Lúc này, hắn chỉ là muốn xem quái vật kia bản thể ở nơi nào. Nếu ban đầu mãi mãi chủ cũ kể cả cái này một thành trì người, cũng có thể bị quái vật này chiếm đoạt, vậy hắn khẳng định xảo trá gian xảo, không thể không đề phòng. Ngay tại hắn ngừng bất động thời điểm, đột nhiên tới giữa, vốn là hắc phụ bên trong lại ngưng tụ thành hình một người. Người này mặt mũi đường đường tránh tránh, cả người tiên phong đạo cốt, mặt mũi tới giữa trong sáng thở mạnh, không chút nào một chút xíu âm độc khí. Tiểu Hữu, người tu vi thượng tốt, ta là mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần và Lý Phi Tuyết lúc này hai mắt nhìn nhau một cái, có cổ quái. Ngươi là mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần lộ ra vẻ giật mình diễn cảm, có lẽ đây chính là quái vật kia biến thành, dùng để mê muội bọn họ. Đúng vậy. Cái này Diệt Thần bia uy lực vô cùng, các người đuổi theo ta mang các người đi ra ngoài. Diệp Thần và Lý Phi Tuyết không có di động, chỉ là lạnh lùng nhìn người nọ, là dẫn chúng ta đi ra ngoài. Vẫn là phải đưa chúng ta đi xuống. Nghe lời nói này, nguyên bản tiên phong đạo cốt trên mặt người lại lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nhận ra ta. Người rốt cuộc là người nào? Lý Phi Tuyết không nhịn được mở miệng hỏi nói. Ta là phệ hồn thú. Có thể tùy ý biến ảo thành bất kỳ hình thái, các ngươi không cần như vậy phòng bị,
ta nếu dám quang minh chánh đại xuất hiện ở các ngươi trước mặt, tự nhiên sẽ không làm thương tổn các ngươi. Phải không, là sẽ không làm thương tổn chúng ta, vẫn không thể tổn thương chúng ta. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cố ý hiện thân, là bởi vì làm cho này mãi mãi nguyên đi, nhiều năm như vậy đi xuống, lại còn có thứ gì là ngươi không thể cắn nuốt sao? Phệ hồn thú khóe miệng cầu lau một cái chưa thỏa mãn mỉm cười, thở dài nói, ngươi thật đúng là một cái bình tĩnh mà người thông minh. Không tệ, ta lần này xuất hiện liền là muốn nói với ngươi một tràng hợp tác. Hợp tác à, phệ hồn thú và phệ não thú ở thời đại thượng cổ, đều là nổi danh xảo trá gian hoạt, cùng ngươi hợp tác, ta có ích lợi gì chứ? Ngươi chuyến này cũng có mục đích, ta ở trên mình ngươi ngửi thấy tai nan thiên kiếm mùi vị. Phệ hồn thú trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Diệp Thần lộ ra mỉm cười, thứ ta mong muốn, ta mình có thể đạt được, thật giống như không cần ngươi. Diệp Thần khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, tựa như đối với phệ hồn thú nói chút nào không động tâm. Mãi mãi đế vương cốt, ta chắp tay đưa tiễn. Phệ hồn thú tựa như hạ định quyết tâm, cắn răng một cái nói. Diệp Thần. Lý Phi Tuyết nhanh chóng kéo Diệp Thần cánh tay, bọn họ chuyến này chính là vì cái này mãi mãi đế vương cốt. Nhưng mà, ta cái này cá nhân không quá tin tưởng người, chỗ tốt không tới trên tay ta, coi như nói ba hoa trích chòe cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta nơi này có một bùa chú, có thể lập lần kế lời thề. Chỉ cần ngươi ta đối với phù này nguyền rủa thề, hợp tác với nhau. Phệ hồn thú hai tay tụ hợp, một đoàn màu đen huyết đoàn hiện lên, không ngừng ngọa nguậy, lại hình thành một khối bùa chú. Người ta tất cả dùng mình một giọt máu tươi, ở phía trên này lưu lại lời thề, người vi phạm, thì phải gặp phải vĩnh hằng tâm ma quấn quanh, lại cũng không thể thành tựu ngươi luân hồi thiên đạo. Diệp Thần hơi ăn một lần kinh, phệ hồn thú lại có thể một mắt nhìn thấu hắn luân hồi huyết mạch, hiển nhiên cũng không hiện ra như vậy mềm yếu không có sức. Không nhìn ra, ngươi lại có thể tu luyện đến loại này, mãi mãi nguyên chủ nhân tu vi, ngươi cắn nuốt bao nhiêu. Phệ hồn thú giống nhau lộ ra một loại vẻ phòng bị, càng phát ra cảm thấy Diệp Thần sâu không lường được. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần búng ngón tay một cái, đầu ngón tay bay ra một quả máu tươi, bay vào vậy một khối bùa chú bên trong. Nhất thời, một cổ quỷ bí lực lượng đang nổi lên, ở nơi này như sóng tràn bờ nhân quả bên trong, có một đạo pháp thì đã ngưng tụ ở hắn trên mình. Chúng ta chung nhau thề, đạt thành nhận thức chung sau đó, chúng ta hợp tác. Nếu như đổi ý, chúng ta chết tại thiên đạo quy tắc dưới. Được. Hai người đồng thời ở bùa chú dưới ký lời thề. Thiên nhân vực thiên đạo mặc dù dị biến, nhưng uy nghiêm theo ở. Bất quá Diệp Thần huyết mạch áp đảo trời, Diệp Thần có lòng tin không chịu chế ước. Sau đó, phù này nguyền rủa phá sập đánh tan, phân hóa ra hai đạo đen thui quy luật khí, phân biệt tiến vào hai người trong cơ thể. Phệ hồn thú thấy Diệp Thần ký kết bùa chú khế ước, trong lòng một hồi đại hỉ. Lúc này phệ hồn thú mặc dù là có thân thể, nhưng trong thực tế nhưng là liền chân thân cũng không có, lời thề căn bản không sẽ đối với hắn tạo tác dụng. Diệp Thần hiển nhiên đã nhìn chăm chú đến vậy phệ hồn thú gian trá vẻ, muốn đến cũng biết cái này lời thề đại khái là đối với loại này không tác dụng gì. Bất quá, cái này lại hồi nào sẽ đối với hắn tạo tác dụng. Hắn thân trong lòng bầu trời hoàng tuyền đồ, vô cùng vô tận suối vàng thánh thủy, có thể lọc sạch vạn vật, chính là lời thề mà thôi, bất quá là lau một cái dấu vết. Tùy thời có thể hóa. Trọng yếu hơn chính là, thiên đạo đã dị biến, nếu như trước đây, suối vàng thánh thủy còn chưa nhất định có năng lực này. Nhưng hiện tại, tuyệt đối có thể. Tâm kính này, kêu mãi mãi nghìn năm kính. Lúc này phệ hồn thú nhưng cũng đã biến hóa hình dáng, quanh thân khôi giáp bọc lại, đem hắn cả người che giấu ở vậy bền bỉ thiết giáp dưới. Đây là mãi mãi nguyên căn nguyên kính, thứ ngươi muốn, ở cái gương này phía sau. Diệp Thần cẩn thận đánh giá trước mắt cái này to lớn tấm gương. Vô số bộ dễ vật, đem to lớn kia tấm gương bọc lại, bên kia duyên trên màu bạc trói lọi, lại toàn bộ bị cái này màu xanh thực vật che giấu. Làm sao tiến vào? Diệp Thần hỏi, hắn đã cảm giác được cái này mãi mãi nghìn năm trong kính ẩn chứa uy năng. Phệ hồn thú không nói gì, mà là một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần, vậy phảng phất là nói, ta không thể ra sức, ngươi từ cầu nhiều phúc. Lý Phi Tuyết lặng lẽ nhìn một cái này mãi mãi nghìn năm kính, vậy quấn vòng quanh nó thực vật, hẳn là chướng ngại lớn nhất. Diệp Thần cẩn thận ngắm cái này mãi mãi nghìn năm kính,
Nguyên bản màu xanh thực vật, rễ cây chỗ lại là sâu thẳm hắc khí tràn ngập, nhưng hắc khí kia, nhưng hiển nhiên không phải phệ hồn thú trên mình. Ngươi là bởi vì là cắn nuốt mãi mãi chủ nhân, mới có hắc ám khả năng à? Hồi lâu sau đó, Diệp Thần lộ ra mỉm cười, nhìn về phía phệ hồn thú con mắt bên trong lưu chuyển thì ra là như vậy ánh sáng. Vậy phệ hồn thú tựa như bị người vạch trần tâm tư như nhau, trong chốc lát lại có chút im miệng. Chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, may mà có lời thề hạn chế, nếu không Diệp Thần thật sự là hắn uy hiếp cực lớn. Suối vàng thánh thủy. Tí ti chảy suối vàng thánh thủy, từ trong hoàng tuyền đồ lưu chuyển ra, giống như quanh co khe suối nhỏ, một chút xíu bơi về phía vậy mãi mãi nghìn năm kính. Vùng vẫy, giãy giụa. Mỗi một phiến lá cây cũng đang giãy giụa trước, tản ra vô cùng hắc khí. Cho ta lui. Diệp Thần buồn bực nói. Tiếng này mặc dù tràn vào rơi, nhưng suối vàng thánh thủy nồng hậu hơn cuốn tới. Chậm rãi trực tiếp lưu xuống mặt đất trên, trực tiếp cọ rửa cây kia hệ. Thành. Phệ hồn thú cơ hồ đều không dám tin tưởng mình ánh mắt, cái này mang theo phép tắc bộ rễ thực vật nhiều năm như vậy một mực để cho nó bó tay, ai biết ở nơi này càn khôn cảnh thanh niên trước mặt lại như thế đơn giản giải quyết. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Phi Tuyết tỏ ý nàng đi theo phía sau mình. Trước tiên trước một bước bước vào cái này mãi mãi nghìn năm kính bên trong. Trong kính không gian, tựa như cùng là một khối tự tại trời, vô cùng không gian to lớn bên trong, khắp nơi đều là mờ mịt hơi thở, ở hơi thở này bên trong, xuất hiện một tòa cung điện lớn. Trong này là cái gì? Diệp Thần nhìn về phía phệ hồn thú, tên này đã ở nơi này mãi mãi nguyên không biết trà trộn bao lâu, lúc này, đối với mãi mãi nguyên bí mật, muốn đến nhất định là thuộc như lòng bàn tay. Đây là mãi mãi chủ cũ bảo tàng. Phệ hồn thú lộ ra vẻ tham lam thần sắc, theo hắn dần dần hoàn thành đối với mãi mãi chủ cũ chiếm đoạt, cái này bảo tàng bên trong đủ để cho hắn hâm mộ nổi điên. Từng cục thiên thần mộc xây dựng mà thành cung điện, phía trên khắc cổ xưa hoa văn phía trên mỗi một lau vết đao cũng ngưng tụ già nua khí tức cổ xưa, vô số phép tắc khí trạch lưu truyền. Chìa khóa đâu? Lý Phi Tuyết tiến lên một bước, phong cách cổ xưa kia cung điện bên ngoài lại là treo một cái cửu khúc khóa. Diệp Thần hai tay ôm quyền, mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía phệ hồn thú. Chìa khóa. Phệ hồn thú lúc này mới chậm rãi há hốc miệng ra, từ trong phun ra một quả ngọc chế chìa khóa. Đây là mãi mãi chủ cũ chìa khóa, che giấu ở chân hắn cốt bên trong, nhưng nếu không phải phệ hồn thú, nhất định là không thể phát hiện. Ngay tại chìa khóa cắm vào cung điện trong nháy mắt, Diệp Thần cũng cảm giác được mãi mãi nguyên lực lượng, vô tận sức sống, từ chìa khóa này tới giữa lưu chuyển ra, vậy cửu khúc khóa giống như khô cạn rất lâu sa mạc, tận tình hưởng thụ ngọc chế chìa khóa thấm nhuần. Rắc rắc, mở ra, Lý Phi Tuyết mi sắc lộ ra vui vẻ, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Không tốt, một hơi thở tới giữa, Diệp Thần sắc mặt biến, thân thể động một cái, ngay tại cửu khúc khóa mở ra trong nháy mắt, phệ hồn thú ra tay. Ngươi. Lý Phi Tuyết thấy vậy, giận dữ, quả nhiên không thể bảo hổ lột ra, cái này phệ hồn thú trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Diệp Thần nhưng đã sớm có đề phòng, hồn thể đổi thành, trong tay sát kiếm kịp thời càn quét ra, trực tiếp đem vậy phệ hồn thú công kích hướng ngang cắt đứt. Nhưng cũng là cái này ngay mặt nhất kích, đem vậy phệ hồn thú ép tới gần cung điện bên trong. Đi! Phệ hồn thú ở bước vào cung điện bên trong nháy mắt, đã lần nữa hóa là vô hình, tiêu tán mất tăm vô ảnh. Diệp Thần và Lý Phi Tuyết nhanh chóng cất bước về phía trước, đi vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong để thập đại ngọc bàn, trên ngọc bàn đều là kỳ chân dị bảo. Mãi mãi đế vương cốt. Lý Phi Tuyết thấy vậy thứ hai tôn trên ngọc bàn, bất ngờ chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Diệp Thần nhưng là sóng mắt lưu chuyển, thứ nhất tôn ngọc bàn phía trên là một khối gương đồng, nghiễm nhiên chính là vậy mãi mãi nghìn năm kính thu nhỏ lại bàn. Phệ hồn thú. Người vi phạm lời thề, chẳng lẽ không sợ bị nhân quả và thiên đạo cắn trả sao? Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, mở miệng nói. Ha ha ha, người căn bản không nghĩ tới sao, vực ngoại thiên đạo suy thoái, mà ta bản vô hình, thiên đạo lời thề đối với ta căn bản không có chỗ dùng. Bốn phương tám hướng thanh âm lần nữa truyền tới, vậy phệ hồn thú giống như là tứ tán trên không trung như nhau, căn bản không có bản thể có thể nói. Thậm chí liền Diệp Thần thần hồn lớn mạnh như vậy, đều không cách nào bắt. Chỉ có thể vận dụng 33 thiên hồng mông nguyên thuật 8 bộ phù đồ tháp.
Tám bộ phù đồ tháp. Một tôn sáng loáng tám bộ phù đồ tháp đã xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần trong tay. Phật ngữ ở cung điện này bên trong ầm ầm vang lên, một loạt chuông vang kích động bay lượn. Không có mục tiêu. Tám bộ phù đồ tháp lúc này đã toàn bộ lưu chuyển ra, mỗi một cái tượng Phật đều là quanh thân quấn vòng quanh kim quang, nhưng lúc này, cái này cao ngất tám bộ phù đồ tháp lại không có công kích đối tượng. Ta bản vô hình, buông tha đi, ngươi không tìm được ta. Khặc khặc. Phệ hồn thú cuồng vọng tiếng cười cười ầm lên, âm hiểm xảo trá tình, đã hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nhưng là ta có thể tìm được ngươi. Ở tiếng gầm thét này bên trong, một đoàn đoàn động lại sương mù màu đen, trên mặt đất vỡ ra. Phệ hồn thú đã bắt đầu nắm giữ quyền khống chế, trong đó tựa hồ hàm chứa lực lượng thần kỳ, không chỉ là ác mộng tinh thần công kích, nó đã thừa kế mãi mãi lúc đầu chủ hắc ám công pháp. Mãi mãi chân huyết, thiên võ ám pháp, chí cao đạo pháp, cao nhất võ đạo. Mãi mãi chủ cũ hơi thở mang toàn bộ mãi mãi nguyên uy năng, tạo thành một tiệc dễ như bỡn hoang vũ khí, trực tiếp tiệc cuốn lên Diệp Thần và Lý Phi Tuyết. Ta chiếm đoạt mãi mãi chủ cũ thời điểm, đem hắn toàn thân máu tươi, luyện chế thành một quả máu, ta quản hắn kêu mãi mãi chân huyết. Ta vẫn không có sử dụng qua, lúc này để cho ngươi kiến thức một tí, cái này mãi mãi chủ cũ uy lực còn lại. Diệp Thần không chút nào để ý phệ hồn thú kêu gào, trên mặt vẫn là lãnh đạm dáng vẻ. Diệp Thần vốn định vận dụng Nguyệt Hồn Trảm, nhưng căn bản không cách nào xác định phệ hồn thú vị trí. Thậm chí còn Thiên Yêu Thần Tác cũng không cách nào vận dụng. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm truyền tới, Diệp Thần, dưới mắt, dựa hết vào lực lượng và hồn lực không cách nào kích phá người này, phải vận dụng lục đạo luân hồi pháp lực lượng. Luân hồi trước, không che giấu. Lục đạo luân hồi pháp là Diệp Thần lá bài tẩy, hắn từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng lúc này, hắn nhưng là muốn dùng nhanh nhất tốc độ đánh tan phệ hồn thú, không do dự nữa, Diệp Thần trực tiếp diễn hóa liền luân hồi ngũ hành. Cùng trong chốc lát, toàn bộ đại điện năm cái phương vị, đồng thời ngưng tụ năm tôn to lớn đế vương xem. Mỗi một tôn đế vương xem trong tay, kim quang vạn trượng đại tiên kiếm, lưu chuyển vô thượng đế vương uy áp. Phá cho ta! Diệp Thần ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, đã thành công đâm xuyên qua mãi mãi chân huyết phòng ngự, trực tiếp đánh về phía phệ hồn thú.